Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 602, một chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ có mật. Trước kia khi Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh thì Vương Tử Quân cũng đã từng đến gặp mặt trong phòng làm việc, nhưng lúc đó chỉ là báo cáo công tác theo phép. Từ khi lão tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy của Nhiếp Hạ Quân, đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân đến báo cáo công tác. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng, Hào Nhất Phong mỉm cười vung một phần văn kiện lên dùng giọng ôn hòa nói. Chủ tịch Tử Quân đến rồi đấy à? Mời ngồi, chỗ này của tôi còn có trà ngon, nếu cậu thích uống loại trà nào cứ nói tiểu tạ một tiếng là được. Lúc này ánh mắt Hào Nhất Phong nhìn Vương Tử Quân thật sự rất sinh động, bộ dạng quan tâm đến cấp dưới. Người ngoài nhìn vào bộ dạng tùy ý bình dị và gần gũi hòa ái của Hào Nhất Phong, nếu không biết còn tưởng rằng đây là một trưởng bối quan tâm đến vãn bối. Vương Tử Quân cảm nhận được thái độ của Hào Nhất Phong, hắn thầm nghĩ, Hào Nhất Phong rốt cuộc cũng là cán bộ lãnh đạo chìm nổi nhiều năm, ít nhất cũng có lòng dạ bao la, cũng không áp chế mình ngay trước mặt. Sau khi Tạ Vinh Kim pha trà và đi ra ngoài, Hào Nhất Phong buông văn kiện xuống nói. Chủ tịch Tử Quân, gần đây công tác ở thành phố Đông Bộ như thế nào? Bí thư Nhất Phong, thành phố Đông Bộ gần đây dưới sự lãnh đạo của Bí thư Đồng đã cố gắng chứng thực tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy, cố gắng tạo ra đột phá nhỏ vào thời điểm cuối năm. Vương Tử Quân vừa dùng giọng đường hoàng lên tiếng vừa chú ý đến thái độ của Bí thư Hào Nhất Phong. Khi Vương Tử Quân báo cáo được một nửa thì Hào Nhất Phong vung tay cản lại. Tử Quân, cậu là một chủ tịch thành phố đến chỗ của tôi cũng không phải tiến hành báo cáo công tác của khối chính quyền thành phố Đông Bộ đấy chứ. Bí thư Hào thật sự có ánh mắt sắc bén, thật sự anh minh, tôi đến tìm ngài cũng không phải chỉ là vì báo cáo công tác của khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Ngài biết rõ rồi đấy, dù tôi là người làm ra bản báo cáo kia, thế nhưng nếu không có văn bản hỗ trợ, căn bản cũng không thể nào nhớ rõ được. Hào Nhất Phong nghe lời nói ẩn giấu của Vương Tử Quân thì không khỏi nở nụ cười, dù trong lòng có chút căm hận Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lão cũng không thể không thừa nhận trên người Vương Tử Quân có một lực hấp dẫn thu hút người khác. Còn lực hấp dẫn kia là thứ gì, lão căn bản không thể nào nhìn cho rõ được. Vì có tiếng cười mà bầu không khí trong phòng hòa hoãn hơn một chút, đồng thời tiếng cười của hai người cũng xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào trong tai Đồng Đắc Cùng đang ngồi ở cách vách, đúng lúc hắn đang nói chuyện với Tạ Vinh Kim. Sau khi nghe thấy tiếng cười kia thì hắn càng cảm thấy rất khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ đây rốt cuộc là vấn đề gì, trong lòng thầm nghĩ nó là vì sao vậy? Chẳng lẽ mặt trời mọc phía tây sao? Được rồi. Đừng nói nhiều ở chỗ tôi, rốt cuộc là có vấn đề gì, cậu cứ nói thẳng ra, 5 phút sau tôi có một hội nghị quan trọng cần tham gia rồi. Hào Nhất Phong thu lại nụ cười rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. 5 phút sau sẽ tham gia hội nghị, như vậy xem như Đồng Đắc Cùng đang ngồi chờ bên ngoài sẽ là không công rồi. Vương Tử Quân thầm quan tâm đến Đồng Đắc Cùng ngồi chờ bên ngoài, sau đó hắn trầm giọng nói với Hào Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong, nói ra cũng thật sự hổ thẹn. Tôi đến là để cầu viện với ngài. Sao, cậu nói xem có chuyện gì xảy ra? Hào Nhất Phong nhanh chóng suy xét, nghĩ đến chuyện của thành phố Đông Bộ. Lão cảm thấy người đầu tiên đến cầu viện mình phải là Đồng Quốc Khánh mới đúng, không phải là Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa dù là cầu viện thì cũng phải học tập theo phương pháp một kèm một của bí thư trình tự học ở thành phố La Nam, phải tách hai vị lãnh đạo tỉnh ủy ra để đối phó. Đồng Quốc Khánh đối phó với Hào Nhất Phong, mà Vương Tử Quân phải đối phó với Thạch Kiên Quân. Bí thư Nhất Phong, sự việc là thế này, thành phố Đông Bộ chúng tôi vì hưởng ứng tích cực lời hiệu triệu cải cách thể chế nhân sự của tỉnh ủy mà tiến hành phương án thi tuyển cán bộ. Vẻ mặt Vương Tử Quân nhanh chóng trở nên nghiêm túc, lúc này cũng không còn chút dấu hiệu đùa giỡn. Dù Hào Nhất Phong là người luôn chú trọng xem xét biểu hiện của cán bộ hạ cấp, luôn dùng thái độ hà khắc để nhìn vào lời nói và việc làm của Vương Tử Quân. Thế nhưng lúc này lão cũng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân căn bản không nhìn ra chút bệnh tật nào. Chuyện này tôi cũng đã nghe nói qua, khi tôi nói chuyện với trưởng phòng Hứa cũng đã đồng ý với quan điểm đổi mới tinh thần dám đi trước thiên hạ của cậu. Hào Nhất Phong khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói. Vương Tử Quân thấy Hào Nhất Phong nói như vậy thì nhanh chóng dùng giọng biết thời biết thế lên tiếng. Trước đó Bí thư Đồng đã truyền đạt chỉ thị của ngài ra khắp thành phố Đông Bộ. Thế cho nên ban ngành trong thành phố chúng tôi cực kỳ phấn chấn. Khi đó tôi cũng không có tâm tư gì khác, chỉ là tập trung tinh thần làm tốt hạng mục công tác lần này, làm sao cho thật vững chắc, dù thế nào cũng không thể làm cho Bí thư Hào mất mặt. Hào Nhất Phong càng nghe lời nói của Vương Tử Quân càng cảm thấy có hương vị không đúng, chính các anh tự cho ra phương án để thực hiện,
thế nào lại biến thành thực hiện tinh thần chỉ thị của tôi. Lão nghĩ như vậy mà cảm thấy có chút hối hận, thầm nghĩ sau này nói chuyện với Vương Tử Quân nên chú ý một chút, nếu không sẽ chẳng biết đối phương kéo mình vào trong vũng bùn từ khi nào. Đến lúc đó dù chính mình có muốn khóc cũng không tìm ra được cửa miếu ở chỗ nào. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Hào Nhất Phong cũng không mở miệng, lão chờ Vương Tử Quân tiếp tục lên tiếng. Vì làm tốt công tác lần này mà chúng tôi đã mở nhiều hội nghị, xem xét từng bước đi, sắp xếp và cho ra một phương án cực kỳ tinh tế, đảm bảo quá trình tuyển chọn cán bộ sẽ không cho ra chút tì vết và cạm bẫy nào. Chúng tôi càng muốn thông qua quá trình thi tuyển lần này để chọn ra những nhân tài ưu tú, chỉ như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của Bí thư Nhất Phong với thành phố Đông Bộ chúng tôi. Hào Nhất Phong nhìn Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng mà không khỏi cảm thấy đầu mình càng lúc càng phình ra. Vương Tử Quân rõ ràng không cần phân trần mà kéo chuyện này lên người mình, thế cho nên hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Trưởng ban Trần của ban tổ chức Trung ương và trưởng phòng Hứa của phòng tổ chức tỉnh ủy đã đến thành phố Đông Bộ kiểm tra công tác xây dựng đảng và tuyển chọn cán bộ, thế nhưng lại bị người ta chặn lại phản ánh công tác thi tuyển của thành phố Đông Bộ có vấn đề. Bí thư Nhất Phong, chuyện này là sai lầm trong công tác của chúng tôi, thật sự không chút giấu giếm, trong quá trình thi tuyển cán bộ lần này thật sự có vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Hào Nhất Phong rồi dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một. Chương 602, 2, chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ có mật. Hào Nhất Phong biết rõ ràng gặp chuyện không may là đảng hàng người của Đồng Quốc Khánh, bây giờ Vương Tử Quân lại trực tiếp dùng từ ngữ khẳng định có vấn đề để nói về sự kiện kia, chẳng phải có ý nghĩ ra tay độc ác với đảng hàng đấy chứ. Khoảnh khắc này Hào Nhất Phong thật sự suy tư rất nhiều, bắt đầu định giá thái độ của mình ở sự kiện lần này. Nếu như tỏ thái độ quá tích cực thì căn bản sẽ làm cho Vương Tử Quân thêm đắc ý, rơi vào đường hầm tối mịt, nếu như bác bỏ lời nói của Vương Tử Quân, như vậy lại càng không được. Dù biết mình trong sạch vô cùng, thế nhưng Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão không hy vọng mình đang làm việc mà có người ham he cầm dao đâm vào cột sống của mình. Làm lãnh đạo đôi khi cũng không cho ra ý nghĩ rõ ràng, không nên tỏ thái độ ngay lập tức, đợi đến khi sự việc tiến thêm một bước rồi tỏ thái độ cũng không muộn. Sau khi sự việc xảy ra thì chúng tôi đã tổ chức hội nghị thường ủy để xem xét, thế là chúng tôi mới phát hiện sai lầm trong công tác lần này chính là ý nghĩ muốn làm cho thật sự hoàn mỹ, lựa chọn những nhân tài ưu tú nhất. Ước nguyện ban đầu của ý nghĩ này căn bản là rất tốt, thế nhưng trong quá trình áp dụng cụ thể, vì đạt được mục đích mà không khỏi phát sinh tình huống quá hà khắc. Thi viết và phỏng vấn là hai cuộc thi riêng biệt căn cứ vào tài lực, căn bản không có gì để nói. Thế nhưng ở phương diện kiểm tra sức khỏe thì chúng tôi lại cảm thấy mình vấp vào mâu thuẫn. Trong chuyện này nếu có liên quan đến người thân quen của một quan viên nào đó thì vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Âm thanh của Vương Tử Quân liên tục vang vọng trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong, lúc này Hào Nhất Phong nhìn Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng, thế là cũng sững sờ vì không rõ đối phương có ý nghĩ gì. Cậu nói với tôi những lời như vậy, có phải là muốn kiểm điểm với tôi, sau đó lại dùng nó để giải thích với trưởng ban Trần không? Hào Nhất Phong nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn, lão khẽ lên tiếng hỏi Vương Tử Quân. Đáp án mà Vương Tử Quân ném ra làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy nó rất gò ép, nếu như mình cầm lý do đó để đi giải thích, biết đâu trưởng ban Trần sẽ nể mặt mình mà không nói gì, thế nhưng trong lòng nhất định sẽ cười nhạt chế nhạo mình. Bí thư Nhất Phong, chuyện này chúng tôi thật sự không định giải thích, chúng tôi tin tưởng trưởng ban Trần và lãnh đạo tỉnh ủy mắt sáng như tuyết, sẽ nhìn thấy rõ vấn đề. Vương Tử Quân ngẩng đầu lên nở nụ cười bình tĩnh nhìn Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong thật sự chóng mặt, tin tưởng ánh mắt của chúng tôi, như vậy anh đến đây làm gì? Tuy trong lòng có chút bức bối với Vương Tử Quân, thế nhưng Hào Nhất Phong vẫn cố gắng áp chế cảm giác mà nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vậy cậu đến chỗ tôi, không phải là muốn nói cho tôi biết, ánh mắt của Bí Thư Hào cũng sáng như tuyết đấy chứ? Tất nhiên là không phải. Ánh mắt của Bí thư Nhất Phong sáng như tuyết là một nhận thức chung mà cán bộ nhân dân toàn tỉnh Sơn Nam đã biết rõ từ lâu, căn bản không cần tôi đến nói với ngài. Tôi đến là để phát thư mời, thành phố Đông Bộ chúng tôi vì tổng kết rút kinh nghiệm cho công tác thi tuyển cán bộ lần này mà tổ chức một cuộc biện luận lớn với nhân sự tham gia gồm các học giả, chuyên gia nhân sự và quần chúng nhân dân, tiến hành một công tác biện luận thật lớn, tạo nên cơ sở vững vàng cho công tác thi tuyển cán bộ sau này. Vương Tử Quân vừa nói vừa dâng lên thiếp mời. Hắn càng cười híp mắt nói. Mong Bí thư Nhất Phong quan tâm chỉ đạo nhiều hơn. Hội nghị biện luận, Hào Nhất Phong nhìn thiếp mời trong tay Vương Tử Quân, chỉ sau nháy mắt đã biết rõ những tính toán của Vương Tử Quân ở phương diện này. Lão nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Vương Tử Quân,
sau đó khẽ nhận thiếp mời. Hội nghị biện luận này là ý kiến của ai? Bí thư Nhất Phong, nếu thành công sẽ là kết tinh trí tuệ của cả ban ngành thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân không trực tiếp trả lời vấn đề của Hào Nhất Phong, hắn dùng giọng vu hồi nói với bí thư Hào. Hào Nhất Phong cười ha hả, lão chỉ vào Vương Tử Quân, nói một tiếng xảo quyệt. Thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Tốt lắm, tôi sẽ đến dự thính hội nghị biện luận này. Nếu cậu đã lấy ra thiếp mời, như vậy một khách cũng không làm phiền hai chủ, cậu ở lại cho tôi sẽ đi mời trưởng ban Trần. Hào Nhất Phong nhìn đồng hồ rồi cười cởi mở nói. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn trực tiếp dùng hai tay dâng lên thiếp mời, sau đó vội vàng nói lời cảm tạ. Vậy làm phiền bí thư Nhất Phong. Nếu các cậu đã sắp xếp tốt phương án, tôi sẽ phối hợp với các cậu, còn tuồng vui này có kết quả như thế nào, tất cả phải nhìn vào chính các cậu. Tôi nhắc nhở cậu, nếu như lần này còn để phát sinh vấn đề, như vậy sẽ là xử phạt cả hai tội, căn bản không thể nuông chiều. Hào Nhất Phong trực tiếp đặt thiếp mời xuống bàn, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân thầm nghĩ làm quan lớn thật sự rất tốt, muốn nói thế nào thì nói, muốn trở mặt ra sao cũng được. Hắn và Hào Nhất Phong tuy trong lòng đã sớm vạch mặt nhau, chỉ hận không thể dẫm một phát đạp chết đối phương, thế nhưng hai bên vẫn cố gắng biểu hiện cực kỳ quy củ và hòa hợp, những gì nên tuân thủ phải luôn tuân thủ. Vì thế sau khi nghe sắp xếp của Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Nhất Phong cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hào Nhất Phong cũng không nói gì thêm, lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm, thật ra đây cũng là một ám hiệu, ý nghĩa của nó là mọi việc đã xong, cậu có thể đi được rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thản nhiên tự đắc chờ mình bỏ đi của Hào Nhất Phong, trong lòng hắn không hiểu vì sao chợt bùng lên một cảm giác cao ngạo không hiểu nguyên nhân. Hắn xoa xoa hai bàn tay giống như căn bản không thấy động tác nâng ly trà của Hào Nhất Phong, lại dùng giọng chân thành nói. Bí thư Nhất Phong, tôi còn muốn báo cáo với ngài về vấn đề tư tưởng, gần đây tôi phát hiện tư tưởng của mình có chút vấn đề. Nghe thấy Vương Tử Quân phân tích về vấn đề tư tưởng, Hào Nhất Phong chợt cảm thấy đầu mình như phình to ra. Lão biết tiểu tử này đang bức bối, nếu như là người khác thì lão sẽ cười cho qua, nhưng đối với gương mặt treo nụ cười bình tĩnh hòa ái của Vương Tử Quân, lão chợt cảm thấy một cảm giác tức giận bừng bừng thiêu đốt. Chính mình trước đó bị tiểu tử này ngáng chân một lần, tuy trong lòng thầm hiểu thế nhưng căn bản không thể nào phản bác. Lúc này Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt thành khẩn trong lúc báo cáo vấn đề tư tưởng, lão chợt cảm thấy trong lòng run lên. Có lẽ tiểu tử này hiểu quan hệ giữa hai bên căn bản không thể nào chữa trị được, thế là không chút cố kỵ. Lão cố gắng áp chế cơn giận, lúc này mới nói. Chủ tịch Tử Quân, chỉ cần tư tưởng không có vấn đề, dù sao cũng còn nhiều biện pháp sửa đổi. Tất cả mọi người căn bản không phải có sẵn kinh nghiệm, ai cũng là ném đá qua sông mà thôi, cậu còn trẻ, có tinh thần đổi mới như vậy là quá tốt rồi. Chương 602, ba chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ có mật. Vâng, tôi sẽ nhất định dựa theo chỉ thị của Bí thư Nhất Phong, sẽ tiến thêm một bước tăng cường đẩy mạnh học tập và rèn luyện. Vương Tử Quân cũng thuận tiện bò lên, bây giờ hắn căn bản không phải chú ý đến vấn đề học tập đẩy mạnh tư tưởng, chẳng qua chỉ muốn làm hao tổn thời gian của Bí thư Hào Nhất Phong mà thôi. Hào Nhất Phong đành phải mở miệng nói hai câu liên quan đến vấn đề này với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Tử Quân, học tập chủ yếu phải dựa vào chính mình, sau này dù cậu có bận rộn nhiều việc cũng nên chú tâm học tập mới được. Tôi còn có một hội nghị, cần phải tham gia, lần sau có gì sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó dùng giọng có chút nuối tiếc nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng tỏ ra nuối tiếc. Thế nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ mà thôi. Khi Tạ Vinh Kim mở cửa phòng làm việc mời Hào Nhất Phong tham gia hội nghị thì hai người Vương Tử Quân cũng tươi cười đi ra, có vẻ cực kỳ thân mật. Đồng Đắc cũng đang chờ được tiếp kiến Hào Nhất Phong, thấy hai người Hào Nhất Phong đi ra thì vội vàng đứng lên nghênh đón Bí thư Hào Nhất Phong, đồng thời cũng cung kính gọi một tiếng Bí thư Hào. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Đồng Đắc cùng, sau đó nói hai câu với Vương Tử Quân, cuối cùng mới theo Tạ Vinh Kim bỏ đi. Hai người kia sao lại vui vẻ như vậy? Không phải Vương Tử Quân có lực hút quá lớn, mới đó đã làm cho Bí thư Nhất Phong thay đổi cách nhìn rồi sao? Đồng Đắc cùng thầm suy tư về hai người Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Hắn tiến lên tiếp cận Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười nói. Chủ tịch Tử Quân, lúc này đã đến giữa trưa rồi, mời cậu đến chỗ tôi làm vài ly, nếu cậu không đi,
thật sự không nể mặt tôi rồi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười cực kỳ sáng lạn của Đồng Đắc Cùng, hắn cười ha hả nói. Trưởng phòng Đồng, đến chỗ ngài uống rượu thật sự là tôi cầu còn chưa được, thế nhưng hôm nay thật sự không dám đi, bí thư Trình ở bên kia cứ khóc than, tôi nào có khẩu vị mà nuốt trôi cơm cho được. Hi hi, cậu cứ yên tâm, chúng ta đi chỗ khác, anh Trình cứ để cho nhân viên của chúng tôi lo, miễn là anh ấy no bụng thỏa mãn là được. Đồng Đắc Cùng tuy vừa rồi nói rất hay với Trình tự học, thế nhưng lúc này vì lợi ích của mình mà vung tay lên dùng giọng kiên định nói. Vương Tử Quân dù không thích trò lợi thế của Đồng Đắc Cùng, thế nhưng sự thật là như vậy, hắn dù không thích cũng chỉ có thể chịu mà thôi. Hắn hàn huyên hai câu với Đồng Đắc Cùng, sau đó cùng trưởng phòng Đồng rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Hào Nhất Phong ngồi trong xe lẳng lặng suy tư về thiếp mời của Vương Tử Quân, càng nghĩ càng cảm thấy hội nghị biện luận kia có ý nghĩa trọng đại với trưởng ban Trần đang rất quan tâm đến phương án cải cách phương pháp tuyển chọn cán bộ. Nếu tính ra thì chút vấn đề liên quan đến phương án tuyển chọn cán bộ ở thành phố Đông Bộ căn bản không tính là gì cả. Nếu yêu cầu quá nghiêm khắc thì cũng không được, mà lãnh đạo lại rất khoan dung độ lượng với những người biết nhận sai và sửa chữa. Vương Tử Quân này là một người không đơn giản. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tuy vì một vài nguyên nhân mà còn chưa được bổ nhiệm làm thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng trong mắt đám cán bộ tỉnh Sơn Nam thì chuyện này đã căn bản là ván đóng thuyền. Sau khi Hào Nhất Phong lên xe thì Quan Vĩnh Hạ luôn chú ý đến phản ứng của lãnh đạo, sau khi nghe Hào Nhất Phong chợt lên tiếng cảm khái, hai hàng chân mày của hắn khẽ co giật, cũng không dám nói lung tung. Dù sao thì phái của Hào Nhất Phong và Vương Tử Quân có quan hệ như nước với lửa, một câu nói của Hào Nhất Phong căn bản lại không có hương vị đúng đắn. Lúc này Quan Vĩnh Hạ cực kỳ chú ý đến Hào Nhất Phong, nguyên nhân chính là vì chiếc ghế thường ủy tỉnh ủy của hắn có liên quan trực tiếp đến thái độ của bí thư Hào Nhất Phong. Anh Quan, sau khi quay về, anh đến chỗ tôi cầm thiếp mời đến đưa cho trưởng ban Trần. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Quan Vĩnh Hạ ở bên cạnh rồi trầm giọng nói. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng, sau đó dò hỏi. Bí thư Hào, là hội nghị biện luận gì vậy? Đáng giá để trưởng ban Trần đến tham gia sao? Là một hội nghị biện luận của thành phố Đông Bộ, có lẽ trưởng ban Trần sẽ rất hứng thú với sự kiện này. Hào Nhất Phong khẽ dựa lưng lên hàng ghế sau xe, giọng điệu mơ hồ có chút hiu quạnh. Hội nghị biện luận của thành phố Đông Bộ được tổ chức trong một hội trường chuyên dùng để báo cáo ở trường Đại học Sơn Nam, nhìn qua thấy giống như một hội nghị biện luận bình thường mà thôi, thế nhưng khi bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đi đến, quy cách của hội nghị biện luận chợt được đẩy lên độ cao mới. Hiệu trưởng và ban lãnh đạo của trường Đại học Sơn Nam, hơn nữa còn có rất nhiều giáo sư và chuyên gia đến tụ tập, tất cả chỉ vì một hội nghị biện luận được tổ chức lần này. Hội nghị biện luận được phát động trong bầu không khí rộn rã, chủ trì hội nghị là một vị phó giám đốc phòng nhân sự của thành phố Đông Bộ, thế nhưng cũng không phải vì nguyên nhân như vậy mà làm giảm bầu không khí nhiệt liệt vào lúc này. Vì mục đích của hội nghị biện luận lần này chính là vấn đề kiểm tra sức khỏe của quá trình tuyển chọn cán bộ, thế cho nên ngay từ đầu đã có những lời sắc bén được phát ra, đó chính là phương diện kiểm tra sức khỏe không nên quá nghiêm khắc, điều này làm cho nhiều người sinh ra nghi vấn. Tuy trước khi đến thì có người của phòng tổ chức thành phố Đông Bộ bày mưu đặt kế để bọn họ không nên nói ra những lời quá khích, thế nhưng dù thế nào thì sự việc cũng không liên quan đến bọn họ, không động chạm đến lợi ích bản thân, thế cho nên ai cũng chẳng thèm quan tâm. Sau nhiều ngày ngột ngạt, đám người này cũng căn bản không nhẫn nhịn được, những người không nhịn được càng không tuân thủ theo ý đồ của lãnh đạo. Tuyển chọn cán bộ không phải là tuyển chọn người đẹp, tôi cảm thấy chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có năng lực phục vụ nhân dân là được. Còn cái gì mà cao giáo, ưa nhìn, ánh mắt sắc bén, v.v. Tất cả đều không có liên quan quá lớn. Một người thanh niên hơn 20 tuổi dùng giọng kích động nói, hắn đang lớn tiếng chất vấn vị phó giám đốc phòng nội vụ. Giám đốc Liêu, ngài nói cho tôi xem, hai nhân viên công tác không ở trên cương vị quá đặc thù, có đeo kiếng hay không thì có gì khác nhau. Nếu có sự khác biệt, như vậy những người đeo kiếng chúng tôi đều đi giải phẫu mắt, chẳng phải sẽ tốt đẹp ngay sao? Vị phó giám đốc Liêu của phòng nội vụ TSP Đông Bộ cũng cảm thấy rất ngột ngạt, hắn trở thành cái bia của nhiều người, việc này dù là ai cũng không thể nào vui vẻ cho được. Nhưng điều này cũng khó tránh, ai bảo hắn là người chủ trì hội nghị lần này. Chương 602-4 chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ có mật. Giám đốc thầm mắng một câu với tên cán bộ thanh niên đeo kính đang dùng giọng điệu kích động chất vấn mình ở phía bên kia, đó nào phải là hắn chế định ra. Nếu cậu có ý kiến thì cứ đi mà hỏi đám khốn nạn phòng tổ chức thị ủy, nào có liên quan gì đến tôi.
Hội nghị biện luận lần này được tổ chức cũng vì giải vây cho phương án thi tuyển cán bộ được tổ chức trước đó ở thành phố Đông Bộ, cũng không ngờ có người khăng khăng giữ lấy cho là thật. Nhưng lời này giám đốc Lưu cũng không dám nói ra khỏi miệng, bây giờ bên dưới không những có lãnh đạo thành phố Đông Bộ đang quan sát diễn tiến hội nghị, còn có cả lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, nếu như hắn nói sai thì tính mạng chính trị sẽ như hắt nước ra ngoài, khó thể thu lại, sẽ biến mất trong dòng chảy chính trị trong nước. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là kiên trì một quan điểm, tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục. Giám đốc Lưu cố gắng giữ vững tinh thần, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn là một người xảo quyệt quan trường, hắn thật sự thành thạo trong công tác trả lời những câu hỏi như vậy, thế nên nhanh chóng lên tiếng. Đồng chí này đề xuất ý kiến rất hay, tôi cảm thấy quan điểm của anh cực kỳ biện chứng, đầu tiên là chúng tôi tự xem xét lại mình, lần này thành phố Đông Bộ cho ra phương án thi tuyển cán bộ. Mục đích là gì? Mục đích chính là tuyển chọn ra những cán bộ ưu tú nhất vào những công tác phù hợp, anh nói xem có đúng không? Giám đốc Lưu cũng không chờ tên cán bộ thanh niên kia trả lời, hắn nhanh chóng tự trả lời câu hỏi cho mình. Tên cán bộ trẻ tuổi bên dưới tuy rất muốn phủ nhận câu nói của giám đốc Lưu, thế nhưng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Giám đốc Lưu thấy lời nói của mình có tác dụng với đối phương thì tiếp tục dùng giọng tự tin nói. Tôi không phủ nhận trong công tác thi tuyển lần này anh là người có thành tích thi viết và phỏng vấn tốt hơn đối thủ cùng cạnh tranh, thế nhưng tôi nói một câu anh xem có đúng không, đó chính là những người cùng tiến vào trong vòng kiểm tra sức khỏe với anh cũng có năng lực không kém anh bao nhiêu. Cán bộ thanh niên khi bị loại thì tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, tôi thấy thành tích của anh trong hai vòng thi viết và phỏng vấn cũng chỉ hơn người thứ hai ba điểm mà thôi, có phải không? Đúng vậy. Cán bộ trẻ tuổi dù sao cũng không có kinh nghiệm. Khi giám đốc Lưu đặt câu hỏi, hắn cũng nhanh chóng bị kéo vào chủ đề mà giám đốc Lưu răng sẵn. Giám đốc Lưu thấy vậy thì càng thêm tự tin, bắt đầu không xem công tác của mình vào lúc này là việc gì khổ sở. Lúc này có nhiều lãnh đạo tỉnh thành ở bên dưới dự thính hội nghị, nếu như mình có thể biểu hiện tốt, biết đâu lãnh đạo sẽ vui sướng mà đề bạt mình lên cương vị mới. Tố chất và năng lực của các anh không khác gì nhau, mà quá trình thi tuyển lần này lại chọn người ưu tú nhất, anh nói xem. Vì sao chúng tôi không chọn một người có tố chất sức khỏe tốt nhất trong hai người, mà lại phải chọn anh? Đeo kiếng cũng không có vấn đề gì cả, càng không phải có sai lầm gì, nhưng anh không biết rằng anh ấy không đeo kiếng thì sẽ có ưu thế ở phương diện thị lực sao? Tên cán bộ thanh niên cảm thấy lời nói của giám đốc Lưu có chút không đúng, thế nhưng hắn lại căn bản chẳng nhận ra được nó không đúng ở điểm nào, vì vậy mà khoảnh khắc này thật sự không nói nên lời. Hắn nhìn giám đốc Lưu chậm rãi lên tiếng trên đài chủ tịch. Cuối cùng cũng không thể nào mở miệng. Có vài người cũng chuẩn bị sẵn lời nói ứng phó, thế nhưng bọn họ đều căn cứ vào lợi ích bản thân của mình, cũng không lên tiếng khi sự việc quá rõ ràng. Lúc này giám đốc Lưu đã dùng một chiêu thức cực kỳ xinh đẹp để phá vỡ thế công của viên cán bộ kia, nói rõ mục đích tuyển chọn cán bộ ưu tú nhất, có thể nói là tất cả khá thuận lợi, tạo nên lá chắn rất đẹp. Lúc này gương mặt đám lãnh đạo thành phố Đông Bộ đều trở nên sáng lạn. Bọn họ cảm thấy lời nói của y giám đốc Lưu là không sai. Thông qua hội nghị biện luận lần này càng nói rõ quyết sách của bọn họ là không sai, thế nhưng quá nghiêm khắc trong công tác kiểm tra sức khỏe cũng là một điểm sai lầm. Đồng Quốc Khánh ngồi cách nhóm Hào Nhất Phong không xa, hắn không quá chú ý đến những biện luận phía bên kia, chủ yếu là chú ý đến vẻ mặt của bí thư Hào Nhất Phong. Lúc này điều quan trọng nhất của Đồng Quốc Khánh chính là tìm được sự thừa nhận của bí thư Hào, chỉ cần Hào Nhất Phong không nghi vấn công tác của thành phố Đông Bộ. Không nghi vấn công tác của hắn thì quá đủ rồi. Hội nghị biện luận bắt đầu trong tình huống tranh cãi nhiệt liệt làm cho Đồng Quốc Khánh cảm thấy hối hận vì tổ chức sự kiện này, nhưng khi giám đốc Lưu đứng vững trên quan ải, hắn lại phát hiện nụ cười trên mặt bí thư Hào Nhất Phong ngày càng sáng lạn. Đây là một điểm tốt, xem ra bí thư Hào Nhất Phong tỏ ra thỏa mãn với những biện luận lần này. Đồng Quốc Khánh nhìn giám đốc Lưu ở trên đài mà trong lòng càng thêm vui vẻ. Vì thế mà trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ muốn ban thưởng cho vị phó giám đốc phòng nội vụ kia. Khi phó giám đốc Lưu dùng những lời lẽ cực kỳ thích đáng để ngăn thế công mãnh liệt của vị cán bộ trẻ tuổi giang hồ là Trần Hào Vũ thì hội nghị biện luận lần này căn bản không còn nhiều lời dị nghị. Lúc này một vài giáo sư học giả và chuyên gia được mời đến cũng chuẩn bị đứng lên nói vài lời bình luận theo đúng quan điểm của giám đốc Lưu. Vương Tử Quân ngồi dưới đài cảm thấy có chút hương vị không đúng, tuy giám đốc Lưu đã phân tích và giành thắng lợi. Hầu như có thể nói thành phố Đông Bộ đã xoay người thoát khỏi tình huống khó khăn cực kỳ đẹp đẽ, đảo ngược tình thế một cách thần kỳ, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có vấn đề. Vì vậy mà hắn cảm thấy khó xử, chưa bao giờ cảm thấy trong lòng có ý nghĩ khiếm khuyết như vậy.
Mục đích Vương Tử Quân tổ chức hội nghị biện luận lần này cũng không phải là vì loại trừ lực ảnh hưởng của sự kiện Trần Hào Vũ đứng ra tố cáo, hắn muốn thông qua hội nghị biện luận để xúc tiến thống nhất tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe khi thi tuyển cán bộ. Hắn muốn tạo ra một đãi ngộ công bình công chính cho tất cả cán bộ tham gia thi tuyển vào thời điểm sau này. Nhưng hội nghị lần này dưới sự chủ trì của Giám đốc Liêu chủ yếu nghiêng về phương diện biện luận, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ. Hắn cũng không phải oán giận Giám đốc Liêu, dù sao thì Giám đốc Liêu cũng đang đứng trên lập trường của mình. Vương Tử Quân thấy lời nói của Giám đốc Liêu căn bản là không phải không chê vào đâu được, thế nhưng lúc này hắn biết mình căn bản không thể đứng lên. Vì lúc này hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nếu đứng lên mở miệng sẽ phát sinh những ảnh hưởng khó lường trước được. Nếu như Vương Tử Quân không đứng lên, như vậy hội nghị biện luận mà hắn đã cố gắng tổ chức cũng chỉ có thể chết hiểu, thậm chí sẽ có một chướng ngại lớn trong công tác thống nhất tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe thi tuyển cán bộ, chướng ngại đó sẽ còn làm cho không biết bao nhiêu cán bộ trẻ tuổi phải trượt chân. Nếu sao băng không rạch phá trời đêm, như vậy sẽ có ai chú ý đến nó. Xem ra phải học phương án không tồn tại để khẳng định sự tồn tại, Vương Tử Quân nghĩ mình nên học tập sao băng, nếu xuất phát sẽ không còn đường về. Chương 602, năm chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ có mật. Đối với những ý kiến của Giám đốc Liêu, tôi, một lão giáo sư được mời đến từ Học viện Chính trị tỉnh Sơn Nam bắt đầu lên tiếng theo đúng phận sự, tuy lão còn chưa nói ra ý kiến của mình, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ nội dung của nó sẽ là gì. Vương Tử Quân nghĩ đến kết quả cuối cùng, hắn chậm rãi đứng lên nói. Giáo sư Trương, xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi có vài ý kiến cần lên tiếng. Mới lên tiếng phát biểu đã bị người ta cắt ngang, điều này dù là bất cứ ai cũng cảm thấy cực kỳ bực mình. Giáo sư Trương là một chuyên gia, tất nhiên cũng rất chú trọng thể diện. Khi lão nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, lão còn chuẩn bị nói ra những lời bất mãn của mình. Lão còn chưa kịp mở miệng thì một người ngồi bên cạnh đã khẽ vung tay vỗ vai rồi nói. Đó là Vương Tử Quân của thành phố Đông Bộ. Giáo sư Trương nghe thấy lời giới thiệu như vậy thì chợt sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Không ngờ tên thanh niên mở miệng cắt ngang lời mình là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân mở miệng không những làm cho nhân viên tham gia hội nghị biện luận cảm thấy giật mình, dù là đám người Hào Nhất Phong cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng bọn họ cũng không mở miệng, tất cả đều chú ý quan sát xem Vương Tử Quân muốn nói gì. Người này là... Trưởng ban Trần luôn quan sát hội nghị biện luận, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh làm cho người ta căn bản không nhìn rõ đó là vui hay buồn. Hào Nhất Phong tuy không cần phải nịnh nọt trưởng ban Trần, thế nhưng lão cũng tình nguyện tiến thêm một bước trong công tác thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên. Đó là chủ tịch thành phố Đông Bộ Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trưởng ban Trần khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, Hào Nhất Phong cũng giống như không có hứng thú. Lão nâng ly lên uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục chuyển ánh má về phía đài chủ tịch. Mời ngài lên tiếng. Giáo sư Trương cho ra một tư thế mời rất tự nhiên. Tỏ ý mời Vương Tử Quân cứ tự nhiên phát biểu ý kiến. Tôi vốn không muốn phát biểu ý kiến ở hội nghị biện luận lần này, thế nhưng không khí của hội nghị hôm nay thật sự làm cho người ta phấn chấn tinh thần, chọc vào tổ ong vò vẽ sẽ có được mật ngọt. Tôi tin tưởng chân lý này là đúng đắn, thế cho nên lúc này tôi mới nói ra ý kiến của mình, hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận từ mọi người. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn, cũng rất khách khí, thế nhưng dù là ai cũng phải chú tâm nghe ngóng. Tôi cảm thấy tình huống biện luận vừa rồi là rất đặc sắc, đặc biệt là quan điểm tuyển chọn cán bộ ưu tú nhất của Giám đốc Liêu, tôi cảm thấy nó thật sự không tệ. Vương Tử Quân cho ra lời khẳng định làm cho Giám đốc Liêu cảm thấy rất vui sướng, dù sao thì Chủ tịch Vương khẳng định quan điểm của mình cũng là một điểm lợi rất lớn, như vậy chờ hắn ở phía trước sẽ là con đường thăng quan tiến chức thênh thang rộng lớn. Nhưng từ bản thân tôi vẫn cảm thấy những lời nói của Giám đốc Liêu có chút bất công. Lần này thành phố Đông Bộ tổ chức thi tuyển cán bộ có thể nói là một chiếc cầu độc mộc đầu tiên cho vạn quân đi qua, rất có hương vị khoa cử. Nhưng chúng ta mặc kệ hình thức của nó là gì, xuất phát điểm vẫn phải là mở rộng cửa, nghiêm túc chọn lựa nhân tài đặt lên những địa vị thích hợp. Chúng ta đề xướng tuyển chọn người ưu tú nhất, nhưng trong công tác này cũng không phải tuyển chọn những người ưu tú nhất một cách vô điều kiện. Trong mắt tôi thì tuyển chọn người ưu tú nhất cần phải dựa trên điều kiện tiên quyết nhất chính là công bình công chính. Nhân tính có sự khác biệt, gương mặt và hình dáng của mọi người có sự khác biệt, mà trong cuộc sống thì người có tướng mạo xuất chúng thường chiếm ưu thế hơn so với người bình thường. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua toàn trường rồi dùng giọng âm trầm nói. Mọi người đều biết thần tượng ca nhạc của giới trẻ bây giờ là như thế nào,
nhìn vào đó sẽ đủ để thừa nhận quan điểm của tôi. Nhưng điều tôi cần nói chính là tuyển chọn cán bộ không phải tuyển chọn người đẹp, xuất phát điểm của nó là tuyển chọn người ưu tú nhất, thế nhưng phải căn cứ trên khía cạnh công bình công chính. Trong lúc chúng ta tuyển chọn cán bộ trẻ cho các vị trí khác biệt, chúng ta cần phải xem khía cạnh công bình công chính là điều kiện tiên quyết, chỉ như vậy mới có thể thực hiện tốt công tác tuyển chọn cán bộ ưu tú. Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng lại có hiệu quả, ném một tảng đá làm bùng lên hàng ngàn con sóng, đám người Trần Hào Vũ vừa rồi căn bản bị những lời của giám đốc Liêu làm cho không biết phải nói thế nào cho phải, bây giờ ánh mắt kẻ nào cũng phát sáng. Nhóm người kia trước đó vì chút vấn đề của cơ thể mà đánh mất cơ hội thăng tiến, nhìn qua cũng vì nguyên nhân của chính bản thân mình, thế nhưng thực tế lại căn bản không công bằng với chính mình. Đáng lý ra bọn họ vốn là những người phải được hưởng sự công bình công chính như vậy. Một con sóng mới xuất hiện, nhưng đám lãnh đạo tỉnh thành đến dự thính hội nghị cũng không còn tâm tư chú ý đến điều này, phần lớn bọn họ đều nghĩ đến những hậu quả lời nói của Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong cũng không xa lạ gì công tác tổ chức, lúc này lão khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn trưởng ban Trần ngồi ngay bên cạnh. Lão là một lãnh đạo đứng đầu tỉnh, lão biết rõ lúc này mình cần chú ý điều gì. Thật sự rất hay, quan điểm này làm cho người ta cảm thấy rất mới mẻ. Trưởng ban Trần từ đầu đến giờ luôn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, bây giờ trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ Hào Nhất Phong đang nhìn mình, thế là trầm giọng nói với bí thư Hào. Hào Nhất Phong cười cười nói. Chủ tịch Tử Quân là một người cực kỳ có ý nghĩ mới lạ và có ý nghĩa. Chọn cán bộ ưu tú trên phương diện công bình công chính và đặc biệt là công khai, như vậy mới là mục đích cuối cùng. Trưởng ban Trần khẽ vỗ lên vai Hào Nhất Phong rồi khẽ nói. Lần này tôi quay về nhất định sẽ nghiên cứu về phương án cải cách tuyển chọn nhân sự, tôi vốn cũng không có ý nghĩ gì rõ ràng, thế nhưng bây giờ nhờ một lời nói của đồng chí Vương Tử Quân, xem như tôi đã thấy được vài vấn đề. Hào Nhất Phong tuy cảm thấy không tình nguyện thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể trợ lực cho Vương Tử Quân. Tôi thấy quan điểm của Chủ tịch Tử Quân là rất tốt, chỉ có thể nắm chặt cơ sở công khai công bình công chính thì chúng ta mới thực hiện tốt công tác thi tuyển cán bộ. Nếu chúng ta không làm được, như vậy tuyển chọn cán bộ ưu tú căn bản chỉ là một lời nói suông mà thôi. Bí thư Nhất Phong, hội nghị biện luận lần này chính là một thu hoạch lớn nhất của tôi trong hành trình đến tỉnh Sơn Nam, mong anh nói với các đồng chí thành phố Đông Bộ, nói rằng bọn họ thi tuyển cán bộ tuy có khuyết điểm, thế nhưng lại có tinh thần đổi mới, thật sự đáng khen ngợi. Hy vọng ban ngành thành phố Đông Bộ sẽ cứ mãi bảo trì trạng thái dũng cảm đổi mới như vậy, tôi tin chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì đổi mới sáng tạo, công tác của thành phố sẽ ngày càng tiến xa hơn. Chương 603, một có một loại tình yêu gọi là buông tay. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu dùng giọng trịnh trọng nói. Tôi nhất định sẽ truyền đạt chỉ thị của lãnh đạo. Quá trình biện luận kết thúc, tất cả được tiến hành quanh cơ sở công bình công chính, hai bên tham gia biện luận đều rất căng thẳng, điều này không khỏi làm cho hội nghị biện luận càng thêm viên mãn. Nhưng nếu so sánh với kết quả tốt đẹp của hội nghị biện luận vừa kết thúc thì lãnh đạo thành phố Đông Bộ căn bản càng thêm coi trọng những lời truyền đạt của trưởng ban Trần thông qua bí thư Hào Nhất Phong, điều này làm cho người ta cảm thấy nguy cơ treo trên đầu ban ngành thành phố Đông Bộ đã mất đi hơn phân nửa. Phương án xử lý Đảng Hằng cũng đã được chứng thực, cũng vì hội nghị biện luận đã cho ra chế độ đúng đắn về công tác kiểm tra sức khỏe cán bộ, thế cho nên hắn chỉ bị xử phạt cảnh cáo mà thôi. Sau hội nghị biện luận, thành phố Đông Bộ hầu như biến thành một màu trắng, năm hết Tết đến, chỉ cần ló mặt ra đường sẽ cảm thấy không gian lạnh lẽo, tuyết rơi dày cũng làm cho hương vị cuối năm thêm nồng nặc. Đến cuối năm thì Vương Tử Quân cũng không quá chú trọng phương diện chúc Tết, thế nhưng khi hắn ngồi càng vững trên vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ, lúc này từng đợt người đến chúc Tết giống như đại quân kéo đến tập kích. May mà Vương Tử Quân chỉ ở một mình, không làm ảnh hưởng đến người khác, nhưng dù là như vậy thì bên ngoài nhà vẫn dừng đầy xe. Vương Tử Quân có những sắp xếp khác nha với những người khác nhau, nếu mình và đối phương có quan hệ bình thường, như vậy hắn có thể tránh thì sẽ cố gắng tránh đi. Nếu là những người có quan hệ thân thiết, Vương Tử Quân sẽ cho Triệu Quốc Lương sắp xếp thời gian để trò chuyện vài câu với đối phương. Vương Tử Quân là một người trọng sinh, hắn biết rõ tình huống trong nước, nếu mình biểu hiện quá tách rời thì sẽ gây ấn tượng cao ngạo kiêu căng. Vào thời điểm này sáng sớm Vương Tử Quân thức dậy đều nhanh chóng trốn chạy không gian lạnh lẽo nhanh chóng đi đến ủy ban thành phố, cuộc sống như mặt trời mùa đông. Hắn luôn thầm nói với chính mình, cuộc sống chính là tồn tại, mà tồn tại chính là cuộc sống. Dù Vương Tử Quân rất hạn chế với quà tặng, thế nhưng trong vài ngày qua những món quà tặng vẫn chất đầy nhà. Khi những người khác chú ý đến chúc Tết hắn, lúc này chính hắn cũng bắt đầu hành trình hoạt động của mình.
Tuy hắn không giống như các vị lãnh đạo thành phố khác, cũng không chạy một lượt đến nhà các vị lãnh đạo tỉnh, thế nhưng hắn vẫn phải thành thật chạy đến chúc Tết các vị lãnh đạo như Chủ tịch Thạch Kiên Quân và Bí thư Lưu Truyền Thủy. Đến ngày mùng 2 thì xem như Vương Tử Quân kết thúc tất cả công tác của mình, hắn về nhà, chủ yếu thời gian là ở bên cạnh Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đã khá mập mạp, điều này làm cho một người vốn không thích ra ngoài hoạt động như nàng càng có lý do để ở nhà. Vương Tử Quân bận rộn nhiều ngày cũng xem như có thời gian thanh nhàn, tất nhiên cũng tình nguyện ở trong nhà nghỉ ngơi. Vì nguyên nhân phóng xạ, Mạc Tiểu Bắc buông tha cho chiếc máy vi tính, thế là chỉ còn cách mua sách về đọc. Chủ tịch Vương lúc này cũng rảnh rỗi không có việc gì, thế cho nên đại đa số thời gian là theo đọc sách với Mạc Tiểu Bắc. Sáng sớm mùng 3, Vương Tử Quân tỉnh dậy từ giấc ngủ say, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành mà tràn đầy cảm giác yêu thương. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này đã mập lên rất nhiều, giống như gương mặt của một cô bé bụ bấm, làm cho người ta không khỏi sinh ra xúc động muốn véo một cái. Vương Tử Quân nằm lẳng lặng một lát, sau đó khẽ dịch cánh tay, kê gối lên đầu Mạc Tiểu Bắc. Hắn khẽ mặc quần áo, kéo màn cửa, lúc này thấy bên ngoài khu nhà cho thường ủy tỉnh ủy đã trắng xóa một mảnh. Lúc này tuyết lại rơi, Vương Tử Quân sinh ra cảm giác vui mừng. Hắn đi ra khỏi nhà, chân dẫm lên tuyết phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Giọng cười như tiếng chuông bạc từ nơi không xa truyền đến, theo tiếng cười còn có vài âm thanh hoan hô trong trẻo của trẻ nhỏ. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh của trẻ con thì nhanh chóng cất bước đi đến. Hắn chưa đi được vài bước thì đã thấy vài đứa bé mặc áo bông đang nhảy nhót quanh một người tuyết khá lớn. Bên cạnh đám trẻ chính là Lâm Dĩnh Nhi mặc áo lông trắng giống như công chúa tuyết, nàng đang dí dỏm cắm một củ cà rốt làm mũi cho người tuyết, gương mặt ửng hồng cực kỳ động lòng người. Đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân được gặp Lâm Dĩnh Nhi trong năm nay, hắn nhìn bộ dạng quyến rũ động lòng người của nàng, hắn định nói gì đó, thế nhưng lại chợt phát hiện mình nói không nên lời. Lâm Dĩnh Nhi đang vỗ bàn tay trắng nõn cùng chơi đùa với lũ trẻ giống như cũng cảm ứng được cái gì đó, nàng đột nhiên quay đầu, chợt nhìn thấy Vương Tử Quân đang đứng ngây ngốc nhìn mình. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì tâm tình của Lâm Dĩnh Nhi chợt bị phá hủy. Những ngày này tâm tình của nàng luôn loạn như ma, máu chảy điên cuồng, trái tim đập mạnh bạo. Lâm Dĩnh Nhi biết rõ Vương Tử Quân về nhà ăn Tết, thế nhưng nàng lại không thể nào không cố kỵ mà đến tìm hắn. Nàng ở nhà uống cà phê, uống trà, tìm món ăn vặt, thế nhưng ăn uống thế nào cũng không tìm thấy khẩu vị. Nàng cũng cố gắng đọc sách, thế nhưng lật từ đầu đến cuối mà chẳng đọng lại chữ nào. Sao vậy, như vậy là sao? Đây là cái quái quỷ gì? Mình phải tỉnh lại đi chứ. Lâm Dĩnh Nhi vừa tỏ ra bực bội vì chính mình, vừa cảm thấy thật sự khó thể nào kiềm nén được. Nàng ngồi trước máy tính, định tìm vài trò gì đó chơi đùa cho đỡ buồn, cho qua thời gian. Thế nhưng ngồi được vài phút thì nàng lại cảm thấy không yên, dứt khoát dựa tay lên bệ cửa sổ dùng ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm ra ngoài. Lâm Dĩnh Nhi muốn tìm cái gì? Nàng căn bản cũng không cần phải tìm, nàng tự hỏi chính mình, nàng cảm thấy giống như có một cảm giác tuyệt vọng đang ùa đến bao vây lấy mình. Không gian yên tĩnh trong nhà giống như một phần mộ, có phải chính không gian yên tĩnh này làm cho tâm tình của mình trở nên rối loạn không? Lúc này là Tết nhất, mình muốn làm gì? Thời gian luôn là thứ gì đó cực kỳ quỷ dị, khi anh cảm thấy nó giống như ngưng trệ bất động thì thực tế lại trôi qua như bay. Trong cảm giác nhàm chán, Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy mình giống như đang dấn thân vào một vũng lầy, mỗi ngày nàng đều nghĩ đến hắn, đến người kia và chỉ người kia. Cảm xúc của nàng rất phập phồng, phiêu diêu bất định, lúc sang đông lúc sang tây giống như một người phụ nữ ngốc nghếch sa chân vào mối tình đầu. Cảm giác bực bội bất an của Lâm Dĩnh Nhi rõ ràng có liên quan đến người đàn ông kia, nàng hiểu rất rõ, đồng thời cũng không quên tự nói với mình như vậy. Thế nhưng chuyện cũ như nước biển, xôn xao theo thủy triều, liên tục cuốn lên cuốn xuống, những hạt cát như ma sát lên thần kinh của nàng, làm cho nàng cảm thấy đau đớn không chịu đựng được. Chương 603-2 có một loại tình yêu gọi là buông tay. Đã nhiều năm qua tình cảm của Lâm Dĩnh Nhi với người đàn ông kia luôn sâu như biển, nàng đứng tránh ở góc tối nhìn hắn kết hôn, cảm nhận được nỗi đau khi Vương Tử Quân cứ mãi tránh né mình. Nàng biết rõ quan hệ giữa Vương Tử Quân và chính mình vào lúc này, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến người đàn ông làm cho mình khắc cốt ghi tâm, nàng lại cảm thấy mình căn bản không thể nào thờ ơ được. Trong mắt Lâm Dĩnh Nhi lóe lên những cảm giác vui buồn thất thường, nhưng dưới tình huống trăm mối cảm xúc ngổn ngang như vậy thì nàng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Anh Tử Quân, anh đã trở lại rồi. Nhìn ánh mắt ai oán của Lâm Dĩnh Nhi, Vương Tử Quân chợt sinh ra xúc động muốn ôm nàng vào lòng. Thế nhưng hắn lại không có phản ứng,
như vậy sẽ là làm hại nàng. Vì thế hắn cố gắng chấn định tâm thần rồi cười nói. Anh đã về, các em cứ chơi đùa, anh đi ra chỗ khác một chút. Những ngày này Vương Tử Quân luôn trốn tránh Lâm Dĩnh Nhi, cho dù đến gặp Lâm Trạch Viễn cũng thừa dịp Lâm Dĩnh Nhi không có ở nhà. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đau đớn, nhưng hắn không thể không mặc kệ cảm tình của Lâm Dĩnh Nhi. Quan hệ giữa hắn và nàng căn bản là không thể giải thích được, nếu nói mập mờ thì có mập mờ, nói không hay thì cực kỳ không hay. Lâm Dĩnh Nhi là một cô gái tốt, đi theo hắn sẽ căn bản là một bất hạnh và không công bằng với nàng. Vì thế sau khi mở miệng thì Vương Tử Quân nhanh chóng đi về một phía khác. Này, Vương Tử Quân, chúc mừng năm mới. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân quay đầu bước đi thì cảm thấy trái tim như bị siết chặt, nàng ý thức được hắn đang cố ý tránh mặt mình. Vương Tử Quân nghiêng đầu đi chỗ khác, hắn cũng nói một câu chúc mừng năm mới rồi chuẩn bị tiếp tục đi về phía khác. Anh Tử Quân, hè năm nay em sẽ kết thúc hoạt động tình nguyện ở thành phố Đông Bộ, anh có thể sắp xếp cho đám học sinh kia một giáo viên tốt hay không? Lâm Dĩnh Nhi cố gắng áp chế để nước mắt không tràn ra, nàng hỏi Vương Tử Quân. À, không có vấn đề, anh biết rồi. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, sau đó chợt hỏi theo bản năng. Dĩnh Nhi, em định đến đơn vị nào? Anh sẽ sắp xếp cho em. Không cần, dượng của em kinh doanh ở nước Anh, dượng đang liên lạc với nhà trường, em sẽ sang đó học tập 2 năm. Lâm Dĩnh Nhi cười cười, nàng khẽ nói. Đi đến anh. Vương Tử Quân nhìn vào hai con ngươi đen trắng rõ ràng của Lâm Dĩnh Nhi, hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, một cảm giác chờ đợi mình mở miệng giữ lại. Vương Tử Quân rất muốn mở miệng, rất muốn giữ Lâm Dĩnh Nhi ở lại, thế nhưng hắn căn bản là không thể. Hắn nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc đang ngủ ở nhà, nghĩ đến Y Phong và Tần Hồng Cẩm ở phương Nam, thế là hắn lại lắc đầu. Kinh nghiệm hai đời đã cho hắn biết rõ mình mở miệng sẽ làm cho Lâm Dĩnh Nhi cực kỳ vui sướng. Thế nhưng cuối cùng lại đẩy nàng vào một hố sâu cạm bẫy. Đúng vậy, Vương Tử Quân cần phải nhìn vào mình. Hắn là một người đàn ông đã kết hôn, một người đàn ông có địa vị, một người đàn ông không thể nào tiếp tục ném tình cảm ra khắp nơi được nữa. Nếu như hắn cho Lâm Dĩnh Nhi một hy vọng, như vậy chẳng khác nào trói buộc nàng. Dù sao thì hắn cũng không thể cho nàng một gia đình toàn vẹn, chẳng lẽ sau này cứ để nàng phải sống lẻ loi một mình như vậy sao? Khi nào thì em đi? Vương Tử Quân cố lấy dũng khí để cuối cùng cho ra một câu hỏi như vậy. Lâm Dĩnh Nhi nhìn ánh mắt nhàn nhạt của Vương Tử Quân, những giọt lệ trong mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng nàng cũng nhanh chóng ngẩng đầu, nàng giả vờ nở nụ cười điềm nhiên như không nói. Qua hè, có lẽ là tháng 9 sẽ đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói đến lúc đó sẽ tiễn chân Lâm Dĩnh Nhi, sau đó xoay người bỏ đi. Lúc này đám trẻ vẫn nô đùa rộn rã. Thế nhưng khoảnh khắc này hắn chợt cảm thấy tất cả cảm xúc trước đó đã bị phá tan. Lâm Dĩnh Nhi phải đi, biết đâu cơn đau ngắn này sẽ là chuyện tốt với nàng. Vương Tử Quân dẫm lên lớp tuyết dày dưới chân, hắn hít vào một hơi khí lạnh thật sâu, lúc này hắn chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Nếu so với Lâm Dĩnh Nhi thì hắn cũng rất khó chịu, thế nhưng hắn biết lựa chọn của mình là tốt nhất, đó chính là hung hăng chặt đứt cảm tình giữa hai bên. Những lời hứa hẹn của hắn với Mạc Lão chỉ là một phương diện mà thôi. Hắn lại nghĩ xa hơn một chút, nghĩ đến tương lai của Lâm Dĩnh Nhi. Biết đâu bây giờ nàng hận hắn, thế nhưng vài chục năm sau nàng lại cảm ơn mình thì sao? Những lời an ủi như vậy thật sự không làm tiêu tán đi cơn đau trong lòng Vương Tử Quân, nhưng dù đau đớn thế nào thì hắn cũng không để mình tùy ý dính vào. Chị Tiểu Bắc, chị đi chậm một chút, đường này trơn lắm. Tiếng cười của Lâm Dĩnh Nhi lại truyền đến, lúc này Mạc Tiểu Bắc mặc áo bầu. Cơ thể tuy có biến đổi lớn nhưng dẫm chân lên tuyết đứng cùng với Lâm Dĩnh Nhi vẫn là Xuân Lan Thu Cúc, thật sự xinh đẹp. Vương Tử Quân cũng không ngờ hai người lại đi cùng với nhau, hắn chợt ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng đi đến tiếp đón. Tử Quân, trò đắp người tuyết này cũng vui đấy chứ, chúng ta cũng đắp một cái đi. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân mỉm cười đi trở lại thì nói lời thỉnh cầu. Vương Tử Quân nhìn hai người Lâm Dĩnh Nhi và Mạc Tiểu Bắc đang nghịch tuyết, thế là chợt buông lỏng thể xác và tinh thần nói. Được thôi, nhưng em cũng không được đi lung tung, nền tuyết rất trơn, nếu lỡ may ngã xuống thì anh sẽ biến thành tội nhân. Em có thể thành thật ở chỗ này được không? Lâm Dĩnh Nhi luôn chú ý đến Vương Tử Quân, luôn chú ý đến người đàn ông làm cho mình ngày nhớ đêm mong này. Hắn có gương mặt góc cạnh, có sự kiên nghị, có khí chất, lại giống như hơi nước, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Vừa rồi hắn có biểu hiện rất nhạt với mình, bây giờ lại cực kỳ ân cần đi đến bên cạnh đỡ lấy Mạc Tiểu Bắc. Trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác chua xót.
Lúc này nàng thật sự hy vọng người có thể sóng vai với người đàn ông này chính là mình. Nhưng nguyện vọng này biết đâu cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi. Tết đến có thể nói là những ngày bận rộn với Vương Tử Quân, hắn ở lại nhà 2 ngày, sau đó cùng Mạc Tiểu Bắc bay đến thủ đô. Sau những ngày đi thăm hỏi người thân, hắn sinh ra cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Mạc Lão Gia Tử tỏ ra rất vui vẻ với hai người Vương Tử Quân, để cho hai người bọn họ ở lại trong khu nhà của mình. Đãi ngộ như vậy của Mạc Lão Gia Tử căn bản làm cho thế hệ trẻ ở Mạc Gia tỏ ra cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn họ căn bản không thể nào chọc vào một Mạc Tiểu Bắc luôn được Mạc Lão sủng ái, vì thế chỉ có thể ném ghen ghét vào trong rượu, dùng đủ biện pháp rót rượu Vương Tử Quân. Chỉ là nguyện vọng của đám người này cũng không được thực hiện, Mạc Lão Gia Tử ra mặt làm cho bọn họ phải tự uống rượu mời của mình. Vương Tử Quân sao có thể uống rượu, hắn còn phải chăm sóc cho Tiểu Bắc. Chương 603, ba có một loại tình yêu gọi là buông tay. Tuy đến mùng 8 mới phải đi làm thế nhưng Vương Tử Quân lại tự cho mình thêm một vài ngày, đến tận 15 mới từ thủ đô bay về thành phố Đông Bộ. Thời gian ở thủ đô Vương Tử Quân đã gặp rất nhiều thân bằng hảo hữu của Mạc Gia, đối với hắn thì đó cũng là một tích lũy quan hệ cực kỳ quan trọng. Quy hoạch thành phố Đông Bộ trong năm nay đã được chuẩn bị sẵn, các hạng mục công tác cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. Mùa xuân là đẹp nhất trong năm. Là mùa mà tất cả vạn vật sinh sôi phát triển, lúc này tỉnh Sơn Nam cũng tổ chức hội nghị kinh tế, đây chính là một hội nghị đầu năm cực kỳ quan trọng. Hội nghị này không những tổng kết những thành tích đạt được trong năm qua, càng xác lập mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh và tất cả thành phố trong năm mới, có thể nói mang tính đại cục rất cao. Trước kia khi Nhiếp Hạ Quân còn nắm quyền ở tỉnh Sơn Nam, hội nghị này thường được mở vào tháng 2. Nhưng ban ngành tỉnh Sơn Nam mới được bổ nhiệm. Là sự kết hợp giữa Bí Thư Hào Nhất Phong và Chủ tịch Thạch Kiên Quân, thế cho nên hội nghị được tổ chức vào tháng 3. Hội nghị bị trì hoãn vì nguyên nhân có quá nhiều công tác cần phải xử lý và đồng bộ, thế nhưng thực tế thì Vương Tử Quân biết rõ nguyên nhân cũng là vì Thạch Kiên Quân và Hào Nhất Phong có lý niệm khác nhau ở phương diện phát triển kinh tế, thế cho nên thời gian mới kéo dài đến tận tháng 3 như vậy. Nhân số tham gia hội nghị cũng không nhiều, có mặt các vị thường ủy tỉnh ủy, các vị phó chủ tịch tỉnh. Các vị lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tất cả các vị lãnh đạo đều ngồi trên đài chủ tịch, bên dưới là lãnh đạo các đơn vị ban ngành và địa phương trong tỉnh. Hội nghị lần này đã thành công xóa đi chữ quyền trong 3 chữ quyền chủ tịch của Thạch Kiên Quân, cũng nói rõ tình huống phát triển kinh tế năm trước và nhiệm vụ năm này, có những yêu cầu của Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong với công tác năm nay. Ngoài những lời phát biểu của hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền tỉnh, một hạng mục quan trọng nhất của hội nghị lần này chính là trao thưởng. Năm qua thành phố Đông Bộ có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu toàn tỉnh, vì vậy sẽ không thiếu phần thưởng dành cho thành phố Đông Bộ trong hội nghị lần này. Tiếng nhạc hào hùng vang lên, Đồng Quốc Khánh nhận lấy cúp trong tay của Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, đồng thời cũng có ban thưởng số tiền 10 triệu cho thành phố Đông Bộ. Thế là Đồng Quốc Khánh vung tay đưa chiếc cúp lên, gương mặt cực kỳ đắc ý. Bí thư Đồng, thành phố Đông Bộ các anh dẫn đầu toàn tỉnh, sau này cần phải hỗ trợ thành phố La Nam chúng tôi nhiều hơn mới được. Lần này Bí thư Nhất Phong tuy không phê bình chúng tôi, thế nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng thật sự rất ái ngại, có nhiều khó khăn không thể không nói ra. Trình Tự Học ngồi bên cạnh Đồng Quốc Khánh, thấy Đồng Quốc Khánh tiến lên nhận thưởng quay về thì cười nói lời chúc mừng, cũng không quên mở miệng hóa duyên theo thói quen. Lúc này Đồng Quốc Khánh có tâm tình khá tốt, hắn cười cười nói. Bí thư Trình, thành phố Đông Bộ chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là may mắn có được vinh dự mà thôi. Nếu như muốn nói dẫn đầu toàn tỉnh thì căn bản là còn kém xa. Bí thư Đồng, ngài cũng đừng quá khiêm tốn, người nào không biết tài chính thu vào của thành phố Đông Bộ thật sự giống như ngựa phi ngàn dặm, tốc độ không phải chỉ là một chữ cao mà thôi. Đúng rồi, Bí thư Đồng, thành phố chúng tôi cũng có mở một công ty gia công thủy tinh, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ về phương diện kỹ thuật từ thành phố Đông Bộ. Anh xem, anh có nên giúp đỡ chúng tôi một chút không? Đồng Quốc Khánh dù rất mất vui vì hành vi chiếm tiện nghi của Trình Tự Học, thế nhưng dù sao hai bên cũng là đồng đạo, hắn cũng không muốn đắc tội với Trình Tự Học, thế cho nên chỉ cười cười nói. Bí thư Trình, như vậy là rất tốt, ai bảo chúng ta là thành phố anh em, thế cho nên cần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thì hay hơn. Trình Tự Học vốn đang định mở miệng cò kè mặc cả với Đồng Quốc Khánh, không ngờ Đồng Quốc Khánh lại đồng ý sảng khoái như vậy, thế là lão tỏ ra cực kỳ vui sướng. Liên tục lắc lắc tay Đồng Quốc Khánh, mãi đến khi mỏi tay mới chịu buông ra. Bí thư Đồng, anh xem có nên tranh thủ thời gian nói một câu với Chủ tịch Vương hay không, để nhanh chóng chứng thực sự việc này. Trình Tự Học thật sự có chút do dự khi nói ra lời này, thế nhưng cũng không thể không mở miệng.
Đồng Quốc Khánh hiểu câu nói yêu cầu mình liên hệ với Vương Tử Quân của Trình Tự Học, thế là trong lòng sinh ra cảm giác nhục nhã. Đồng Quốc Khánh là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, là lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ, đáng lý ra phải là một vị lãnh đạo nhất ngôn cửu đỉnh, nói gì cũng sẽ được chứng thật. Nhưng bây giờ ngay cả Trình Tự Học là một người đến từ thành phố bên ngoài cũng phải mở miệng nhắc nhở mình hỏi ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy là có ý gì? Đồng Quốc Khánh hiểu rất rõ, nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ công tác nhiều năm, hắn biết rõ lúc nào nên có biểu hiện gì. Vì vậy lúc này hắn cố gắng áp chế cảm giác không vui, vẫn nở nụ cười rạng rỡ nói. Bí thư Trình, chuyện này anh cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với Chủ tịch Vương. Vậy thì quá tốt rồi, vậy thì quá tốt. Cảm ơn Bí thư Đồng, cảm tạ ngài giúp đỡ. Trình Tự Học chắp tay với Đồng Quốc Khánh, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Đồng Quốc Khánh cũng cười, thế nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ rất khó chịu. Tuy hắn là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, thế nhưng trong mắt rất nhiều người, hắn không phải là người quyền lợi cao cấp nhất ở Đông Bộ. Điều này hắn không những biết rõ, thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng ở rất nhiều phương diện. Hắn nghĩ đến một cuộc tụ họp giữa những người bạn cũ vào thời điểm trước Tết. Cũng vì người bạn học là chủ nhiệm khu thường trú của tỉnh Sơn Nam ở thủ đô nói vài câu không đúng, hơn nữa hai bên đã uống vào vài ly, thế cho nên sinh ra lớn tiếng. Người bạn học kia cuối cùng cũng đánh bại chủ đề của Đồng Quốc Khánh, khẳng định người làm chủ thành phố Đông Bộ chính là Chủ tịch Vương. Tuy sự việc đã trải qua được một tháng, thế nhưng Đồng Quốc Khánh vẫn nhớ rõ lời nói của người bạn học cũ kia. Bí thư Đồng, anh làm bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, năm nay thành phố Đông Bộ thật sự tiến lên mạnh mẽ. Không những có hạng mục bóng đèn tiết kiệm năng lượng được quốc gia liệt vào trọng điểm giúp đỡ, hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế còn đi đầu trong tỉnh Sơn Nam, cực kỳ có thể diện trước mặt lãnh đạo tỉnh. Nhưng này anh Đồng, anh cảm thấy đó là thành tích của mình sao? Dù vị bạn học kia nói chưa hết lời, thế nhưng dù là Đồng Quốc Khánh hay những người còn lại đều biết đối phương đang chuẩn bị nói gì. Vì vậy cuối cùng người này còn chưa nói xong thì đã bị người khác kéo giật lại, thế nhưng cũng vì những lời như vậy mà bầu không khí giảm xuống rõ rệt. Cuối cùng làm cho mọi người phải tan rã trong bầu không khí mất vui. Chương 604, một lãnh đạo là bá chủ. Đồng Quốc Khánh cảm thấy trong quan trường loại người như Vương Tử Quân rõ ràng là diễn viên hành động, điều này đã quá rõ ràng. Vương Tử Quân vừa lên đài đã mở miệng nói mình đến thành phố Đông Bộ để kéo thuyền, lời nói này cũng không phải là hót như khiếu. Đồng Quốc Khánh nhanh chóng phát hiện đối phương thật sự có tài ở phương diện phát triển kinh tế, làm sống động kinh tế. Đúng vậy. Vương Tử Quân đẩy mạnh phát triển khu quy hoạch kỹ thuật cao, kéo đầu tư rầm rộ, khó có được chính là tất cả hạng mục đều cho ra hiệu quả tốt, trực tiếp tạo đà cho guồng máy kinh tế của cả thành phố. Vì thế mà Đồng Quốc Khánh không thể không lau mắt nhìn đối với chiến lược kêu gọi đầu tư bên ngoài của Vương Tử Quân. Lăn lộn phát triển trong quan trường một thời gian dài, ai mà không có chút năng lực ẩn giấu, đồng thời bất kỳ kẻ nào cũng từng phải làm trợ thủ cho người khác. Đồng Quốc Khánh tự nghĩ chính mình cực kỳ hiểu rõ tình huống đáng xấu hổ của một người trợ thủ, thật ra làm lãnh đạo đứng hàng thứ hai cũng rất khó khăn, vừa phải biểu hiện tài hoa của mình, vừa phải thuần phục dưới sự lãnh đạo của cấp trên, thậm chí rất có thể sẽ bị chèn ép, căn bản không tìm được đúng vị trí của mình. Thật lòng thì Đồng Quốc Khánh cũng muốn nới tay một chút với Vương Tử Quân. Hắn là lãnh đạo một thành phố vài triệu dân, hắn là một ngọn núi nhìn xa trăm dặm, vì sao lại không có khí độ cho được. Thế nhưng Vương Tử Quân chỉ làm vài việc nhỏ nhặt đã bùng ra hào quang, chính thức ảnh hưởng đến Đồng Quốc Khánh, lúc này hắn nên đặt sự tôn nghiêm của mình đến chỗ nào. Đừng quên Đồng Quốc Khánh là lãnh đạo đứng đầu, mà cái gì là đứng đầu? Chính là bá chủ một phương, nhưng bây giờ địa vị của hắn ở thành phố Đông Bộ lại liên tục giảm xuống, trong mắt các vị lãnh đạo thành phố anh em, chính hắn là bí thư thị ủy thế nhưng lại uất ức giống như bù nhìn. Lời nói của người bạn cũ trong buổi tụ họp làm cho nỗi đau chất giấu sâu trong lòng Đồng Quốc Khánh chợt xuất hiện. Vương Tử Quân thật sự vung kiếm quá mạnh mẽ, có tinh thần tư duy và ý thức đi trước thiên hạ, hơn nữa lại vận dụng khéo léo vào phương diện phát triển kinh tế, lại kiếm được thành tích lớn, thế cho nên danh tiếng vang xa tiến rộng. Đồng Quốc Khánh nhìn vào đó mà cảm thấy sau lưng xuất hiện gió lạnh, những cơn gió này rít qua da thịt giống như cạo cả vào xương. Lúc này hắn mới chợt nhớ đến lời nói của một người nước ngoài. Tình nguyện để cho kẻ địch đứng trong chướng của mình tiểu ra ngoài, cũng không thể để cho bọn họ đứng bên ngoài tiểu vào trong. Đồng Quốc Khánh cảm thấy nguyên tắc của mình chẳng phải quan tâm kẻ đi tiểu là kẻ thù hay bạn bè, đều phải quy củ đi vào toilet mới được. Không thể được, hắn nhất định phải kéo về những vinh dự vốn nên thuộc về mình, phải làm cho mọi người biết rõ Đồng Quốc Khánh mình không phải là kẻ hèn nhát.
Vương Tử Quân có thể là một người giỏi phát triển kinh tế, nhưng Đổng Quốc Khánh mình cũng không kém cạnh chút nào. Ngọn lửa bấy lâu nay Đổng Quốc Khánh áp chế tận đáy lòng chợt bùng phát mạnh mẽ vì một câu nói của Trình Tự Học. Đối với Đổng Quốc Khánh thì lời nói của Trình Tự Học là một vật dẫn, một sợi dây thuốc nổ kích hoạt thùng thuốc súng oán khí giữa hắn và Vương Tử Quân. Điều hắn cần phải làm chính là cố gắng vượt qua Vương Tử Quân, ngoài phương diện thủ đoạn chính trị, hắn cần phải cho ra thành tích ở phương diện phát triển kinh tế. Hắn phải làm cho mọi người biết rõ, hắn là bí thư thị ủy cũng không phải luôn thua kém Vương Tử Quân. Tử Quân, tối nay có việc gì không? Giọng điệu của Thạch Kiên Quân ở đầu dây bên kia cực kỳ thân thiết, Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Chủ tịch Thạch khi đang ngồi trên xe. Tuy hắn không biết vì sao Chủ tịch Thạch lại hỏi như vậy, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng điệu biết điều nói. Buổi tối cũng không có sắp xếp gì cả, Chủ tịch Thạch có việc gì xin cứ phân phó. Cũng không phải có gì cần phân phó, tôi cảm thấy hôm nay khá phù hợp, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé. Trong lời nói của Thạch Kiên Quân có chút ý nghĩa hàm hồ, cùng dùng cơm. Vương Tử Quân vội vàng cười nói. Nếu Chủ tịch Thạch đã có hứng như vậy, không bằng để cho tôi sắp xếp thì hay hơn. Tử Quân này, cậu cũng không cần quản vấn đề này, cậu cũng không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần vác thân đến há miệng dùng cơm là được. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì nhịn không được mà cười phá lên ha hả. Sau khi Thạch Kiên Quân ở bên kia cúp điện thoại thì Vương Tử Quân ở bên này chợt rơi vào trầm ngâm. Hội nghị hôm nay Thạch Kiên Quân đã biểu hiện ngẩng cao đầu hơn so với những lần trước đó rất nhiều, Vương Tử Quân cũng hiểu vì sao Thạch Kiên Quân lại như vậy. Dù sao thì lúc này Thạch Kiên Quân đã loại bỏ đi chữ quyền trong ba chữ quyền chủ tịch, đã là nhân vật đứng hàng thứ hai của tỉnh Sơn Nam một cách danh chính ngôn thuận, cuối cùng cũng không cần phải kẹp đuôi như trước. Hơn nữa nếu Thạch Kiên Quân không đề xuất chủ trương của mình, chỉ sợ sẽ bị người ta xem thường. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây? Anh Đồng chạy xe đến ngã tư đường thì mở miệng khẽ xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân có hơi trầm ngâm, hắn nhìn dòng xe cộ hối hả, sau đó lên tiếng. Đi đến khách sạn San Hô. Anh Đồng biết rõ khách sạn San Hô ở chỗ nào, thế là hắn cũng không nói nhiều, nhanh chóng chạy xe về phía khách sạn San Hô. Khách sạn San Hô chính là một khách sạn 4 sao vừa mới mở, là một tụ điểm ăn uống, ca hát, tắm rửa. Nghe nói khách sạn này không liệt vào hàng 5 sao cũng là vì ông chủ khách sạn biết rõ những địa điểm mà tỉnh Sơn Nam xác định là nơi tiếp đãi thường chỉ là khách sạn 4 sao mà thôi, thế cho nên hắn cũng không dám đi sau mà tới trước. Trước kia Vương Tử Quân đã có một lần đến khách sạn San Hô, khi đó vì nói chuyện kinh doanh với một vị thương nhân, cũng không có liên lạc quá lớn với khách sạn này. Lần này Chủ tịch Thạch Kiên Quân quyết định ăn cơm ở khách sạn San Hô, ít nhất cũng chứng tỏ Chủ tịch Thạch an tâm về khách sạn này. Khi Vương Tử Quân đi đến khách sạn thì trong nhà xe rộng lớn của khách sạn đã dừng lại đủ loại xe với đầy đủ nhãn hiệu, tuy không nhìn rõ được tất cả các xe, thế nhưng chỉ cần đưa mắt cũng thấy có hơn phân nửa xe ở nơi này có biển số nhà nước. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Vừa xuống xe thì một cô gái mặc trang phục công sở hơn 20 tuổi đã khẽ đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Cô gái này có gương mặt thanh tú, dáng người thon thả, Vương Tử Quân đã không phải là người thấp. Thế nhưng nàng đeo giày cao gót đứng trước mặt hắn lại giống như cao hơn một chút. Vương Tử Quân cũng không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đi theo cô nhân viên này đến trước một cánh cửa kính. Dưới sự dẫn dắt của nàng, một phút sau Vương Tử Quân đã đi đến bên ngoài một gian phòng cửu long tôn rất lớn. Chương 604-2, lãnh đạo là bá chủ. Vương Tử Quân nhìn cái tên của gian phòng mà khẽ cau mày, tuy chỉ là một cái tên nhưng hắn cảm thấy thật sự không thoải mái. Sau khi nữ nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng, chợt nghe thấy bên trong có người lớn tiếng nói. Thư ký trưởng Triệu, nếu sự việc thành công, tôi chắc chắn sẽ phải cảm ơn anh. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân tiến vào cửa thì trong phòng vốn nói chuyện xôn xao chợt bình tĩnh lại, ánh mắt vài người trong phòng cũng đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không quá quen thuộc những người đàn ông trong phòng, thế nhưng cũng có thể gọi tên từng người. Dù sao hắn cũng thường xuyên tham gia tiệc rượu. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp mặt trên bàn cơm. Khi hắn nhìn về phía bọn họ, vài người đàn ông ngồi gần vị trí trung tâm đã cười nói. Chủ tịch Tử Quân đã đến chậm, mau lên, đến đây ngồi. Người đàn ông lên tiếng hơn 40 tuổi có gương mặt trắng nõn, hai hàng chân mi hơi thô làm cho người ta căn bản sinh ra cảm giác khó thể ở chung, nhưng lúc này nụ cười của hắn cực kỳ sáng lạn. Hắn là Giám đốc Sở Nội vụ Triệu Đức Trúc, là một vị cán bộ lãnh đạo nổi tiếng trong tỉnh Sơn Nam. Năm xưa Triệu Đức Trúc từng là phó phòng tổ chức tỉnh ủy,
khi Nhiếp Hạ Quân đến nhận chức bí thư tỉnh ủy Sơn Nam thì được đề bạt làm giám đốc Sở Nội vụ. Dù Sở Nội vụ căn bản không thể nào làm chủ được công tác bổ nhiệm nhân sự trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì Sở Nội vụ cũng là một ban ngành có thế lực mạnh mẽ. Vì thế mà giám đốc Triệu căn bản có một cuộc sống khá vui vẻ sung túc. Ngoài Triệu Đức Trúc, sau khi Quan Vĩnh Hạ được đề bạt làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, vị cán bộ trong ủy ban tỉnh Sơn Nam có tiếng hô cao nhất để tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh chính là phó thư ký trưởng Khúc Hy Hòa. Khúc Hy Hòa lớn hơn Triệu Đức Trúc 7-8 tuổi, hắn là một người gầy gò nhìn qua có vẻ cực kỳ nghiêm túc, hắn cũng có mặt trong phòng vào lúc này. Ngoài hai người Triệu Đức Trúc và Khúc Hy Hòa thì nơi đây còn có vài vị phó phòng, vài vị cục trưởng cục công an tỉnh. Những người này thấy Vương Tử Quân đi đến thì đều đứng lên, nghênh đón với bộ dạng rất chân thành. Sau khi bắt tay vài người quen, Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế cách Triệu Đức Trúc không xa. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của đám người chung quanh, tất nhiên hiểu rõ vì sao bọn họ đến đây tham gia tụ hội. Đây là những người được Thạch Kiên Quân lôi kéo, cũng chính là thành viên tổ chức của Chủ tịch Thạch ở tỉnh Sơn Nam. Lúc này Thạch Kiên Quân kéo mình đến tham gia tụ họp, có lẽ cũng là vì muốn mình gặp mặt những thành viên tổ chức này. Chủ tịch Vương, chúng tôi chờ đợi anh cũng đáng, hôm nay anh dành hết tất cả danh tiếng ở hội nghị tổng kết và phổ biến kế hoạch phát triển kinh tế, lát nữa phải uống vài ly mới được. Khúc Hy Hòa vừa để cho nhân viên rót đầy ly trước mặt Vương Tử Quân, lại vừa cười nói. Thư ký trưởng Khúc cứ nói đùa, tôi nào có danh tiếng gì chứ? Chẳng qua là lãnh đạo tỉnh ủy bất đắc dĩ phải đẩy thành phố Đông Bộ chúng tôi lên cao mà thôi. Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn, hắn dùng giọng thản nhiên nói. Hắn cũng không có nhiều liên lạc với Khúc Hy Hòa, nhưng nếu Khúc Hy Hòa là tâm phúc của Thạch Kiên Quân, hắn cũng không tỏ ra xa lạ với đối phương. Chủ tịch Vương, anh quá khiêm tốn rồi, chúng tôi đều thấy rõ sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ căn cứ vào số tiền thưởng mà thành phố Đông Bộ nhận được lần này cũng làm cho nhiều thành phố khác phải thèm thuồng. Đặc biệt là Trình Tự Học của thành phố La Nam, vì chuyện này mà Bí Thư Trình đặc biệt tìm đến Phó Chủ tịch Chủ khảo để yêu cầu hạ thấp tiền thưởng cho thành phố Đông Bộ. Lúc đó tôi có hỏi Bí Thư Trình Tự Học, tiền thưởng của thành phố Đông Bộ có liên quan gì đến các anh? Mọi người có biết Bí Thư Trình trả lời thế nào không? Triệu Đức Trúc giống như cố ý khơi gợi cảm hứng, nói đến đây thì cũng không tiếp tục nói thêm. Anh Triệu cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho mọi người biết rõ đi. Vị phó cục trưởng Địch của Cục Công an tỉnh nhìn qua có vẻ rất thân thuộc với giám đốc Triệu, thế là dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi. Triệu Đức Trúc cũng không nổi giận, hắn phất tay nói. Anh Trình nói, giám đốc Triệu, lãnh đạo muốn tăng tiền lương tiêu chuẩn của thành phố Đông Bộ, thế nhưng thành phố La Nam chúng tôi vốn đã quá khó khăn, nếu bây giờ lương tăng. Như vậy lãnh đạo thành phố La Nam chúng tôi sẽ phải chui vào kẻ đất để tránh nạn giống như thổ hành tôn mất rồi. Những tiếng cười rộn rã vang lên, Phó Cục trưởng Địch chỉ vào Triệu Đức Trúc rồi nói. Anh Triệu ơi là anh Triệu, anh Trình nào có đắc tội anh, cớ sao anh lại đạp lên người anh ấy như vậy? Vương Tử Quân cũng cười, tuy hắn cảm thấy câu chuyện kia không đáng cười, thế nhưng hắn vẫn phải đi theo số đông. Bây giờ trong tỉnh Sơn Nam thì Hào Nhất Phong có một vòng quan hệ cực mạnh và cực rộng. Thạch Kiên Quân căn bản chỉ mới tạo ra vòng quan hệ của mình mà thôi. Chính hắn tuy không có khả năng dung nhập vào trung tâm vòng quan hệ của Thạch Kiên Quân, thế nhưng hắn cũng không hy vọng bị vòng quan hệ này bài xích. Nếu như không phải vào thời điểm tiên quyết, hắn sẽ không ngại cùng hòa đồng với đám người này. Các anh cười gì vậy? Anh Địch có vẻ rất vui, mọi người có thể nói cho tôi biết được không? Nhân viên phục vụ mở cửa phòng, Thạch Kiên Quân mặc áo khoác cất bước đi vào bên trong. Khi Thạch Kiên Quân đi vào thì nhóm người ở bên trong nhanh chóng đứng lên, Phó Cục trưởng Địch lại càng nở nụ cười nói. Chủ tịch Thạch, ngài nên phê bình anh Triệu, người này thật sự có miệng lưỡi quá tổn hại, rõ ràng dám nói đùa về con bò già của tỉnh Sơn Nam chúng ta. Con bò già chính là ngoại hiệu của Trình Tự Học, còn vì sao lại đặt cho ngoại hiệu như vậy thì căn bản cũng khó thể nào biết được. Ha ha ha, Chủ tịch Thạch, anh cũng đừng nghe anh Địch nói bậy bạ. Tôi chỉ nói một câu chuyện cười thật sự cầu thị cho Chủ tịch Vương mà thôi, coi như giải trí tinh thần mà thôi. Triệu Đức Trúc vừa thuận tay nhận lấy áo khoác của Thạch Kiên Quân vừa cười nói. Thạch Kiên Quân giống như không quan tâm đến phương diện Triệu Đức Trúc nhận áo khoác của mình có gì không ổn, nhưng trên thực tế quan trường thì hiện tượng này có chút không đúng, vì nó ánh xạ rõ ràng mối quan hệ giữa Chủ tịch Thạch và Triệu Đức Trúc là thế nào. Tử Quân, hai người chúng ta đã lâu chưa được uống với nhau một bữa cho thoải mái. Khi cậu đến thủ đô thăm nom thì tôi lại đang trực ban ở tỉnh, hôm nay tỉnh tổ chức hội nghị kinh tế,
tất cả mọi người đều có chút thời gian rảnh, thế cho nên tôi để cho anh Triệu sắp xếp một chút, chúng ta cùng tụ họp cho vui. Thạch Kiên Quân cười ha hả đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, lại dùng giọng cực kỳ thân thiết nói. Hắn rõ ràng là một người cực kỳ có lực tương tác, nếu hắn muốn làm tốt quan hệ với một người thì nở nụ cười và lên tiếng làm cho người ta giống như đang được tắm trong gió xuân. Chương 604-3, lãnh đạo là bá chủ. Đám người Triệu Đức Trúc cũng chú ý lắng nghe những lời nói giữa Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân, gương mặt đám người đều tỏ ra khiếp sợ. Dù sao Vương Tử Quân cũng chỉ là chủ tịch một thành phố, có thể làm cho chủ tịch tỉnh nói ra những lời như vậy, điều này chứng tỏ Vương Tử Quân trẻ tuổi kia thật sự bất phàm. Khi Thạch Kiên Quân xuất hiện thì tiệc rượu chính thức bắt đầu. Thạch Kiên Quân thích ăn món tương giang, vì vậy lần này món ăn vùng tương giang là chủ yếu, hương vị cay nồng làm cho bầu không khí thêm nóng hôi hổi. Thạch Kiên Quân rõ ràng là trung tâm trên bàn rượu, sau vài ly rượu thì bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt. Triệu Đức Trúc làm địa chủ, hắn nâng bình rượu lên, trước tiên rót đầy ly cho Thạch Kiên Quân. Đức Trúc, trước tiên anh nên rót cho các đồng chí khác mới đúng, sau đó mọi người cùng cạn chén, tôi thì sao cũng được. Thạch Kiên Quân vừa giúp Triệu Đức Trúc rót rượu vừa cười nói với mọi người. Chủ tịch Thạch, tôi biết rõ điều này, thế nhưng tôi cũng không có biện pháp nào khác. Nếu ngài không uống rượu thì bọn họ nào có cho tôi chút mặt mũi nào. Nếu không thì ngài cứ uống trước, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Triệu Đức Trúc khẽ nghiêng người sang một bên rồi nói. Lúc này Thạch Kiên Quân cũng không còn uy nghiêm của một vị chủ tịch tỉnh, hắn cười cười nói. Anh Triệu, anh nói vậy là không đúng, nếu nói đến chuyện uống rượu thì tỉnh Sơn Nam có quy định riêng, anh cũng đừng quên mất đấy. Chủ tịch Thạch, anh cứ xem biểu hiện của tôi là được. Triệu Đức Trúc cũng không do dự mà trực tiếp đặt 4 ly rượu xếp hàng trước mặt, sau đó hắn uống cạn 2 ly, lúc này mới nói. Chủ tịch Thạch, tôi ngoài việc mời rượu còn muốn nói với anh một chuyện. Anh nói đi. Thạch Kiên Quân phất tay mỉm cười, có vẻ rất thoải mái tự tại. Chủ tịch, tôi nghe nói tuyến trên sắp tổ chức một đợt huấn luyện cán bộ thanh niên cấp sở, có phải có việc này không? Triệu Đức Trúc tuy rất muốn làm cho biểu hiện của mình tỉnh táo một chút. Thế nhưng rượu tràn trên tay lại biểu hiện tâm lý không bình thường. Thạch Kiên Quân nhìn gương mặt đầy mong chờ của Triệu Đức Trúc, sau đó chợt trầm giọng nói. Đúng vậy, không những có chuyện như vậy, hơn nữa bây giờ Trung ương đã có quyết định, tỉnh Sơn Nam chúng ta chỉ có một chỉ tiêu mà thôi. Gương mặt Triệu Đức Trúc chợt tràn đầy thất vọng, hắn hiểu ý nghĩa câu nói một chỉ tiêu của Thạch Kiên Quân. Tuy Thạch Kiên Quân là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng dưới tình huống chỉ có một chỉ tiêu thì Triệu Đức Trúc căn bản không có khả năng giành thắng lợi. Dù sao thì Bí Thư Hào Nhất Phong cũng sẽ có nhiều lựa chọn trên phương diện này. Đám người Khúc Y Hòa cũng là những kẻ thành tinh, bọn họ vừa nghe thấy Thạch Kiên Quân nói như vậy thì hiểu rõ ràng ý nghĩa bên trong. Lúc này bầu không khí vốn náo nhiệt đã có hơi lạnh lẽo, Khúc Y Hòa là thư ký trưởng vội vàng mở miệng điều tiết bầu không khí. Anh Triệu, anh làm sao vậy, mới uống 2 ly đã định bỏ chạy rồi sao? Triệu Đức Trúc cũng ý thức được sự thất thố của mình, hắn vội vàng nâng ly lên nói. Chủ tịch Thạch, tôi xin uống hết rượu, sau đó sẽ tiếp tục rót rượu cho các vị lãnh đạo. Thạch Kiên Quân cũng không muốn bầu không khí của buổi tụ hội này bị phá hỏng, hắn cũng cười nói. Uống xong rồi hãy nói, nếu như uống không hết thì sẽ lại bị phạt. Dưới sự ồn ào của Thạch Kiên Quân, những người khác cũng bắt đầu nã pháo vào Triệu Đức Trúc, thế là bầu không khí nhanh chóng được khôi phục. Thế nhưng dù là ai cũng biết bầu không khí sẽ vĩnh viễn không còn được như vừa rồi. Sau một vòng rượu, Triệu Đức Trúc đặt ly rượu lên mặt bàn, khi Khúc Y Hòa chuẩn bị nhận lấy chai rượu thì Thạch Kiên Quân đã nói. Anh Triệu, tôi biết rõ anh không thoải mái, thế nhưng có một số việc căn bản không thể nào thay đổi ngay được. Tôi tin tưởng sau này chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, tương lai sẽ nằm trong tay mà thôi. Thạch Kiên Quân nói với giọng điệu và ánh mắt cực kỳ tự tin, tuy hắn không chỉ ra rõ ràng. Thế nhưng mọi người cũng biết từ lúc này Thạch Kiên Quân sẽ không còn như thời gian trước nữa. Lúc này tâm tính của Triệu Đức Trúc nhanh chóng tỉnh táo trở lại, từ đầu hắn đã biết phần thắng của mình ở phương diện tìm một phần danh sách trong khóa huấn luyện cán bộ thanh niên cấp sở kia là không cao, chỉ là đối mặt với cơ hội như vậy thì hắn không thể nào bỏ qua được, không, phải là hắn cực kỳ bức thiết muốn nắm bắt lấy nó. Triệu Đức Trúc là cán bộ làm công tác nhân sự nhiều năm. Hắn hiểu rất rõ và rất sâu về khóa huấn luyện cán bộ thanh niên cấp sở của Trung ương. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, cán bộ cấp sở thường được tỉnh huấn luyện, bây giờ khóa huấn luyện được Trung ương tổ chức, hơn nữa tỉnh Sơn Nam chỉ có một chỉ tiêu, điều này có ý đồ gì thì đã quá rõ ràng.
Nếu tham gia vào khóa huấn luyện kia thì tương lai sẽ là vô hạn, chưa nói những thứ khác, muốn tiến lên cấp bậc phó bộ thì đã quá dễ dàng. Từ cấp chính bộ đến phó bộ dù chỉ là một con lạch thế nhưng lại giống như tiến lên ngọn tháp vàng, vì càng lên cao thì đường càng hẹp và càng khó khăn hơn. Có rất nhiều cán bộ hầu như cả đời dừng lại ở cấp chính sở, khi về hưu mới được hưởng đãi ngộ cấp phó bộ mà thôi. Nếu không may mắn, như vậy cả đời chỉ có thể làm giám đốc sở. Triệu Đức Trúc là một người có dã tâm, hắn muốn bò lên trên, hắn rất bức thiết muốn nắm bắt cơ hội này, thế cho nên mới nói ra ở trường hợp hôm nay. Chủ tịch Thạch, tôi tin tưởng lời nói của ngài, tôi hy vọng vĩnh viễn có thể đi theo sau lưng ngài. Triệu Đức Trúc vừa nói vừa nâng ly rượu lên uống cạn. Thạch Kiên Quân nhìn Triệu Đức Trúc uống cạn ly rượu, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Thật ra Thạch Kiên Quân cũng rất bức bối, nhưng hắn là một cán bộ lãnh đạo cao cấp, càng bức bối thì hắn càng phải bảo trì sự bình thản. Dù sao hắn cũng là chủ soái một phương, nếu như bây giờ hắn luống cuống tay chân, như vậy sao có thể cho người tuyến dưới tin tưởng được. Thạch Kiên Quân cảm thấy nếu muốn kéo người đến bên cạnh mình, như vậy phải làm cho người ta cảm nhận được đi theo mình sẽ có một tương lai tốt. Hắn cũng biết rõ độ nặng của khóa huấn luyện cán bộ cấp sở vào thời điểm này, vì vậy vừa nghe nói đến vấn đề này, hắn căn bản đã muốn tìm cho mình một chỉ tiêu. Chỉ cần có một chỉ tiêu trong tay, như vậy có thể dùng nó để thu hút nhiều người đến bên cạnh mình. Nhưng Thạch Kiên Quân thật sự không ngờ có quá nhiều người chú ý đến chỉ tiêu huấn luyện lần này, thế cho nên lãnh đạo Trung ương mới quyết định cho ra mệnh lệnh công bằng công chính, mỗi tỉnh chỉ có một chỉ tiêu. Chương 605, một quan trường như một ngọn tháp vàng. Khi nhận được tin tức mỗi tỉnh chỉ có một chỉ tiêu thì Thạch Kiên Quân hầu như phải cười khổ, tỉnh Sơn Nam chỉ có một chỉ tiêu, như vậy nào đến lượt hắn mở miệng. Dù sao thì Hào Nhất Phong cũng là bí thư tỉnh ủy Thâm Căn Cố Đế ở Sơn Nam, chính mình vừa mới đến, nếu muốn chơi trò cao tay với Hào Nhất Phong ở phương diện này, chắc chắn sẽ rơi vào tình huống đầu rơi máu chảy. Vì vậy Thạch Kiên Quân cảm thấy thời cơ chưa đến. Thế cho nên hắn nhanh chóng nhượng bộ ở phương diện này. Hắn cho ra lựa chọn như vậy, đám người Triệu Đức Trúc cũng hiểu được vấn đề là gì. Rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, Triệu Đức Trúc đã không có cơ hội, nếu cứ tiếp tục cứng nhắc thì sẽ căn bản cũng chẳng có hy vọng gì. Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn Triệu Đức Trúc, sau đó ánh mắt lại rơi lên người Vương Tử Quân. Nếu để cho Vương Tử Quân đứng ra tranh chấp, như vậy có phần thắng không? Vương Tử Quân uống hai ly rượu. Thật ra hắn cũng không phải quá vui vẻ vì tham gia buổi tụ hội của Thạch Kiên Quân. Dù biết đây không phải là thời điểm suy tư, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không khỏi xem xét và định vị mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân. Hắn thấy mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân tuy vẫn còn ở trong giai đoạn trăng mật, thế nhưng khi người đến bên cạnh Thạch Kiên Quân càng nhiều, như vậy tuần trăng mật giữa hắn và Thạch Kiên Quân sẽ không còn. Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly. Phó Cục trưởng Địch Cục Công an tỉnh nâng ly đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn mỉm cười nói. Vương Tử Quân cười cười đứng lên, khi hắn chuẩn bị uống rượu thì cửa bị đẩy ra, thư ký của Thạch Kiên Quân đi vào. Khi nhìn bộ dạng vội vàng của viên thư ký, gian phòng huyên náo chợt trở nên yên tĩnh lại. Chủ tịch Thạch, là điện thoại của Bí thư Nhất Phong. Viên thư ký lên tiếng rồi đưa điện thoại di động cho Thạch Kiên Quân. Nghe nói là điện thoại của Bí thư Hào Nhất Phong thì vẻ mặt Thạch Kiên Quân chợt biến đổi, dù sao Hào Nhất Phong gọi điện thoại đến cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nở nụ cười nói. Bí thư Nhất Phong, tôi là Thạch Kiên Quân. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Thạch Kiên Quân chợt cười nói. Tôi đang ở bên ngoài, Bí thư Hào đã dùng cơm chưa? Tôi đang dùng cơm với vài vị đồng chí. Cái gì? Giọng nói kinh ngạc của Thạch Kiên Quân chợt vang lên. Lúc này đám người chung quanh đang chú ý đến Thạch Kiên Quân cũng phải trở nên ngưng trọng. Đặc biệt là Phó Thư Ký trưởng Khúc Y Hòa, hắn càng lấy điện thoại ra, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh điều động của Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân là Chủ tịch tỉnh, tất nhiên công phu trầm tĩnh là cực kỳ bất phàm, bây giờ vẻ mặt lại biến đổi, rõ ràng là vì có chuyện lớn. Lúc này chuyện lớn lại được hai vị lãnh đạo bí thư và Chủ tịch tỉnh bàn với nhau, chắc chắn sẽ rất kinh động. Bí thư Nhất Phong. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài, đồng chí Tử Quân là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, công tác lại có năng lực và thành tích quá rõ ràng, để một đồng chí như vậy đại biểu cho tỉnh Sơn Nam chúng ta tham gia khóa huấn luyện của Trung ương, như vậy cũng đủ biểu hiện sự quan tâm của lãnh đạo với cán bộ thanh niên trong tỉnh. Thạch Kiên Quân nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này ánh mắt những người còn lại cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt của bọn họ thật sự không đồng nhất.
có người hâm mộ, có kẻ ghen ghét, nịnh nọt. Trong đám người này thì ánh mắt của Triệu Đức Trúc là rõ ràng nhất, là trắng trợn ghen ghét. Tử Quân, vừa rồi Bí thư Nhất Phong gọi điện thoại đến, ý của Bí thư là muốn cho cậu tham gia khóa huấn luyện cán bộ cấp sở lần này. Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một. Tuy nụ cười trên mặt Thạch Kiên Quân vẫn như trước nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Dù sao thì trong mắt mọi người, chỉ tiêu của khóa huấn luyện cán bộ cấp sở lần này là cực kỳ tốt, sẽ là bệ phóng cho cán bộ tiến lên cao. Nghe nói chỉ cần có danh sách trong khóa huấn luyện này, như vậy sẽ có cơ hội tiến vào trong hàng ngũ cán bộ dự bị cho cấp lãnh đạo trung ương. Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong căn bản không cùng đường, Hào Nhất Phong lại đẩy cho hắn một chỉ tiêu tham gia khóa huấn luyện cán bộ cấp sở do trung ương tổ chức mà tất cả cán bộ đều mơ ước sao. Điều này thật sự quá khó tin, khó tránh khỏi tình huống làm cho người ta nghĩ mình có quan hệ gì đó với Hào Nhất Phong, có sợi dây ràng buộc gì đó làm cho người ta khó thể nào nhận biết được. Lúc này đầu óc Vương Tử Quân xoay chuyển rất nhanh, tuy hắn biết mối quan hệ giữa mình với Chủ tịch Thạch Kiên Quân căn bản chỉ có kết cục tan vỡ, thế nhưng hắn cũng không muốn chính mình còn chưa hùng mạnh thì mối quan hệ với Thạch Kiên Quân đã bị ép cho vỡ tan tành. Bí thư Nhất Phong thật sự đã vung tay rất mạnh. Vương Tử Quân khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn mỉm cười nhìn Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Thạch, anh cảm thấy bây giờ tôi thích hợp tham gia vào khóa huấn luyện này sao? Vẻ mặt Thạch Kiên Quân chợt có chút do dự, hắn vốn là người thông minh, hơn nữa lại chìm nổi quan trường nhiều năm, thủ đoạn cao siêu, biết nhiều trò hay. Hầu như chỉ một phút sau hắn đã đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Tuy tham gia khóa huấn luyện lần này là một cơ hội rất tốt, thế nhưng Hào Nhất Phong lại đẩy Vương Tử Quân đi học tập, như vậy không phải muốn động tay vào thành phố Đông Bộ sao? Chẳng qua thủ đoạn của đối phương có chút ẩn giấu mà thôi. Với tư chất lý lịch hiện tại của Vương Tử Quân, nếu đi đến tham gia khóa huấn luyện cán bộ cấp sở, căn bản sẽ không được đề bạt ngay lập tức. Đám cán bộ dự khuyết cho thế hệ lãnh đạo trung ương tuy nghe qua cực kỳ rung động lòng người, thế nhưng thực tế có nhiều cán bộ sẽ mãi chỉ dừng lại ở mức dự khuyết mà thôi, căn bản muôn đời cũng sẽ không được đề bạt như mong muốn. Lúc này thành phố Đông Bộ có thể nói là hang ổ của Vương Tử Quân, nếu bây giờ không còn sự tỏa chấn của Vương Tử Quân, như vậy sao có thể áp chế được lực lượng của Đồng Quốc Khánh? Phải biết rằng tham gia khóa huấn luyện sẽ phải rời khỏi cương vị công tác, ít nhất là nửa năm không quan tâm đến công tác địa phương. Hào Nhất Phong thật sự có khí phách, rõ ràng ném một chỉ tiêu nóng bỏng cho Chủ tịch thành phố Đông Bộ là Vương Tử Quân. Bí thư Hào Nhất Phong làm như vậy lại căn bản không cho ra bất cứ vấn đề nào, dù nhìn vào bất kỳ phương diện nào cũng cực kỳ xinh đẹp. Tử Quân, bản thân cậu có tính toán gì không? Thạch Kiên Quân nâng ly lên uống một ngụm, sau đó hắn khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn vung tay tiêu sái nói. Tôi tất nhiên là nghe theo sắp xếp của Chủ tịch Thạch. Chương 605, hai quan trường như một ngọn tháp vàng. Thạch Kiên Quân chỉ thầm cười khổ với lời nói cực kỳ nể mặt của Vương Tử Quân cho mình vào lúc này, bây giờ Hào Nhất Phong xem như đã mở miệng quyết định vấn đề, chính mình còn sắp xếp cái quái gì nữa. Thế nhưng hắn vẫn cười nói. Tuy bí thư Hào Nhất Phong cũng có chút tính toán, thế nhưng đây vẫn là một cơ hội rất tốt. Đây là một cơ hội rất tốt, đương nhiên Vương Tử Quân biết đây là một cơ hội rất tốt. Tuy cán bộ dự khuyết chưa chắc được đề bạt, thế nhưng dù sao đó cũng là một đội ngũ được ban tổ chức trung ương chú trọng bồi dưỡng, sẽ cực kỳ có lợi đối với đám cán bộ có tham gia. Với tư chất lý lịch của Vương Tử Quân vào giai đoạn hiện tại, hắn muốn tiến lên cấp phó bộ thì còn cần thời gian rèn luyện khá dài, thế nhưng khóa huấn luyện lần này lại cho hắn một cơ hội rất tốt. Chỉ cần Vương Tử Quân có cơ hội leo lên cấp phó bộ, như vậy khóa huấn luyện lần này sẽ là một cơ hội rất tốt. Sau khi tan tiệc thì Vương Tử Quân được Thạch Kiên Quân mời ngồi chung xe. Hai người Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân ngồi sóng vai với nhau, Thạch Kiên Quân chợt mở miệng nói. Tử Quân, tuy tôi hiểu Bí thư Nhất Phong có ý gì, thế nhưng đây là một cơ hội cực kỳ khó kiếm. Chủ tịch Thạch, tôi hiểu ý nghĩ của ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mở lời cảm tạ Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân biết rõ Vương Tử Quân là người thông minh, chính hắn cũng là một người thông minh, thế cho nên hắn biết rõ mình không nên nói quá rõ ràng với một người thông minh như vậy. Vì vậy sau đó hai người cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này, nhanh chóng rời chủ đề lên phương diện công tác. Tình thế bây giờ căn bản không thuận lợi cho Chủ tịch Thạch Kiên Quân triển khai mở rộng công tác, dù sao thì khối chính quyền tỉnh cũng là địa bàn mà Hào Nhất Phong đã nắm trong nhiều năm, tất cả địa phương trong khối chính quyền tỉnh đều có hương vị của Hào Nhất Phong. Nếu như Hào Nhất Phong được điều đến địa phương khác thì hương vị kia sẽ dễ dàng bị gột rửa,
nhưng bây giờ Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, nếu Thạch Kiên Quân muốn trừ khử ảnh hưởng của bí thư Hào trong khối chính quyền tỉnh, căn bản là không dễ dàng gì. Tử Quân, khi nào cậu nhập học thì tôi sẽ đến tiễn chân, đến lúc đó Chủ tịch Đông Viễn chắc chắn cũng có rảnh chứ. Thạch Kiên Quân nói đến vài chuyện công tác, sau đó nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng như lơ đãng nói. Vương Tử Quân nghe nhạc hiểu lời, hắn biết Thạch Kiên Quân muốn tiến thêm một bước để tìm được sự giúp đỡ của Phó Chủ tịch Trương Đông Viễn. Thế là hắn dùng giọng không chút do dự nói. Chủ tịch Thạch, tôi thật sự hy vọng vào điều này. Thạch Kiên Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục đề tài này. Hai người ngồi trên xe nói chuyện hơn nửa giờ, xe dừng lại ở khách sạn được thành phố Đông Bộ chọn làm điểm dừng chân. Thư ký của Thạch Kiên Quân là người rất thông minh lanh trí, sau khi xe dừng lại thì nhanh chóng chạy đến giúp đỡ Vương Tử Quân mở cửa. Có thể trở thành lái xe của Chủ tịch Thạch cũng không phải chỉ chịu khó là được, còn phải có đầu óc. Sau khi nghe được vài đoạn đối thoại của Chủ tịch Thạch và Chủ tịch Vương trên đường đi, lái xe biết địa vị không tầm thường của Vương Tử Quân trong mắt Chủ tịch Thạch, thế là đối đãi với Chủ tịch Vương với thái độ không tầm thường. Vương Tử Quân nói lời từ biệt với Chủ tịch Thạch, sau đó khách khí cảm tạ lái xe của Thạch Kiên Quân. Sau đó xe của Thạch Kiên Quân chạy đi như bay, lúc này anh Đồng cũng nhanh chóng dừng xe bên cạnh Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh Đồng cung kính đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng vừa chào hỏi vừa xin chỉ thị của lãnh đạo. Vương Tử Quân đã quen với lời nói xin chỉ thị của anh Đồng, hắn cười khoát tay áo nói. Không có việc gì, anh làm gì thì cứ làm. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên trong trẻo, Vương Tử Quân lấy ra nhìn thoáng qua màn hình báo số, là một số điện thoại lạ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nhấn nút nghe. Alo, là Chủ tịch Tử Quân phải không? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Phó Bí thư tỉnh ủy Lưu Truyền Thủy. Chào Bí thư Lưu, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không rõ lúc này Bí thư Lưu Truyền Thủy gọi điện thoại đến cho mình làm gì, thế cho nên trả lời cực kỳ quy củ. Cậu có bận rộn gì không? Nếu không có gì thì đến đánh cờ với tôi một ván. Giọng nói của Lưu Truyền Thủy không quá cao, thế nhưng trong lời nói lại tràn đầy ý vị thoải mái đắc ý. Tuy Lưu Truyền Thủy không tiến thêm một bước trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng địa vị vẫn là đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Nếu như không phải Thạch Kiên Quân đi sau đến trước và ngồi vững lên vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam, chỉ sợ lực ảnh hưởng của Lưu Truyền Thụy còn vượt mặt cả Thạch Kiên Quân. Lúc này Lưu Truyền Thụy gọi điện thoại mời Vương Tử Quân đánh cờ, tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là đánh cờ không không. Vương Tử Quân cũng không do dự, hắn khẽ nói. Tôi đang cảm thấy không biết tối nay nên làm gì, bây giờ nghe thấy bí thư Lưu kêu gọi, thật sự quá đúng lúc, tôi sẽ sang ngay. Vương Tử Quân bắt đầu cũng không đánh cờ tướng, từng là điển hình của một kẻ đánh cờ không ra gì, thế cho nên cũng không quá quan tâm. Năm xưa hắn làm bí thư huyện ủy, nghe nói bí thư thị ủy Hoàng Nham Bình không có đam mê gì lớn, thế nhưng lúc rảnh rỗi lại thích đánh cờ vua. Vì vậy mà Vương Tử Quân khổ công luyện cờ vua, chưa đến nửa năm thì không còn đối thủ. Ngay sau đó hắn thành bạn cờ của Hoàng Nham Bình, hơn nữa mỗi lần đều đánh rất mạnh mẽ làm cho Hoàng Nham Bình muốn thắng cũng phải cực kỳ khổ sở. Thế cho nên không khỏi cảm thán Vương Tử Quân là đối thủ khó gặp. Đánh cờ cũng giống như nói lời yêu thương, phải tìm cho mình một đối thủ phù hợp. Với trình độ đánh cờ của Vương Tử Quân, Hoàng Nham Bình khó thể nào nắm chắc phần thắng, thế nhưng Vương Tử Quân lại rất khéo, cố ý kéo dài thời gian, để cho Hoàng Nham Bình muốn thắng cũng phải cực kỳ khó khăn. Chiêu này của Vương Tử Quân cực kỳ hiệu quả, khiến cho Hoàng Nham Bình đáng ván nào cũng cực kỳ thỏa mãn, không muốn ngừng. Đến nổi càng về sau thì thời gian rảnh của Vương Tử Quân càng dành cho công tác đánh cờ với Hoàng Nham Bình. Lưu Truyền Thụy lúc này gọi Vương Tử Quân đến đánh cờ, chẳng lẽ muốn nhắc nhở mình cái gì sao? Trong lòng tuy suy nghĩ miên em nần nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Vương Tử Quân. Lưu Truyền Thụy cũng không ở nhà, lão chờ Vương Tử Quân ở một quán trà tên là Thính Vũ Hiên. Đây là một quán trà xa hoa, đây là kết quả của thời đại, vì lúc này có nhiều học đòi văn vẻ. Cũng có người thích tìm nơi yên tĩnh nói chuyện và thưởng thức trà. Khi Vương Tử Quân được tiểu thư tiếp tân đưa vào phòng thì Lưu Truyền Thụy đang ngồi trên ghế salon nhắm mắt thưởng thức đàn tranh. Tuy đánh đàn tranh là một cô gái yểu điệu thục nữ, thế nhưng làn điệu lại cực kỳ có khí thế. Vương Tử Quân vào cửa thì Lưu Truyền Thụy phất phất tay, cô gái kia cúi người đi ra. Chương 605, ba quan trường như một ngọn tháp vàng. Lưu Truyền Thụy cũng không có biểu hiện gì khác thường. Giống như trong lòng cất giấu chuyện đại sự gì đó, hoặc giống như còn chưa thoát khỏi dư âm đàn tranh vừa rồi. Lão ngậm lấy điếu thuốc rồi nói. Tử Quân, cậu biết vừa rồi là khúc gì không?
Lúc này mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thủy thật sự có chút phi diệu, tuy Vương Tử Quân không biết Lưu Truyền Thủy có biết được mình đã dạy cho con của Bí Thư Lưu một bài học hay không, thế nhưng Bí Thư Lưu Truyền Thủy vẫn rất quan tâm đến hắn. Chẳng qua Vương Tử Quân vẫn có thể cảm nhận được chút biến hóa trong mối quan hệ giữa hai người. Bí Thư Lưu, thấy ngài nhàn nhã như vậy thì tôi cũng thật sự rất hâm mộ, vừa rồi không phải là khúc chiến Đài Phong sao? Vương Tử Quân lẳng lặng đi đến bên cạnh Lưu Truyền Thụy, sau đó cười nói. Lưu Truyền Thụy đặt ly trà xuống bàn rồi nói. Coi như có được nửa ngày rảnh rỗi, chúng ta làm công tác cũng không thể nào hết cho được, vì vậy lúc nào cần thả lỏng cũng nên thả lỏng một chút. Lưu Truyền Thụy vừa nói vừa cầm ấm trà châm nước cho Vương Tử Quân. Nếm thử trà tôi tự pha xem thế nào, tuy không phải chuyên nghiệp thế nhưng vẫn có chút hương vị. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói. Bí thư Lưu pha trà nổi tiếng khắp tỉnh Sơn Nam, không biết có bao nhiêu người tranh nhau chạy đến muốn được nếm thử một ly trà của lãnh đạo. Lưu Truyền Thụy càng cười tươi thêm vài phần, lão chỉ tay về phía Vương Tử Quân rồi nói. Tiểu tử này đúng là, mới xuống bên dưới rèn luyện vài năm, bản lĩnh khác không biết tiến triển thế nào, thế nhưng công phu vuốt mông ngựa thì thật sự tinh xảo hơn khá nhiều. Khi Lưu Truyền Thụy liên tục nở nụ cười thì mối quan hệ giữa hai người được nối lại khá nhiều. Vương Tử Quân giúp Lưu Truyền Thụy châm trà vào ly, sau đó hai người tiếp tục vừa uống trà vừa bàn luận, Lưu Truyền Thụy chợt nói. Tôi nghe nói cậu sắp làm cha rồi phải không? Tốt, đến lúc đó cũng đừng quên mời tôi ly rượu mừng đấy nhé. Vương Tử Quân cố ý xem xét ý nghĩa lời nói của Bí Thư Lưu Truyền Thụy, hắn vừa lên tiếng đồng ý vừa khẽ nói. Bí Thư Lưu, cho dù tôi không thông báo cho bất kỳ ai, thế nhưng sẽ không quên ngài, tôi vẫn rất chờ mong bao lì xì của ngài. Tất nhiên sẽ có tiền mừng, đến lúc đó dù thế nào tôi cũng bỏ ra một tháng tiền lương cho cậu một bao tiền mừng thật lớn. Lưu Truyền Thụy nói đến đây thì nụ cười trên mặt dần biến mất, bầu không khí trong phòng chợt nặng nề hẳn lên. Bí thư Nhất Phong đưa cho cậu một bao lì xì giá trị lớn, cậu cảm thấy thế nào? Lưu Truyền Thụy nói, một lời không đầu không đuôi, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu bao lì xì giá trị lớn trong lời nói của Bí thư Lưu là gì. Hơn nữa hắn căn cứ vào lời nói của Bí thư Lưu Truyền Thụy, hắn biết lãnh đạo biết rõ tình hình của sự việc lần này. Không chờ Vương Tử Quân trả lời, Lưu Truyền Thụy đã khẽ nói. Chuyện này nếu rơi lên đầu người khác, chỉ sợ người ta sẽ vui mừng như điên. Nhưng rơi lên đầu cậu lại có một ý nghĩa khác. Vương Tử Quân cũng không che giấu tâm tư của mình, hắn cầm lấy bình trà châm nước cho Lưu Truyền Thụy rồi nói. Bí thư Lưu, ngài nói không sai, khi nhận được tin tức này thì tôi thật sự không thể nào vui vẻ cho được. Lưu Truyền Thụy cũng không lên tiếng, lão chỉ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, bộ dạng chờ Vương Tử Quân tiếp tục lên tiếng. Bí thư Lưu. Tuy những cán bộ thanh niên tham gia khóa huấn luyện cán bộ cấp sở của Trung ương lần này sẽ được xếp vào hàng ngũ cán bộ hậu bị, cơ hội được đề bạt lên cấp phó bộ là rất cao, thế nhưng ngài là người nắm công tác tổ chức nhiều năm, ngài sẽ thấy có rất nhiều cán bộ hậu bị căn bản không được đề bạt. Đồng thời tôi cũng tin tưởng có rất nhiều cán bộ hậu bị được coi là tương lai vô hạn đang dậm chân tại chỗ, liên tục đứng ra phía sau. Vương Tử Quân nói hết lời, thế cho nên cũng không tiếp tục lên tiếng. Thực tế hắn không cần nói thì Lưu Truyền Thụy cũng hiểu rõ ràng, thế nhưng Lưu Truyền Thụy cho phép hắn nói, hắn tất nhiên phải nói ra cho rõ. Lưu Truyền Thụy khẽ trà sát hai bàn tay, sau đó lão mở miệng nói. Tử Quân, cậu xem như cũng hiểu sâu về vấn đề này, Bí thư Nhất Phong xem như đi một nước cờ rất hay, đẩy cậu tham gia khóa huấn luyện cán bộ thanh niên cho danh sách hậu bị, đây là một lời đề nghị mà căn bản không ai có thể mở miệng phản đối cho được. Dù sao thì cậu cũng là một cán bộ trẻ có năng lực. Thành tích quá rõ ràng, tiến thêm một bước trong công tác bồi dưỡng là một lý do cực kỳ chính đáng, dù đặt vào bất cứ nơi nào cũng cực kỳ phù hợp. Chỉ là tư chất lý lịch của cậu còn mỏng, cho dù kết thúc khóa huấn luyện lần này, chỉ sợ cậu cũng không thể nào được đẩy về phía cấp phó bộ. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe lời Lưu Truyền Thụy, trong lòng hiểu rõ lời nói của Lưu Truyền Thụy là tình hình thực tế vào lúc này. Dù mình làm ra chút thành tích, thế nhưng muốn tiến lên cấp phó bộ sau khi kết thúc khóa huấn luyện thì hầu như là không thể. Dù sao thì vị trí phó bộ cũng không phải là người nào mở miệng cũng có thể nắm bắt được, hơn nữa lại có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Lưu Truyền Thụy tìm đến mình tuyệt đối không phải có hứng phân tích khó khăn, nếu như chỉ là phân tích khó khăn, như vậy Lưu Truyền Thụy cũng không còn là Lưu Truyền Thụy nữa rồi. Vương Tử Quân đang cố gắng phỏng đoán mục đích của Bí thư Lưu, hắn cười khổ nói. Bí thư Lưu,
Tôi đi chuyến này chỉ sợ vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ sẽ lung lay sắp đổ, căn bản không giữ được. Vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ sẽ không có vấn đề, nhưng sau khi cậu quay về Đông Bộ, chỉ sợ tình hình không còn được như trước. Lưu Truyền Thụy khoát tay áo, lão lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc, ném cho Vương Tử Quân một điếu. Vương Tử Quân không lên tiếng, nhưng hắn thật sự đồng ý với lời nói của Lưu Truyền Thụy. Tuy hắn còn ở thành phố Đông Bộ thì có thể áp chế Đổng Quốc Khánh cực kỳ xít sao, thế nhưng Đổng Quốc Khánh là một bí thư thị ủy từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, người này không những có quan hệ, còn có thủ đoạn mạnh mẽ. Chính mình một khi rời khỏi cương vị để đi học tập, dù có nhóm người Tôn Quốc lĩnh thế nhưng bọn họ sẽ không phải là đối thủ của Đổng Quốc Khánh. Sau khi Vương Tử Quân tham gia học tập và quay về thành phố Đông Bộ, chỉ sợ lúc đó muốn khống chế thành phố Đông Bộ vào trong tay sẽ không còn là dễ dàng. Hơn nữa lúc này Đổng Quốc Khánh còn có được sự giúp đỡ to lớn của Hào Nhất Phong. Tử Quân, cậu thấy thế cục ở thành phố Đông Bộ vào lúc này còn có dư âm vãn hồi không? Lưu Truyền Thụy thấy Vương Tử Quân trầm ngâm thì thản nhiên nói. Chương 605 4 quan trường như một ngọn tháp vàng. Vương Tử Quân không nói gì, hắn tuy không đánh cờ, thế nhưng thật sự hiểu chỉ cần đặt quân cờ xuống, muốn phản kích trong thế tuyệt địa hầu như là khó còn hơn lên trời. Lúc này Hào Nhất Phong đã cho ra quyết định, đã xem như dịch chuyển thế cục ở thành phố Đông Bộ mất rồi. Muốn vãn hồi thế cục ở thành phố Đông Bộ vào lúc này cũng không phải là chuyện nói ra có thể làm được. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, cuối cùng nói. Bí thư Lưu, việc do người làm, tôi cảm thấy chỉ cần tôi. Lưu Truyền Thụy khoát tay áo, lão cắt đứt lời Vương Tử Quân. Tử Quân, trước kia tôi được nghe một câu chuyện ngụ ngôn, hôm nay kể cho cậu nghe xem thế nào. Câu chuyện là thế này, trong một tỉnh nó có một cái giếng, trong giếng có 10 con ếch, vì tranh đoạt không gian không lớn trong giếng mà 10 con ếch này liên tục tranh đấu với nhau. Một con ếch bại trận trong tranh chấp không gian sống trong giếng, nó cũng không tiếp tục tranh giành không gian chật hẹp đó nữa, thế là quyết định nhảy ra bên ngoài, sau từng bước cố gắng và trả giá, cuối cùng con ếch tìm được một thế giới vô hạn. Lưu Truyền Thụy kể một câu chuyện có hơi khô khan, thế nhưng ý nghĩa ngụ ngôn của nó lại quá rõ ràng. Trong lời nói của lão thì thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam là một cái giếng cạn, chính Vương Tử Quân nên nhảy ra khỏi cái giếng cạn kia mới thấy được thế giới rộng lớn. Tử Quân, thành phố Đông Bộ là quá nhỏ, chỉ có thể nhảy ra từ đó thì cậu mới có thể bước trên con đường tiến ra thế giới rộng lớn. Mất một thành cũng không phải là việc gì quá quan trọng với cậu, đến khi nào cậu đến vị trí có thể bao quát tất cả, cậu sẽ phát hiện thành phố Đông Bộ chỉ là một cây cầu độc mộc, cũng không tính là gì cả. Lưu Truyền Thụy nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Tuy Bí thư Nhất Phong có giáp tâm bất lương, thế nhưng tham gia khóa huấn luyện cán bộ lần này sẽ là một cơ hội cực kỳ tốt. Cậu nên thừa cơ hội lần này mà hoạt động tìm ra chút quan hệ trên bộ và ủy ban trung ương, tìm một vị trí nào đó phù hợp, vài năm sau xuống tuyến dưới công tác, cấp bậc phó bộ sẽ là khó tránh khỏi. Đầu óc của Vương Tử Quân nhanh chóng vận chuyển, hắn đã nhìn ra nụ cười của Lưu Truyền Thụy, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Đa tạ Bí thư Lưu đã quan tâm, tôi hiểu chính mình nên làm thế nào. Lưu Truyền Thụy cười cười, cũng không tiếp tục lên tiếng về vấn đề, chỉ nói ra những gì Vương Tử Quân cần chú ý khi sắp được làm cha. Đối với Vương Tử Quân thì tình cảnh như vậy xem như một lời tuyên bố quá rõ ràng, đó chính là cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc trong vui vẻ. Lưu Truyền Thụy đi, Vương Tử Quân nhìn chiếc xe Audi màu đen chạy đi xa, gương mặt tràn đầy nụ cười chợt trở nên ngưng tụ. Rời khỏi thành phố Đông Bộ, rời khỏi giếng nước chật hẹp, những lời này của Lưu Truyền Thụy là cực kỳ có lý. Thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không ủng hộ ý kiến của Lưu Truyền Thụy, vì kiếp trước hắn đã từng bị tra tấn vì thất bại, thế cho nên kiếp này hắn nhất quyết không để chính mình rơi vào hoàn cảnh thất bại như vậy. Mạc Sử Kim Tôn không đối nguyệt, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, đừng để ly rượu vàng cạn đáy nhìn vầng trăng, thơ Lý Bạch. Dù phải rời đi thì Vương Tử Quân cũng phải đi với tư thế của người chiến thắng, quyết không cho phép tình huống mình bị ép rời khỏi giếng, phải vài năm sau mới quay lại phục thù. Vương Tử Quân nhìn ánh mặt trời dần bị màn đêm che phủ, gương mặt hắn càng thêm âm trầm. Chủ tịch Vương, ngài có bận rộn gì không? Khi Vương Tử Quân đặt phần văn kiện trên tay xuống thì có người gõ cửa đi vào. Bình thường người vào phòng của Vương Tử Quân đều phải báo cáo thông qua Triệu Quốc Lương, bây giờ người này lại trực tiếp gõ cửa tiến vào. Vương Tử Quân đặt văn kiện xuống nhìn lên, hắn thấy một vị cán bộ hơn 60 đi đến, Triệu Quốc Lương thì đang dùng ánh mắt chú ý nhìn về phía mình. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì vị cán bộ này, hắn cười cười nói.
Chủ tịch Kinh, anh chính là khách quý, mời anh ngồi. Vương Tử Quân vừa nói vừa rời khỏi bàn làm việc đi về phía bàn trà, sau đó trầm giọng nói với Triệu Quốc Lương. Quốc Lương, lấy trà ngon của tôi ra pha cho Chủ tịch Kinh thưởng thức. Lý Cẩm Hồ nói đây là lá trà tốt nhất của huyện anh ấy, trước nay tôi cũng không nỡ uống, hôm nay vừa vặn có chuyên gia đến đây, đúng dịp lấy ra cho ngài đánh giá. Người được Vương Tử Quân gọi là Chủ tịch Kinh chính là một cựu chiến binh của thành phố Đông Bộ, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân vui vẻ như vậy thì nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn. Tuy bây giờ lão là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng căn bản không còn thực quyền gì, xem như rời khỏi sân khấu chính trị của thành phố Đông Bộ. Đám cán bộ bên cạnh thường tỏ ra cực kỳ cung kính với lão, thế nhưng thực tế lại không xem lão ra gì. Kinh Ngũ Mẫn từ vị trí phó chủ tịch thành phố lui ra làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tất nhiên lão sẽ cảm thấy không thoải mái vì lòng người thay đổi quá chóng vánh. Bây giờ Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ tôn kính lão tiền bối, điều này làm cho lão cảm thấy rất hưởng thụ. Chủ tịch Vương quá khách khí rồi, chuyên gia cái gì chứ, chỉ là người ta tự phong cho mà thôi, thực tế cũng chẳng tính là am hiểu gì cả. Kinh Ngũ Mẫn tuy nói lời khiêm tốn nhưng vẻ mặt đắc ý dù là ai cũng có thể thấy rõ ràng. Triệu Quốc Lương rất thông minh, tuy hắn không có nhiều hảo cảm với vị chủ tịch Hội đồng Nhân dân này, thế nhưng hắn biết chủ tịch Vương căn bản không muốn đắc tội với Kinh Ngũ Mẫn, thế cho nên nhanh chóng pha trà cho chủ tịch Kinh. Kinh Ngũ Mẫn chậm rãi nâng ly trà uống một ngụm, chậm rãi thưởng thức hương vị, sau đó mới cười nói. Chủ tịch Vương, trà của ngài thật sự rất ngon. Tuy trà của thành phố Đông Bộ chúng ta không có danh tiếng, thế nhưng thời xa xưa cũng là một vùng trà đặc sản, chẳng qua tiểu Triệu pha trà như vậy xem như đánh mất rất nhiều hương vị cố hữu. Triệu Quốc Lương thật sự rất bức bối, trong lòng thầm nghĩ tôi cũng không trêu chọc ngài, sao ngài lại rút súng bắn tôi như vậy. Tuy hắn cực kỳ bức bối thế nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể thành thật đứng một bên. Hắn cũng không tin Chủ tịch Vương sẽ vì một ly trà mà có ý gì với mình. Vương Tử Quân tùy ý cười nói. Chủ tịch Kinh nói rất đúng, lá trà ngon mà Quốc Lương pha như vậy thật sự đánh mất đi nhiều hương vị. Nhưng dù thế nào cũng không thể trách được Quốc Lương, tôi thấy không bằng thế này, Quốc Lương, có nhiều nghề thì dễ sống hơn, khi nào cậu rảnh thì cứ đến chỗ Chủ tịch Kinh mà học hỏi, học tập cách pha trà, sau này tôi cũng được hưởng thụ lây. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu rất nghiêm trang, Triệu Quốc Lương cũng nghe rất chăm chú, thế nhưng trong lòng hắn lại trộm mừng. Cái gì gọi là nhiều nghề thì dễ sống? Hắn là một kinh tế ngài thường bận rộn tối mắt, còn có thời gian đi học pha trà sao? Hắn nghĩ như vậy mà bội phục Vương Tử Quân sát đất, Chủ tịch Vương xưa nay gặp người nói tiếng người và gặp quỷ nói tiếng quỷ, hèn gì luôn làm cho đủ mọi hạng người vui vẻ mà không làm gì được. Chương 605, năm quan trường như một ngọn tháp vàng. Chủ tịch Vương không phải không thể đắc tội và không làm gì được đám người này, chẳng qua chỉ là không đáng mà thôi. Bây giờ Chủ tịch Vương như mặt trời giữa ban trưa. Đám cựu chiến binh kia sắp về hưu đến nơi rồi, cũng không cần động vào làm gì cho mệt. Chủ tịch Vương, sự việc tôi nói trước đó ngài cảm thấy thế nào? Công ty Trấn Phi vẫn đang chờ chúng ta trả lời. Kinh Ngũ Mẫn nói thêm vài câu buôn chuyện với Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bức thiết của Kinh Ngũ Mẫn, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Kinh, chuyện này chỉ sợ không dễ làm, tôi biết rõ thành ý của công ty Trấn Phi, thế nhưng... Không đợi Vương Tử Quân nói cho xong, Kinh Ngũ Mẫn đã lớn tiếng nghi vấn nói. Chủ tịch Vương, hạng mục của công ty Trấn Phi lần này là vài tỷ, thậm chí có thể nói là vài chục tỷ, hạng mục này tiến vào sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế, hơn nữa còn giảm áp lực nghề nghiệp cho nhân dân. Kinh Ngũ Mẫn nói mà nước miếng văng tán loạn, hai má liên tục run rẩy, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không nghe lọt tai, hắn thấy hạng mục này quá ô nhiễm. Lúc đầu cũng không phải là Kinh Ngũ Mẫn tiến cử hạng mục của công ty Trấn Phi cho Vương Tử Quân, người của công ty Trấn Phi trực tiếp tìm đến Trương Đảo Long ở khu quy hoạch kỹ thuật cao. Công ty Trấn Phi đầu tư lớn làm cho Trương Đảo Long cực kỳ vui sướng, hắn nói chuyện đại khái với người của công ty Trấn Phi, sau đó nhanh chóng khai báo cho Vương Tử Quân. Một hạng mục đầu tư lớn kéo đến tất nhiên sẽ là chuyện tốt bằng trời đối với thành phố Đông Bộ, thế nhưng trên trời không bao giờ tự nhiên rơi xuống bánh nhân. Nếu như có một ngày có thứ gì đột nhiên rơi xuống thì chỉ có độc dược mà thôi. Sau khi điều tra rõ ràng công ty Trấn Phi sản xuất cực kỳ ô nhiễm, thế là Vương Tử Quân nhanh chóng cho dừng hạng mục. Khi đó Trương Đảo Long cũng không muốn buông, thế nhưng dưới sự cưỡng chế của Vương Tử Quân, Trương Đảo Long vẫn phải buông tha cho hạng mục này. Nhưng Chủ tịch Kinh là nhân viên liên lạc của hạng mục vẫn rất nóng lòng.
Tuy Vương Tử Quân đã nói rõ ràng hạng mục này có tính ô nhiễm rất lớn, thế nhưng cứ sau 3 ngày thì lão lại đến tìm Vương Tử Quân, hy vọng Vương Tử Quân có thể suy xét vào phương diện phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ để tiếp nhận đầu tư của công ty Trấn Phi. Vương Tử Quân vẫn mở miệng từ chối giống như dĩ vãng, thế nhưng khi lời nói phát ra khỏi miệng, trong đầu hắn chợt nhanh chóng chuyển động, một ý nghĩ chợt thành hình. Dù Vương Tử Quân thật sự rất khó tiếp nhận ý nghĩ này, thế nhưng chỉ sau nháy mắt thì Vương Tử Quân đã có quyết định. Hắn khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau khi nhuận giọng thì nói. Chủ tịch Kinh, hạng mục này có vấn đề, sau này chúng ta sẽ bàn bạc lại. Bây giờ lãnh đạo tỉnh đã quyết định cho tôi đi học tập khóa huấn luyện cán bộ cấp sở, tôi đi một lần hơn nửa năm, sẽ phải thoát ly công tác ở thành phố Đông Bộ. Tôi bây giờ đang bận rộn làm công tác giao tiếp, anh xem như thế này có được không? Anh nên cáo báo nhiều hơn với chủ tịch Lữ được phân công quản lý công nghiệp xem thế nào. Kinh Ngũ Mẫn thật sự có nghe nói về tin tức này, lão là một người có hứng thú với Trịnh Trị, tất nhiên trong tỉnh Sơn Nam có sự kiện gió thổi cỏ lay nào cũng không thể bỏ sót. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì lão càng tỏ thái độ. Chủ tịch Vương, tôi thật sự có nghe nói đến chuyện này mới đến tìm ngài. Khóa huấn luyện cán bộ cấp sở trước nay đều là do tỉnh tổ chức. Thế nhưng bây giờ Trung ương lại tổ chức lớp học như vậy, rõ ràng là điềm báo đề bạt trong tương lai. Chủ tịch Vương, ngài còn trẻ nhưng tôi đây thật sự vỗ ngực nói lời thật tình, tôi thật sự bội phục ngài, cũng vì ngài cố gắng công tác mà thành phố Đông Bộ chúng ta mới đi đầu trong tỉnh. Kinh Ngũ Mẫn nói bằng giọng cực kỳ thành khẩn, giống như rất muốn chân thật với Vương Tử Quân. Lão nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, ngài đi chuyến này chẳng những đại biểu cho chính ngài, còn đại biểu cho thành phố Đông Bộ chúng ta. Nói thật, dù thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển kinh tế mạnh mẽ trong tỉnh, thế nhưng đối với cả nước thì không quá xuất chúng. Lần này Chủ tịch Vương tham gia học tập và có thành tích cao độ, như vậy cũng xem như thành phố Đông Bộ có được thành tích lớn. Trấn Phi là công ty lớn, anh cứ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Chỉ cần ngài phê chuẩn hạng mục này, năm nay công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ sẽ dẫn đầu toàn tỉnh. Thậm chí là một ngôi sao sáng trên bầu trời phát triển kinh tế của cả nước. Vương Tử Quân nghe những lời dẫn dắt của Kinh Ngũ Mẫn, hắn đành phải bất đắc dĩ giang tay ra nói. Lão lãnh đạo của tôi ơi, ngài giúp đỡ công tác của tôi như vậy, điều này làm tôi thật sự rất cảm kích. Cho dù bây giờ tôi suy nghĩ về sự việc này thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tôi sẽ về tỉnh trình diện, ngài cũng biết rồi đấy, lần này tôi sẽ thoát ly công tác để học tập. Kinh Ngũ Mẫn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, thế là tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nhưng lão cũng không lập tức rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lão nhanh chóng nói ra những kinh nghiệm kéo quan hệ cho Vương Tử Quân. 10 phút sau Kinh Ngũ Mẫn rời đi, trước khi đi thì lão vẫn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, không phải công ty Trấn Phi cực kỳ coi trọng thành phố Đông Bộ, mà bọn họ cảm thấy thành phố chúng ta gần nguồn tài nguyên, hơn nữa giao thông tiện lợi, thế cho nên mới đầu tư vào. Nếu chúng ta không thức thời và nhanh chóng nắm bắt, chỉ sợ hạng mục sẽ về với thành phố khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì. Khi Kinh Ngũ Mẫn rời khỏi phòng, ánh mắt Vương Tử Quân không khỏi chuyển lên ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Tôn Quốc Lĩnh ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Vương Tử Quân, trong tay cầm một quyển sổ ghi chép thứ gì đó. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc, lúc này trên mặt lóe lên nụ cười kỳ quái. Hắn đang nói vài hạng mục công tác quan trọng cần quan tâm của thành phố Đông Bộ, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch Quốc Lĩnh, sau khi tôi đi thì khối công tác của chính quyền thành phố đều đặt trên người anh. Chủ tịch ngài cũng không thể nào buông tay mặc kệ được, anh chỉ là đi học tập, dù cách xa cương vị thế nhưng dù thế nào cũng không phải không quan tâm, ngài vẫn là chủ tịch của thành phố Đông Bộ, vẫn là người chủ đạo trong công tác của khối chính quyền thành phố. Tôn Quốc Linh cười cười, trên mặt lộ ra vẻ vui đùa. Chủ tịch, sau này tôi sẽ thông qua quốc lương để báo cáo tình hình của thành phố cho ngài, ngài cũng đừng ném hết tất cả công tác lên người chúng tôi, để rồi chính mình đi học tập nhàn nhã cho được. Chương 606, một giang hải bùng sóng hiện rõ bản sắc anh hùng. Vương Tử Quân híp híp hai mắt, hắn hiểu Tôn Quốc Lĩnh đang nói lời lấy lòng mình. Đối phương muốn cho thấy mình dù rời khỏi thành phố Đông Bộ để tham gia học tập, thế nhưng thành phố Đông Bộ vẫn như cũ, vẫn là ngôi nhà của mình. Tuy hắn rất hưởng thụ lời nói của Tôn Quốc Lĩnh, thế nhưng trong lòng vẫn hiểu rất rõ, mình không còn tọa trấn ở thành phố Đông Bộ, nhóm người Tôn Quốc Lĩnh có thể khống chế được khối chính quyền thành phố Đông Bộ hay không cũng là vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc Lĩnh, anh là cán bộ lão thành của thành phố Đông Bộ,
càng hiểu chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành phố này rõ ràng hơn cả tôi. Có gì thì các anh cứ thương lượng với nhau, nếu như thật sự không thể nào cho ra quyết định thì cứ đi tìm Bí thư Đồng. Vương Tử Quân phất phất tay cản lời của Tôn Quốc Lĩnh, sau đó nói tiếp. Lần này tôi về thủ đô học tập cần phải thật sự thả lỏng, chỉ cần không có chuyện lớn xảy ra, như vậy cũng đừng báo với tôi. Tôn Quốc Lĩnh nhìn bộ dạng chân thật đáng tin của Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng hắn thật sự không nắm chắc lời nói của Chủ tịch Vương có bao nhiêu phần đáng tin. Tuy trong lòng hắn thì Vương Tử Quân vẫn là người nói lời giữ lời, thế nhưng sau này sự việc phát triển có liên quan đến địa vị của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ, vì vậy hắn không thể nào không chú trọng tuyệt đối cho được. Tuy chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố là một thực quyền cực kỳ cao vời với muôn người, thế nhưng Tôn Quốc Lĩnh lú này cũng không nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy rất đau đầu. Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh luôn là hai vị lãnh đạo cực kỳ khó hầu hạ, tuy bây giờ Vương Tử Quân đi học tập thế nhưng Tôn Quốc Lĩnh là người chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố, sẽ là một người đứng giữa hai người Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân. Tuy Tôn Quốc Lĩnh không tiếp tục lên tiếng, thế nhưng trong lòng đã cho ra quyết định, sau này nếu có chuyện gì nhất định phải báo cáo rõ ràng với Vương Tử Quân. Quốc Lĩnh, Bí thư Đồng trước kia từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, có gì khó nghĩ anh cứ thỉnh giáo Bí thư Đồng là được. Vương Tử Quân mở gói thuốc rút ra một điếu ném cho Tôn Quốc Lĩnh, sau đó nói tiếp. Tôi không có gì không yên lòng với khối chính quyền thành phố Đông Bộ, nhưng tôi có một việc yêu cầu anh cần nhớ kỹ, đó chính là dù cho công ty Trấn Phi có cho ra điều kiện thuận lợi như thế nào, các anh cũng nhất quyết không cho bọn họ tiến vào khu quy hoạch kỹ thuật cao. Tôn Quốc Lĩnh chợt sững sờ, hắn không ngờ Chủ tịch Vương lại nghiêm túc cho ra một câu nói như vậy. Hắn cũng từng nghe qua về hạng mục này. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Kinh Ngũ Mẫn cũng vì chuyện này mà chạy đến phòng làm việc của hắn, yêu cầu hắn hỗ trợ thuyết phục Vương Tử Quân. Nhưng trước đó hắn căn bản không biết rõ thái độ của Chủ tịch Vương, thế cho nên mở miệng từ chối Kinh Ngũ Mẫn. Hắn thật sự tò mò về hạng mục kia, không biết nó là thứ gì mà trước khi đi Chủ tịch Vương vẫn nhớ mãi không quên. Tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn thế nhưng Tôn Quốc Lĩnh vẫn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ kiên quyết chứng thực chỉ thị của ngài. Anh cũng đừng lo lắng Kinh Ngũ Mẫn sẽ ba hoa trích chòe nói này nói nọ, thành phố Đông Bộ chúng ta chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, thế nhưng cũng không thể cho những hạng mục ô nhiễm như vậy tiến vào. Vương Tử Quân giống như sợ Tôn Quốc Lĩnh căn bản không đủ kiên quyết ở phương diện này, thế là tiếp tục lên tiếng. Nếu như ai nói anh vì sao không cho động vào hạng mục này, anh cứ nói người không đồng ý là tôi. Thành phố Đông Bộ chúng ta kiên quyết không tiếp nhận hạng mục này. Sau 3 ngày chuyển giao công tác cho Tôn Quốc Lĩnh, Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ đến trường Đảng Trung ương báo danh. Buổi tối khi rời khỏi thành phố Đông Bộ, Đồng Quốc Khánh dẫn đầu ban ngành đảng ủy chính quyền đến tiễn chân Vương Tử Quân. Trên bữa tiệc tiễn chân, Đồng Quốc Khánh tỏ ra cực kỳ thân mật, liên tục cùng ly cạn chén với Vương Tử Quân. Ngay trong ngày Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ, Đồng Quốc Khánh tự mình dẫn theo ban ngành đảng ủy chính quyền tự mình tiễn Vương Tử Quân đến đầu đường cao tốc. Khi xe chạy đến đường cao tốc, Vương Tử Quân xuống xe, nhóm Đồng Quốc Khánh cũng nhanh chóng xuống xe. Chủ tịch Tử Quân, trường đảng Trung ương luôn là địa phương mà đám cán bộ chúng ta một lòng hướng tới, anh đi chuyến này thật sự làm cho không ít người trong tỉnh Sơn Nam phải ghen ghét. Đồng Quốc Khánh nắm chặt bàn tay của Vương Tử Quân, hắn cười nói. Đến trường đảng Trung ương thì mong anh cũng nên tiếp tục phát huy bản sắc, dù là rời cương vị đi học tập thế nhưng anh vẫn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, cần quan tâm nhiều hơn đến công tác ở thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh nói bằng lời rất ôn hòa, nụ cười sáng lạn, bộ dạng lưu luyến không rời. Vương Tử Quân cũng cười, hắn bắt chặt tay Đồng Quốc Khánh rồi nói. Bí thư Đồng, tôi đi lần này xem như ném trọng trách lên vai anh, tôi mong anh ở lại thành phố Đông Bộ giữ gìn sức khỏe. Thành phố Đông Bộ chúng ta có phát triển được hay không đều nhờ hết cả vào sự cầm lái vững vàng của anh. Đồng Quốc Khánh vỗ vỗ vai Vương Tử Quân, còn nói những lời cố gắng bảo trọng sức khỏe, sau đó mới phất tay từ biệt Vương Tử Quân. Xe chạy như bay về thành phố Sơn Viên, Vương Tử Quân thông qua cửa sau chiếc xe của mình mà thấy đám người thành phố Đông Bộ đi đến đưa tiễn chỉ còn lại một điểm nhỏ, ngay sau đó đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn lẳng lặng dựa lưng lên ghế salon, đầu óc nhanh chóng tính toán. Hắn đi đến trường đảng Trung ương tham gia học tập, điều này cũng không có gì quá xa lạ với hắn. Năm xưa hắn còn công tác ở huyện Lôi Bắc đã từng đến tham gia khóa huấn luyện cán bộ thanh niên của trường đảng tỉnh ủy, bây giờ con đường của hắn lại khá giống như trước. Ném cán bộ vào khóa huấn luyện trường đảng thật sự là một thủ đoạn rất hay,
hèn gì có rất nhiều lãnh đạo thích sử dụng chiêu thức này. Tuy chiêu thức này rất đơn giản, thế nhưng sử dụng vào bất kỳ trường hợp nào xem ra cũng rất đúng. Thủ đoạn này có thể đưa anh tiến lên mây xanh, cũng có thể kéo anh từ trên mây xanh xuống đất. Hơn nữa điều khó có được chính là sử dụng chiêu thức này sẽ cực kỳ quang minh chính đại. Tỉnh Sơn Nam chỉ có một chỉ tiêu duy nhất, Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói này mà thầm cảm thán. Hắn dùng tay khẽ mở cửa sổ xe, một luồng gió lạnh ùa vào bên trong làm cho bầu không khí ấm áp biến thành giá lạnh, điều này làm cho tinh thần của hắn chợt chấn động. Giang Hải dậy sóng, anh hùng lộ bản sắc, mình và Đồng Quốc Khánh tranh chấp dữ dội với nhau, bây giờ xem ra chỉ là mới bắt đầu. Chương 606-2, Giang Hải bùng sóng hiện rõ bản sắc anh hùng. Máy bay khẽ hạ cánh xuống phi trường, Vương Tử Quân đi ra đại sảnh sân bay, Triệu Quốc Lương tuy cực lực yêu cầu cùng đi với hắn đến thủ đô, thế nhưng hắn lại từ chối. Hắn thừa dịp mình tham gia học tập mà cho Triệu Quốc Lương thời gian nghỉ ngơi, cũng xem như cho Triệu Quốc Lương thời gian nạp điện cho bản thân. Vương Tử Quân mặc trang phục bình thường giống như nhân viên công tác đến thủ đô, hắn đi trong đám người hối hả, cảm thấy những gì dồn nén áp bức trong tỉnh Sơn Nam đã tan biến sạch sẽ. Hắn đi ra đại sảnh sân bay, đang định bắt taxi về nhà Mạc lão gia tử, chợt thấy một cô gái mặc váy màu xanh nhạt đứng cách đó không xa đang mỉm cười vẫy vẫy tay với mình. Khi thấy Mạc Tiểu Bắc thì tâm tình của hắn vốn nhàn nhã chợt có chút căng thẳng, hắn tiến lên đến bên cạnh nàng, giữ lấy bàn tay của nàng. Sau khi xem xét nàng vài lượt, xác nhận nàng không có bất kỳ vấn đề gì, thế là hắn thở dài một hơi nói. Tiểu Bắc, có chuyện gì vậy? Ai bảo em ra đón anh? Em có biết vào thời điểm này em ở đây? Vương Tử Quân cảm thấy mình giống như Đường Tăng, thế nhưng hắn cảm thấy giống như không nói ra những lời kia thì cực kỳ khó chịu. Mạc Tiểu Bắc nghe được lời oán trách của Vương Tử Quân, nàng cười cười nói. Em muốn được gặp anh đầu tiên, thế cho nên mới chạy đến đây. Anh yên tâm, kỹ thuật lái xe của em rất tốt, căn bản không cần lo lắng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Mạc Tiểu Bắc, hắn cảm thấy trong lòng nóng lên, thế nhưng vẻ mặt vẫn đen nhẻm. Mãi đến khi Mạc Tiểu Bắc dùng hai bàn tay khẽ lắc bàn tay của hắn, cuối cùng hắn mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Vẫn là chiếc xe thể thao của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng không cho nàng chở mình. Hắn để cho nàng ngồi thật tốt lên ghế ở phía sau, lúc này mới thong thả giẫm ga chạy đi. Mạc Tiểu Bắc ngồi ở phía sau cứ líu díu lên tiếng, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được nàng rất hưng phấn. Hắn nghe nàng nói về những chuyện phát sinh trong thời gian gần đây, thế là trong lòng bùng lên cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Vợ, chúng ta đi đâu đây? Sau khi Vương Tử Quân đi theo dòng xe đông đúc rời khỏi sân bay, hắn khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc khẽ cắn môi, sau đó nàng nói. Năm ngoái em được phân một căn hộ nhỏ, không bằng chúng ta đến đó nhé. Vương Tử Quân nghe lời đề nghị của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy động tâm, nhưng ngay sau đó hắn lại nhanh chóng bác bỏ ý kiến của nàng. Chưa nói đến chuyện mình và nàng tách ra, chính mình không thể nào quan tâm chăm sóc được cho nàng, hơn nữa cũng khó qua được cửa ải của Mạc lão gia tử, lại khó qua cửa ải của ông nội mình. Nếu ông nội của mình biết được, chỉ sợ lại chạy đến thủ đô, lại bắt hai đứa cháu bất kham về tỉnh Chiết Giang, như vậy lại càng không xong. Hay là mình về nhà thôi, anh rất muốn được ăn món súp của ông. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói, Mạc Tiểu Bắc là người thông minh, tất nhiên nàng hiểu ý của Vương Tử Quân. Nàng mỉm cười nhìn Vương Tử Quân lái xe mà không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân lúc này mới thở dài một hơi, tuy kỹ thuật lái xe của hắn là khá tốt thế nhưng lại không thuộc đường ở thủ đô, thế cho nên luôn sinh ra cảm giác e sợ. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại, một chiếc xe 12 chỗ màu đen dừng lại ở phía sau, có 4-5 người ăn mặc khác nhau từ trong xe đi ra. Vương Tử Quân nhìn dụng cụ khám chữa bệnh trong tay của những người kia, hắn tất nhiên hiểu rõ vấn đề. Mạc Tiểu Bắc thấy những người kia thì khẽ thè lưỡi xấu hổ với Vương Tử Quân, bộ dạng nghịch ngợm của nàng nhìn có vẻ cực kỳ đáng yêu. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Mạc Tiểu Bắc, hắn không nhịn được khẽ vân về mũi nàng, sau đó dùng giọng yêu thương nói. Tiểu tử kia đúng là, xem ra nó nên nhanh chóng ra đời, nhìn em kìa, đúng là quá mệt nhọc rồi. Tinh thần của Mạc lão gia tử thật sự rất tốt, thế nhưng lúc này lão không có hứng bàn chuyện công tác với Vương Tử Quân. Lúc này phương diện được Mạc lão quan tâm nhất chính là cái tên của đứa cháu trong bụng Mạc Tiểu Bắc, tất nhiên cái tên đó phải làm sao cho thật sự đặc sắc, điều này làm cho lão cảm thấy khó thể nào lựa chọn cho đúng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng say sưa của Mạc lão gia tử, thế là hắn cũng có hào hứng, vì vậy mà cùng ông cụ bàn bạc nửa ngày, thế nhưng ông cụ căn bản không ưng bất kỳ cái tên nào của hắn đưa ra,
vì vậy không thu được kết quả khả quan. Tử Quân, cố gắng học tập cho tốt. Khi Mạc Lão Gia Tử chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì nói một câu không đầu không đuôi như vậy với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân xem xét nửa ngày về ý nghĩa lời nói của Mạc Lão Gia Tử, thế nhưng cuối cùng cũng không nắm bắt được trọng điểm, cuối cùng đành phải bỏ qua mà đi tản bộ với Mạc Tiểu Bắc. Đến tối hai vợ chồng Mạc Đông Tường cũng đến nhà Mạc Lão Gia Tử dùng cơm, thế là cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc này cuộc sống của Vương Tử Quân ở trường đảng cũng được bắt đầu trong tình cảm gia đình ấm áp. Khóa huấn luyện mà hắn tham gia tụ tập tất cả các cán bộ trẻ tuổi vĩ đại của các tỉnh được Trung ương tuyển chọn bồi dưỡng, tất nhiên hai từ trẻ tuổi phải bỏ vào trong ngoặc kép, vì cũng không phải thật sự là trẻ tuổi mà là trẻ tuổi hơn các vị cán bộ cấp sở khác, thế cho nên mới được gọi là cán bộ trẻ tuổi. Trong số các học viên tham gia khóa huấn luyện lần này có các vị lãnh đạo thành phố thuộc tỉnh, có lãnh đạo các cục quan trọng của Bộ và Ủy ban Trung ương. Vào ngày khai giảng, trưởng ban Dương Độ Lục của ban tổ chức Trung ương vừa nhận chức chưa lâu tự mình đến phát biểu, điều này cho thấy tầm quan trọng của khóa huấn luyện lần này. Sự coi trọng của Dương Độ Lục làm cho đám cán bộ tham gia khóa huấn luyện lần này cảm thấy ấm lòng, nghe nói có không ít người tham gia học tập đã bắt đầu hoạt động, hy vọng có thể tạo nên mối quan hệ tốt với mọi người. Trường đảng là nơi bồi dưỡng các mối quan hệ, thế cho nên có nhiều buổi tụ hội giữa các vị học viên, điều này làm cho đám cán bộ trẻ tuổi hy vọng mời Vương Tử Quân tham gia. Thứ nhất, Vương Tử Quân là người ôn hòa, dễ ở chung. Thứ hai là vì Vương Tử Quân còn trẻ, độ tuổi này đã là giám đốc sở, tuổi trẻ chính là một tư bản khó có được, điều này chứng tỏ một Vương Tử Quân có thể đi xa hơn đám người lớn hơn 50 tuổi như bọn họ rất nhiều. Tuy là như vậy nhưng đám cán bộ đi ra từ Bộ và Ủy ban Trung ương luôn rất cao ngạo, thế nhưng khi đối mặt với một vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi như Vương Tử Quân, dù là cán bộ đi ra từ ban ngành có thực quyền cũng không dám xem thường. Vương Tử Quân căn bản nếu không thể tham gia thì sẽ bỏ qua, vì hắn thích về nhà cùng dùng cơm tối vui vẻ hạnh phúc với Mạc Tiểu Bắc và Mạc Lão Gia Tử, cả nhà vui vẻ dùng cơm sẽ tốt hơn. Chương 606-3, Giang Hải bùng sóng hiện rõ bản sắc anh hùng. Chủ tịch Vương, tối nay anh nhất định phải nể mặt tôi, chúng ta cùng nhau dùng cơm, gặp mặt nói chuyện cho vui. Khi kết thúc tiết học, một người đàn ông trung niên hơn 40 đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên này mà thầm lắc đầu, thế nhưng lại mỉm cười nói. Trần Dũng Chiến, anh triệu hoán thì tôi không dám chối từ, thế nhưng hơn 10 giờ tôi phải về nhà, hơn nữa cũng không uống được nhiều. Biết rồi, tôi biết Chủ tịch Vương là người quy củ, anh yên tâm, lúc này tôi sẽ tuyệt đối không cho anh uống nhiều. Người đàn ông trung niên thấy Vương Tử Quân nể mặt như vậy thì cảm thấy rất vui vẻ, hắn vỗ vỗ vai Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói. Người đàn ông này họ Trần tên là Dũng Chiến, chính là bí thư thị ủy thành phố Đường Tô tỉnh Giang Tô. Tuy người này có cái tên khá tùy tiện, thế nhưng là người có tâm tư. Dựa theo lời của hắn, thật ra hắn cũng không hài lòng với cái tên của mình, thế nhưng ông nội là một cán bộ lão thành lại cảm thấy đàn ông phải là dũng cảm chiến đấu, vì thế mới đặt cho hắn cái tên Dũng Chiến, thế nên cũng không thể đổi được. Những ngày qua hai bên tiếp xúc với nhau, Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với Dũng Chiến. Hai người có ý nghĩ tương đồng trên nhiều phương diện, lại đi khá gần trong lúc học tập. Sau khi gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân theo Trần Dũng Chiến leo lên xe đi về phía trung tâm thành phố. Trần Dũng Chiến tuy cũng không mang theo thư ký như Vương Tử Quân, thế nhưng lại đưa lái xe theo bên cạnh. Tử Quân, những ngày này cậu rất nhàn nhã, đã nửa tháng trôi qua, thế sao còn chưa có người nào đến báo cáo công tác? Trần Dũng Chiến là người nghiện thuốc nặng nề. Hầu như lúc nào trên tay cũng có điếu thuốc. Vương Tử Quân cũng kẹp thuốc trong tay, thế nhưng hắn không châm lửa, hắn cười cười với Trần Dũng Chiến rồi nói. Bí thư Trần, sao anh biết không có ai báo cáo công tác cho tôi? Cảm giác như vậy, cậu cũng biết đấy, người có công tác níu thân thường có biểu hiện không giống như vậy. Trần Dũng Chiến cười cười, hắn dùng giọng có chút tự đắc nói. Mà tôi lại khá tự tin với cảm giác của mình. Cảm giác của anh lần này thật sự rất đúng. Thật sự không có ai báo cáo công tác cho tôi cả. Vương Tử Quân thản nhiên cười, sau đó hắn dựa lưng ra lưng ghế rồi nói. Trần Dũng Chiến luôn quan sát Vương Tử Quân, hắn nhìn thấy Vương Tử Quân thản nhiên thừa nhận thì không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào cho phải. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, dù người nào đến nơi này học tập cũng là lãnh đạo đứng đầu một phương, dù rời xa cương vị nhưng cũng không thiếu người đến báo cáo công tác. Nếu không có ai đến báo cáo công tác, rõ ràng chứng minh lực ảnh hưởng của người này ở địa phương là có hạn. Nếu như nói Vương Tử Quân có lực ảnh hưởng thấp trong địa bàn của mình,
như vậy Trần Dũng Chiến sẽ không tin, vì hắn biết vài phần về Vương Tử Quân, đây là một người không thấy thỏ sẽ không chịu thả chim ưng, thế cho nên ở trên địa bàn của mình sẽ tuyệt đối là người có thực lực mạnh mẽ. Tuy hắn không hiểu quá sâu về địa bàn của Vương Tử Quân, thế nhưng người kia tự mình ra mặt nhờ hắn hỗ trợ mời Vương Tử Quân, điều này đã nói lên Vương Tử Quân được người kia coi trọng, một người được người kia coi trọng nào sẽ là kẻ không có quyền lực gì. Mạc Hân Di chạy chiếc Ferrari màu đỏ mà mình mới mua, trong lòng lại thầm nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay. 3 năm trước nàng đi ra vùng Duyên Hải, dựa vào lực ảnh hưởng của gia đình mà chỉ mất 3 năm thì nàng đã trở thành một trong những người giàu có. Khi trong tay có tiền thì Mạnh Đại Hổ càng cần có mối quan hệ rộng, càng tiếp xúc với nhiều người trong vòng quan trường, nàng càng cảm nhận được tầm quan trọng của quyền lợi. Đặc biệt là một vài hạng mục người khác tốn không ít công sức để thực hiện thành công, nàng chỉ cần một cú điện thoại đã làm cho nó biến đổi về hướng có lợi cho mình, điều này càng làm cho nàng gặt hái được càng nhiều tiền. Khi ý thức quyền lợi được tăng cường, nàng bắt đầu chịu khó chạy về phía Mạc lão gia tử. Thế nhưng sự việc lại rất chán nản, dù nàng có làm thế nào thì cũng khó tìm được nguồn vui cho Mạc lão gia tử. Đặc biệt là sau khi Mạc Tiểu Bắc đến ở trong nhà của ông nội, địa vị của nàng lại càng giảm xuống thấp, trong mắt ông nội giống như chỉ có một mình Mạc Tiểu Bắc thôi vậy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Hân Di lấy điện thoại ra xem, nàng nhìn dãy số, nụ cười trên mặt chợt trở nên sáng lạn. Nàng vừa lái xe vừa cười nói. Anh Đỗ, anh đang ở đâu vậy? Đang ở khách sạn Lộ Thiên à, được, em sẽ đến ngay. Mạc Hân Di nói rồi giẫm mạnh chân ga thêm vài phần. Hân Di, em chạy nhanh lên, chỉ còn thiếu em mà thôi. Không phải anh đã nói rồi sao, lần này làm ăn lớn, giám đốc Triệu mời khách, em cũng đừng đến muộn. Giọng điệu của anh Đỗ bên kia có chút mất hứng. Mạc Hân Di tất nhiên sẽ không quan tâm đến anh Đỗ, nhưng lúc này cũng không muốn đắc tội với đối phương. Dù sao thì trong tay anh Đỗ cũng có hạng mục mà nàng cần, hơn nữa hợp tác với anh Đỗ nàng cũng vơ vét được khá nhiều lợi nhuận cần thiết. Giám đốc Triệu trong miệng anh Đỗ thì nàng cũng từng gặp mặt một lần, nghe nói phát triển rất tốt ở phương Nam, cũng xưng anh em với không ít người. Dù nhà nàng có thế lực mạnh mẽ, thế nhưng nàng không cho rằng chỉ dựa vào mình đã đủ làm cho giám đốc Triệu kiêng kỵ. Hơn nữa phương diện kinh doanh của công ty Hưng Long trong tay nàng lại có một vài phần liên hệ với đối phương. Anh Đỗ, anh cứ yên tâm, tôi đây đã sớm chuẩn bị xong, thế nhưng ông cụ ở nhà lại gọi điện thoại đến, thế cho nên lúc này mới đến chậm. Mạc Hân Di mở miệng nói dối, cố gắng đưa Mạc lão gia tử ra ngoài. Tuy nàng không phải là cháu nội của Mạc lão gia tử, thế nhưng nàng mở miệng giống như là một đứa cháu nội thật sự vậy. Quả nhiên anh Đỗ nghe thấy nàng nhắc đến Mạc lão gia tử thì giọng điệu chợt dịu dàng hơn. Hân Di, việc của ông cụ là đại sự, nhưng bây giờ chuyện liên quan đến giám đốc Triệu cũng không phải nhỏ. Nếu chúng ta có thể leo lên chuyến xe của giám đốc Triệu, như vậy sau 1 năm cô có thể biến thành phú ông tiền tỷ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mạc Hân Di nghe lời hứa hẹn của anh Đỗ mà trong lòng thầm mắng một tiếng, thế nhưng giọng điệu của nàng vẫn cực kỳ vui sướng. Thật vậy sao, anh Đỗ, tôi thật sự rất hưng phấn, tốt, tôi sẽ đến ngay. Hân Di, tôi biết rõ tính của cô, nhưng tôi nói với cô rõ ràng, đó là lần này cô phải nể mặt giám đốc Triệu, cô nên chú ý hành vi của mình. Cũng không thể nào thất lễ được. Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, nó có liên quan đến hạng mục lớn bên kia. Anh Đỗ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nể mặt người ta. Mạc Hân Di nói 2 câu với anh Đỗ, cuối cùng mới cúp điện thoại. Lộ Thiên là một trong những khách sạn 5 sao ở thủ đô, nó không phải là khách sạn lớn nhất thế nhưng lại đắt tiền nhất. Trong tất cả các gian phòng ở trong khách sạn Lộ Thiên thì đại sảnh Giang Hải là nơi vương giả nhất, trong phòng này không cần biết anh có ăn gì hay không. Chỉ cần bao tiêu nó vào đúng giờ cơm, như vậy ít nhất sẽ có mức phí là 10.000. Chương 607, một nếu biết có ngày hôm nay vì sao trước đó cứ mãi gắng gượng. Mạc Hân Di dừng xe ở bãi đậu xe của khách sạn, nàng đi ra khỏi chiếc xe Ferrari, cũng thuận tay ném tờ 100 đồng cho tên bảo vệ khách sạn mở cửa cho mình. Nàng nhìn bộ dạng cao lớn cúi người cảm tạ của đối phương, thế là không khỏi sinh ra cảm giác tự đắc. Có tiền thật sự là rất tốt. Nàng nghĩ đến tiền thì lòng tự trọng lại bành trướng. Mạc Tiểu Bắc ở nhà được sủng ái hơn mình, như vậy thì thế nào? Bây giờ không phải đang thành thật ở nhà với ông sao? Cô ta có thể được hưởng thụ cuộc sống tiêu tiền như nước giống mình không? Cô ta làm sao được như mình chứ? Lúc này xem như Mạc Hân Di đã có được sự thỏa mãn của riêng mình, vì vậy không khỏi nhanh chân bước về phía sảnh Giang Hải trong khách sạn Lộ Thiên. Khi nàng đi đến đại sảnh tiếp khách của khách sạn thì thấy phương xa có 2 người đi đến.
một người trong số đó làm cho nàng chợt sững sờ, vì nàng cũng không xa lạ gì đối phương. Tuy đã lâu rồi không gặp người kia, thế nhưng sau khi nhìn thấy hắn thì vẫn nhịn không được sinh ra cảm giác không thoải mái. Tên kia năm xưa bị mình từ chối đã quay sang tán tỉnh Mạc Tiểu Bắc, bây giờ nghe nói đang làm chủ tịch thành phố ở xó xỉnh nào đó. Chủ tịch thành phố thì giỏi lắm sao? Khóe miệng Mạc Hân Di khẽ nhếch lên, bàn chân cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Anh Đỗ, em đến muộn một chút. Khi đi vào gian phòng đèn đuốc sáng trưng thì Mạc Hân Di nhanh chóng mỉm cười rồi khẽ nói với người đàn ông có dáng người nhỏ gầy trong phòng. Người đàn ông này tên là Đỗ Thi Mẫn, gia tộc năm xưa cũng khá huy hoàng, thế nhưng khi ông nội qua đời thì dần lụn bại. Nhưng Đỗ Thi Mẫn là một người giỏi giang, không đi được đường thủy thì chuyển lên đi bộ, cố gắng tạo nên một phen sự nghiệp. Mạc Hân Di có được ngày hôm nay cũng không thể nào không nhắc đến sự giúp đỡ to lớn của hắn. Sở dĩ hắn giúp đỡ Mạc Hân Di cũng là vì Mạc lão gia tử còn đang tại thế, dù Mạc Hân Di không phải là dòng chính của Mạc gia, thế nhưng dù thế nào cũng là người của Mạc gia. Hân Di, cô đến chậm một chút rồi. Đỗ Thi Mẫn vừa nói vừa chỉ về phía một người đàn ông đang ngồi trên ghế salon trong đại sảnh. Mau đến đây ra mắt giám đốc Triệu đã đến được một lúc rồi. Mạc Hân Di không dám chậm trễ với giám đốc Triệu, nàng vội vàng đi đến bên cạnh đối phương rồi nói. Chào giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu là một người đàn ông hơn 40, hắn có gương mặt điển trai, nhìn qua giống như không phải là một thương nhân, lại giống như một giảng viên đại học. Hắn khẽ cười nói với Mạc Hân Di. Giám đốc Mạc, tôi cũng ngưỡng mộ đại danh của cô từ lâu, Thi Mẫn không ít lần khen ngợi cô, nói cô là nữ hào kiệt hiếm có. Giám đốc Triệu quá khách khí rồi, tôi cũng không có lý tưởng gì cả, nếu muốn trở thành nữ hào kiệt thì còn phải nhờ đến sự giúp đỡ to lớn của giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu khẽ cười cười với sự khiêm tốn của Mạc Hân Di, hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại trong tay một người đàn ông trung niên ở bên cạnh chợt lóe lên ánh đèn. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn điện thoại, sau đó cung kính đi đến bên cạnh giám đốc Triệu. Giám đốc Triệu, bí thư Trần đã mời người đến. Khách đã đến, chúng ta xuống nghênh đón. Giám đốc Triệu nói rồi đứng lên khỏi ghế salon, sau đó đi về phía cửa phòng. Mạc Hân Di nhìn giám đốc Triệu đứng lên đi nghênh đón. Thế là nàng thầm suy đoán thân phận của người khách kia. Giám đốc Triệu là tổng giám đốc của tập đoàn Trấn Phi, cũng xem như là một nhân vật phong vân trong nước. Tuy trên bảng xếp hạng các tỷ phú không có tên người này, chẳng qua là vì người này an phận, không muốn tên mình xuất hiện trên tấm bảng kia mà thôi. Nàng biết rõ lúc này giám đốc Triệu sắp có một hành động lớn, chỉ cần mình có thể tham dự vào trong hành động của đối phương, sau này nàng cũng không cần phải vắt óc khổ sở đi kiếm tiền, chỉ cần cầm tiền hoa hồng cũng đủ sống rồi. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Mạc Hân Di càng thêm coi trọng vị khách được mời đến tham gia bữa cơm lần này, thầm nghĩ dù thế nào cũng không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Giám đốc Triệu mời khách, cũng không phải chỉ có một mình nàng là nữ, ngoài ra còn có một ngọc nữ ngôi sao Hong Kong. Người phụ nữ kia mặc một bộ váy trắng, càng bùng ra hương vị rung động lòng người. Mạnh Đại Hổ cố ý đi trước nữ ngôi sao xinh đẹp kia một bước, khi nàng đi ra cửa, đang cố gắng làm sao cho trạng thái của mình là tốt nhất. Đúng lúc nghe thấy tiếng cười cực kỳ cởi mở của giám đốc Triệu. Chủ tịch Vương, bí thư Trần, hai vị lãnh đạo đại giá quang lâm, thật sự làm cho kẻ hèn này cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Giám đốc Triệu vừa rồi còn ngông nghênh trước mặt Mạc Hân Di, thế nhưng lúc này đã trở nên cực kỳ nhiệt tình. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, hai tay chủ động đưa về phía trước. Khi giám đốc Trần mở miệng thì Mạc Hân Di cũng cố gắng nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp, nhưng nụ cười còn chưa hoàn toàn nở rộ trên môi. Người được giám đốc Triệu dùng hai tay chào đón đã làm cho nụ cười của nàng trở nên cô đọng. Sao lại là hắn? Người được giám đốc Triệu dùng hai tay giữ chặt lấy bàn tay sao lại là hắn? Mạc Hân Di nhìn người đàn ông trẻ tuổi bắt tay với giám đốc Triệu, dù đối phương không nói lời nào thế nhưng lại có khí thế bao quát tất cả, thế là nàng không khỏi cảm thấy trong lòng dậy sóng. Sao hắn lại có mặt ở chỗ này? Hơn nữa một nhân vật như giám đốc Triệu sao lại phải khách khí với hắn như thế? Nàng nhìn người đàn ông năm xưa mình không thèm quan tâm mà trong lòng có hàng loạt suy đoán. Chủ tịch Vương, nghe nói anh là bạn học với bí thư Trần trong trường Đảng Trung ương, tôi lập tức có tư tưởng muốn mời hai vị lãnh đạo dùng một bữa cơm rau dưa. Chủ tịch Vương, bí thư Trần, mời hai vị vào bên trong. Giám đốc Triệu bắt tay với Trần Dũng Chiến, sau đó mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân lần đầu tiên được gặp giám đốc Triệu, thế nhưng hắn thật sự không xa lạ gì danh tiếng của người này.
Khi tập đoàn Trấn Phi muốn đầu tư hạng mục ở thành phố Đông Bộ thì Vương Tử Quân đã thông qua Tần Hồng Cẩm để có được tư liệu về giám đốc Triệu. Người này tên là Triệu Lộc Xuyên, là người sáng lập tập đoàn Trấn Phi, cũng là một trong những người giàu có nhất nước. Vương Tử Quân nghĩ về tư liệu của Triệu Lộc Xuyên, thế là trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Triệu Lộc Xuyên cuối cùng cũng phải tìm đến mình, chính hắn cũng đã chờ đợi ngày hôm nay khá lâu rồi. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế nhưng Vương Tử Quân lại dùng giọng rất khiêm tốn nói. Giám đốc Triệu quá khách khí rồi, có thể cùng dùng cơm với một doanh nhân nổi tiếng như ngài, tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Chương 607-2, nếu biết có ngày hôm nay vì sao trước đó cứ mãi gắng gượng. Trần Dũng Chiến biết rõ Triệu Lộc Xuyên có chuyện cần nhờ Vương Tử Quân, nếu không đối phương sẽ chẳng nhờ mình mời Vương Tử Quân đến dùng cơm. Bây giờ Vương Tử Quân tươi cười hớn hở, tất nhiên là đang nể mặt mình. Hắn thấy hai người tỏ ra khiêm tốn thì cười nói. Chủ tịch Tử Quân, Giám đốc Triệu, tất cả đều là người một nhà, cũng không nên đứng đây tâng bốc lẫn nhau. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hôm nay chính là nếm thử món ngon của khách sạn Lộ Thiên, các anh nếu tiếp tục nói lời khiêm tốn, chỉ sợ bụng đói của tôi sẽ phải kêu thêm một lúc lâu nữa. Bí thư Trần nói rất đúng, mời mọi người vào trong phòng, nếu để cho khách quý đói bụng thì tôi cũng thật sự không thể nào gánh hết trách nhiệm được. Triệu Lộc Xuyên tùy ý nói chuyện với Trần Dũng Chiến, tất nhiên những lời tùy ý của hai người làm cho người ta sinh ra cảm giác không tầm thường. Cậu Tử Quân, có câu khách cũng có mới có cũ, tôi và anh Triệu có quan hệ lâu năm, hôm nay hai người chúng tôi xem ra phải uống vài ly với cậu Tử Quân mới được. Trần Dũng Chiến nói rồi đẩy Vương Tử Quân về phía chiếc ghế trung tâm. Mạc Hân Di nhìn bộ dạng nhiệt tình như lửa của Triệu Lộc Xuyên, nàng thật sự cảm thấy luống cuống tay chân. Cô gái ngôi sao tên là Uyển Linh vừa rồi bị nàng áp chế đã nhanh chóng tiến lên đẩy nhân viên phục vụ đi, tự mình kéo chiếc ghế trung tâm ra. Chủ tịch Vương, ngài dù thế nào cũng phải ngồi xuống chiếc ghế này, không ngồi cũng phải ngồi. Có câu Mỹ nữ yêu anh hùng, Uyển Linh của chúng tôi đã tự động bàn tay ngọc, anh cũng không được chối từ. Triệu Lộc Xuyên là người giỏi ăn nói, hắn vừa chỉ vào Uyển Linh vừa khẽ mỉm cười nói. Giám đốc Triệu, chúng ta nếu đã ăn cơm thì cũng không nên nói đến nhiều quy củ như vậy. Anh Trần, các anh cũng nhanh chóng vào ngồi đi thôi, nếu không tôi cũng xem như làm khó anh em. Tuy Vương Tử Quân nói rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ kiên định. Trần Dũng Chiến nhìn gương mặt đầy kiên trì của Vương Tử Quân, cuối cùng đành cười nói. Cậu Tử Quân, cậu đấy. Tuy Trần Dũng Chiến không nói ra thế nhưng người nơi đây đều hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Lúc này Vương Tử Quân khiêm tốn không nhận vị trí trung tâm, thế nhưng Trần Dũng Chiến lại tỏ ra cực kỳ tôn trọng. Chủ tịch Tử Quân, tôi giới thiệu cho ngài vài người bạn. Triệu Lộc Xuyên ngồi xuống bên cạnh Trần Dũng Chiến, hắn có hơi cau mày, nhưng sau đó nhanh chóng che giấu cảm giác khó chịu vào tận đáy lòng. Hắn chỉ về phía nhóm người Mạc Hân Di, định mở miệng giới thiệu. Nhưng Mạc Hân Di không mở miệng. Vương Tử Quân chưa thăm dò được nguyên nhân Mạc Hân Di đến chỗ này, thế là hắn cũng không mở miệng. Hơn nữa hắn và Mạc Hân Di căn bản là không có bao nhiêu tình cảm, vì vậy cũng căn bản không quan tâm đến cảm nhận của Mạc Hân Di. Thấy Triệu Lộc Xuyên định giới thiệu thì hắn mới nói. Giám đốc Triệu, anh không cần giới thiệu về chị Hân Di, muốn giới thiệu cũng là tôi giới thiệu với ngài thì hơn. Chủ tịch Vương, anh có quen biết Mạc Tiểu Thư sao? Triệu Lộc Xuyên tuy cố gắng biểu hiện có chút kinh ngạc. Thế nhưng ánh mắt trầm tĩnh của hắn lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra phán đoán người này biết mình có quan hệ với Mạc gia. Vương Tử Quân không muốn diễn trò với Triệu Lộc Xuyên, hắn cười cười nói. Hân Di là chị họ của vợ tôi, chúng tôi là thân thích. Triệu Lộc Xuyên cười ha hả nói. Có người từng nói con người trên địa cầu đều là thân thích, khi đó tôi còn không tin, nhưng bây giờ xem như đã tin. Nếu đã không có người ngoài, như vậy mong Chủ tịch Vương hôm nay có thể ăn uống sảng khoái một chút. Mạc Hân Di nghe hai người Vương Tử Quân và Triệu Lộc Xuyên đối thoại với nhau, tuy nàng không có phản ứng gì quá đặc sắc, thế nhưng trong đầu nàng lại nổ ầm ầm. Nàng là một người phụ nữ không phải ngu ngốc, nàng vốn cho rằng Triệu Lộc Xuyên coi trọng lực ảnh hưởng mới tìm mình đến đây, không ngờ cũng là vì có quan hệ với Vương Tử Quân. Như vậy bây giờ mình có khác nào cô gái Uyển Linh kia chứ? Cũng là phải nở nụ cười nịnh nọt với người đàn ông kia. Nếu như trước đó nàng gả cho Vương Tử Quân, bây giờ Triệu Lộc Xuyên phải biến thành con chó chạy đến vẫy đuôi với nàng, mà không phải là mời mình đến để chuốc rượu tên kia. Mạc Hân Di thật sự suy nghĩ miên man, ngay sau đó thì tiệc rượu bắt đầu. Đây là đại sảnh xa hoa nhất của khách sạn Lộ Thiên, tất nhiên nó sẽ có chỗ tốt của riêng mình,
tốc độ dâng thức ăn lên không biết nhanh hơn phòng thường biết bao nhiêu lần. Chỉ sau giây lát thì một bàn tràn đầy thức ăn đã xuất hiện trước mắt mọi người. Triệu Lộc Xuyên và Trần Dũng Chiến không phải là hai người tầm thường, bọn họ cố gắng tô đậm bầu không khí, hơn nữa còn có ngôi sao Uyển Linh, thế cho nên bầu không khí trong phòng rất nhiệt liệt. Lúc bắt đầu thì Triệu Lộc Xuyên chỉ nói vài câu chuyện vui, thế nhưng sau khi uống hết một chai rượu, hắn nâng ly đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi thấy ngài là một người lanh lẹ, thế cho nên hôm nay tôi cũng không muốn che giấu. Tập đoàn Trấn Phi chúng tôi muốn đầu tư một sản nghiệp lớn nhất châu Á ở khu quy hoạch kỹ thuật cao thành phố Đông Bộ, chúng tôi đã cho ra tính toán sơ bộ, tổng đầu tư cho sản nghiệp này là 30 tỷ. Mạc Hân Di dù biết hạng mục của Triệu Lộc Xuyên lần này là cực kỳ lớn, thế nhưng nàng nghe thấy như vậy mà vẫn phải hít vào một hơi thật sâu. Nếu như nàng có thể tiến vào bên trong, như vậy sau này nàng sẽ căn bản không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc. Nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái, một hạng mục đầu tư lớn như vậy hầu như là thần tài của tất cả các địa phương trong nước, bây giờ thì thế nào vậy? Triệu Lộc Xuyên có hạng mục lớn nhưng lại phải xem Vương Tử Quân như ông nội của mình. Vương Tử Quân nhìn ly rượu Triệu Lộc Xuyên đặt xuống trước mặt mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Giám đốc Triệu đến thành phố Đông Bộ đầu tư thì sẽ là khách quý, thành phố Đông Bộ chúng tôi sẽ tiếp đón nhiệt liệt. Chỉ cần ngài đầu tư phù hợp tiêu chuẩn, như vậy thành phố chúng tôi sẽ trải thảm đỏ đón chào. Triệu Lộc Xuyên nhìn thoáng qua Trần Dũng Chiến, thấy vẻ mặt Trần Dũng Chiến căn bản không chút biến đổi, giống như không nghe được những gì mình và Vương Tử Quân vừa nói với nhau. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, có vài tình huống mà tập đoàn Trấn Phi chúng tôi cần sự giúp đỡ to lớn của ngài. Triệu Lộc Xuyên vừa nói vừa nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó nói tiếp. Chủ tịch Vương, trước tiên tôi kính ngài một ly, mong rằng sau này chủ tịch Vương quan tâm đến công ty chúng tôi nhiều hơn. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Quý công ty đầu tư vào thành phố chúng tôi, tuy tôi hoan nghênh nhiệt liệt, thế nhưng bây giờ tôi cũng giống như bí thư Trần, đều rời khỏi cương vị để học tập. Vương Tử Quân mở miệng từ chối, Mạc Hân Di nhìn gương mặt bình tĩnh với nụ cười như thường của hắn, thế là trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Vẻ mặt Triệu Lộc Xuyên thì liên tục biến đổi, lúc này hắn giống như đang rơi vào trong trầm tư. Chương 608 một bàn tay nhân sự quyết định tất cả. Khu nhà Mạc Lão, Vương Tử Quân đang bận rộn trong nhà bếp. Một nồi đặt trên bếp lửa, mùi hương thơm ngát từ bùng ra trên nắp nồi, mùi gà hầm tỏa ra khắp cả khu nhà. Tử Quân, tôi cảm thấy cậu là người quần áo đến tay cơm đến tận miệng, không ngờ tiểu tử cậu lại có tay nghề nấu nướng như vậy, rất tốt. Mạc Lão gia tử nằm trên ghế nói vọng vào nhà bếp với Vương Tử Quân. Lúc này đã là đầu mùa xuân, thời tiết thủ đô đã dần ấm lại, cây cối cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, rau cỏ trong sân nhà Mạc Lão gia tử cũng dần xanh tươi. Ông, khi còn công tác ở xã thì cháu cũng phải tự nấu nướng, điều kiện dưới xã rất kém, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi. Thế cho nên sau vài năm lăn lộn trong bếp, thiếu chút nữa đã được đào tạo thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Vương Tử Quân nghe thấy Mạc Lão gia tử khen ngợi như vậy thì lập tức cảm thấy biểu hiện của mình có hơi quá, hắn cũng không thể nói mình là người trọng sinh, thế cho nên chỉ có thể đổ cho thời gian mình công tác ở xã Tây Hà Tử mà thôi. Mạc Lão gia tử cũng không nghi ngờ câu trả lời của Vương Tử Quân, lão dùng giọng cảm khái nói. Thật sự đúng là người được rèn luyện dưới cơ sở thì tốt. Đứa nhỏ Tiểu Bắc thiếu kinh nghiệm rèn luyện cơ sở, nếu không thì việc nấu nướng cũng không là vấn đề. Mạc Tiểu Bắc đang ngồi dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Vương Tử Quân bận rộn, không ngờ ông nội lại chuyển chủ đề lên người mình. Nếu là trước kia, với tính cách lạnh lùng cố hữu, nàng nghe thấy ông mở miệng trách mắng như vậy thì chỉ sợ sẽ cười nhạt cho xong. Thế nhưng bây giờ nàng lại hờn dỗi lên tiếng. Ông, nếu ông có khen anh ấy thì cứ khen tự nhiên, cũng đừng lấy cháu ra lót đường chứ. Cháu cũng không nói mình không thể làm cơm, là anh ấy tranh giành đấy chứ. Đúng đúng đúng, là nó tranh giành. Tử Quân cậu cũng đừng đắc ý, Tiểu Bắc bây giờ là đối tượng bảo vệ trọng điểm, thế cho nên cậu cũng phải biểu hiện một chút. Mạc Lão gia tử gần đây rất sủng ái cháu gái của mình, bây giờ nghe thấy cháu gái hờn dỗi thì cười ha hả hai tiếng, sau đó ném cho Vương Tử Quân một ánh mắt hiểu ý. Vương Tử Quân cười cười, hôm nay trường đảng không có tiết nào, hắn đặc biệt đi chợ mua gà về hầm. Kết quả là kéo Mạc Lão gia tử và cả Mạc Tiểu Bắc đến quan sát giống như có chuyện lớn gì đó xảy ra. Sau khi nói chuyện vài câu với Mạc Tiểu Bắc, chợt nghe thấy Mạc Lão gia tử nói. Thức ăn ngon không thể thiếu rượu ngon, chỗ này của tôi còn có một chai rượu Mao Đài được cất giấu hơn 20 năm, nếu không thì hai người chúng ta lấy ra giải quyết nhé.
Ngẫu nhiên uống rượu với Mạc lão gia tử đã trở thành một công việc trong khoảng thời gian gần đây của Vương Tử Quân. Tử lượng của hắn chỉ là bình thường mà thôi, Mạc lão gia tử cũng không thể uống nhiều, thế cho nên hai người làm bạn rượu cực kỳ tương xứng. Ông, rốt cuộc ông có giấu bao nhiêu chai rượu? Từ khi Tử Quân đến đây thì lúc nào rảnh sẽ nói còn một chai rượu, cháu nhớ ông đã uống hết hơn chục chai, thế nào thì kho báu rượu của ông càng uống càng nhiều như vậy. Mạc Tiểu Bắc cầm một miếng hạt dưa bỏ vào miệng, sau đó nàng dùng giọng nũng nịu nói. Mạc lão gia tử có chút xấu hổ, lúc này mới dùng giọng đảm bảo nói. Tiểu Bắc, đây tuyệt đối là chai rượu cuối cùng rồi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong nhà. Vương Tử Quân rửa tay cầm điện thoại lên xem, sau đó hắn nghe máy. Chủ tịch Vương, anh còn đang học tập sao? Âm thanh của Lữ Hạ Cường vang lên từ đầu dây bên kia, những ngày qua Vương Tử Quân tuy không chủ động liên lạc với thành phố Đông Bộ, thế nhưng điện thoại đến từ Đông Bộ vẫn chưa từng gián đoạn. Hắn nghe được âm thanh của Lữ Hạ Cường thì cười nói. Hôm nay là chủ nhật, trường đảng cũng không có lớp, tôi đang ở nhà, chủ tịch Lữ đang làm gì vậy? Chủ tịch Vương, tôi đang ở khu thường trú thủ đô. Lữ Hạ Cường nói ra vị trí của mình, lại trầm ngâm giây lát rồi nói. Hôm nay anh có rảnh không? Nếu có rảnh thì tôi cũng muốn đến thăm hỏi Chủ tịch Vương một chút. Vương Tử Quân có chút do dự, cuối cùng cười nói. Hạ Cường, nếu anh có việc thì cứ đến đây. Vương Tử Quân lên tiếng báo vị trí của mình, lại nhắc Lữ Hạ Cường đi đến cổng thì gọi điện thoại cho mình. Thật sự thì Vương Tử Quân căn bản không hy vọng Lữ Hạ Cường đến chỗ này của Mạc lão gia tử, thế nhưng hắn cũng không muốn từ chối lời nói của đối phương, nếu không sẽ khó tránh khỏi tình huống Lữ Hạ Cường sẽ nghĩ theo hướng khác, sẽ sinh ra vướng mắc, không bằng sảng khoái cho đối phương đến một lần. Hơn nữa căn tứ hợp viện của Mạc lão gia tử là không nhỏ, khi ông cụ nghỉ ngơi thì mình có thể tiếp đón Lữ Hạ Cường ở một gian phòng khác. Dù thoát ly khỏi cương vị ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn hiểu rõ tình huống đang diễn ra ở Đông Bộ. Sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn mỉm cười nhìn về phía Mạc lão gia tử. Ông, cháu có đồng sự muốn đến, thật sự không thể từ chối được, trưa nay có thể không uống rượu với ngài được không? Công tác là quan trọng, cậu cũng không cần theo tôi hầu rượu, như vậy tôi sẽ tiết kiệm được một chút. Nói cho cậu biết, đây thật sự là chai rượu ngon cuối cùng. Mạc lão gia tử khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi nói. Nửa giờ sau khi Lữ Hạ Cường được nhân viên công tác mời vào trong nhà, Lữ Hạ Cường chợt sinh ra cảm giác giống như đang nằm mơ. Trong ý nghĩ của hắn thì Chủ tịch Vương căn bản chỉ là ở trong một nhà nghỉ đỉnh cấp, tuyệt đối không ngờ lại ở trong khu vực truyền thuyết như thế này. Khi còn trẻ thì Lữ Hạ Cường từng làm thư ký cho một vị lãnh đạo tỉnh, có một lần hắn cùng vị lãnh đạo kia đến thủ đô chạy quan hệ, cũng đã đừng đến địa phương thần thánh này. Tất nhiên tình huống năm xưa chẳng qua chỉ là chầu trực ngoài cửa mà thôi, cũng không phải chỉ là chờ đợi cả giờ đồng hồ. Lúc này hắn nhìn thấy Vương Tử Quân mỉm cười đi ra nghênh đón, thế là không khỏi cảm thấy trái tim phóng lên cổ. Hắn có quan hệ tốt với Chủ tịch Vương một thời gian dài, chỉ nghe nói Chủ tịch Vương là người cây lớn dễ sâu, bây giờ xem ra đó không phải là lời bịa đặt, sự thật làm cho người ta rung động quá lớn. Chủ tịch Hạ Cường, mời anh ngồi, anh đến thủ đô từ khi nào? Vương Tử Quân vừa vung tay mời Lữ Hạ Cường ngồi xuống ghế vừa cười nói. Lữ Hạ Cường nhìn căn nhà cổ xưa trước mắt, không khỏi cảm thấy trái tim co bóp mạnh mẽ, hắn ngồi xuống ghế salon cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới cười nói. Chủ tịch Vương, tôi mới đến sáng hôm nay. Lữ Hạ Cường vừa nói vừa đặt túi trong tay xuống. Nghe nói lúc này cấp bậc thưởng thức của Chủ tịch Vương đã tăng tiến khá nhiều, tôi cũng không có thứ gì tốt, chỉ mang theo vài món lót dạ mà thôi. Ôi! Tôi đang cần những thứ này, Hạ Cường anh đúng là đưa đến quá đúng lúc. Vương Tử Quân tiếp nhận chiếc túi màu đen từ trong tay Lữ Hạ Cường, hắn nhìn vào những thứ ở bên trong rồi dùng giọng vui mừng nói. Trước khi đến thì Lữ Hạ Cường đã suy xét xem nên mang thứ gì cho Chủ tịch Vương Tử Quân, hắn biết Chủ tịch Vương căn bản không quan tâm đến tiền, vì thế chọn lễ vật quý giá ngược lại sẽ làm cho Chủ tịch Vương mất vui, nếu đến tay không thì không được, hắn nhớ Vương Tử Quân sắp làm cha, thế cho nên mới có ý nghĩ hay. Quyết định đưa đến cho Vương Tử Quân vài món thuốc bổ. Vì chứng thực ý nghĩ này mà Lữ Hạ Cường tìm đến một trung y nổi tiếng trong thành phố Đông Bộ, nhưng khi hắn tiến vào trong nhà Mạc lão gia tử thì lại sinh ra cảm giác mình làm ra trò thừa thãi. Vương Tử Quân ở chỗ này, vợ con còn thiếu thuốc bổ sao? Xem ra thứ hắn đưa đến rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, cũng may thái độ nhiệt tình của Vương Tử Quân làm cho hắn xóa đi nhiều cảm giác xấu hổ.
Khi hai người Vương Tử Quân đang trò chuyện với nhau, Mạc Tiểu Bắc đột nhiên tập tễnh đi đến. Nàng cười cười với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói với Lữ Hạ Cường. Vị này là chủ tịch Lữ sao? Chào anh. Lữ Hạ Cường nhìn người phụ nữ có dáng người mập mạp nhưng khí chất cơ thể lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể khinh thường, hắn nhanh chóng đoán ra được thân phận của nàng, thế là vội vàng đứng lên nói. Chào chị. Lữ Hạ Cường cũng không phải là người không giỏi ăn nói, thế nhưng lúc này đối diện với Mạc Tiểu Bắc thì thật sự không biết phải làm sao cho tốt. Tử Quân, ông nội nói chủ tịch Lữ khó có cơ hội đến nhà chơi, lúc này đã đến trưa, vì vậy mời chủ tịch Lữ dùng cơm, cũng không cần quá chú ý. Mạc Tiểu Bắc nói với Vương Tử Quân, sau đó lại nói với Lữ Hạ Cường. Chủ tịch Lữ, không biết ngài đến chơi thế nên trong nhà cũng không có chuẩn bị gì nhiều, chỉ là đơn giản mà thôi, mong ngài đừng trách. Lữ Hạ Cường kinh sợ khẽ gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, sau đó nhìn Mạc Tiểu Bắc rời đi mà không khỏi khẽ thở ra một hơi. Dù Mạc Tiểu Bắc tỏ ra cực kỳ bình dị gần gũi thế nhưng lại làm cho chủ tịch Lữ gặp đủ mọi hạng người phải vã mồ hôi hột, hắn thầm nghĩ chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng đôi với chủ tịch Vương mà thôi. Mạc Tiểu Bắc chưa từng lộ mặt ở thành phố Đông Bộ, thế cho nên nhóm người Lữ Hạ Cường bình thường cũng chỉ suy đoán xem chủ tịch Vương sẽ lấy người phụ nữ như thế nào làm vợ. Lại có người nói chủ tịch Vương không cho vợ mình lộ diện, có lẽ là vì chính mình quyền cao chức trọng, sợ vợ quá xấu ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Tuy những lời đồn đãi về vợ của chủ tịch Vương là rất nhiều, thế nhưng mọi người lại có chung một nhận thức giống như vậy. Chương 608-2, bàn tay nhân sự quyết định tất cả. Lữ Hạ Cường dù cực kỳ tôn trọng Vương Tử Quân ở phương diện công tác, thế nhưng cũng rất thích nói những lời vui đùa. Người tốt có khi không có vợ đẹp, người xấu lại có vợ xinh như hoa. Đây là chân lý xưa nay ít khi thay đổi. Chủ tịch Vương là người sáng suốt uy phong ở nhiều phương diện, biết đâu ở phương diện cưới vợ lại có vấn đề. Hôm nay gặp mặt Mạc Tiểu Bắc thì Lữ Hạ Cường mới cảm thấy ý nghĩ của mình là không đúng đắn đến mức độ nào. Hắn hỏi vài câu liên quan đến vấn đề học tập của Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề, rời lên mặt công tác ở thành phố Đông Bộ. Hắn báo cáo công tác ở thành phố Đông Bộ, lúc đến đây hắn đã chuẩn bị sẵn ý nghĩ. Thế cho nên mở miệng đã nhanh chóng đi vào trọng điểm. Chủ tịch Vương, gần đây công tác ở thành phố Đông Bộ thật sự không yên ổn, lực ảnh hưởng của thị ủy bên kia thật sự càng lúc càng lớn. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm mà không nói gì thêm, sau đó hắn châm trà cho Lữ Hạ Cường, lúc này Lữ Hạ Cường lại tiếp tục lên tiếng. Vài ngày trước Chủ tịch Tôn và trưởng phòng Tưởng Tuệ Minh đã lớn tiếng với nhau ở hội nghị liên tịch, bây giờ ban ngành đã không chịu nổi gánh nặng. Đã thông qua đề nghị gia tăng thêm vài vị trí lãnh đạo của khu quy hoạch kỹ thuật cao, cũng đề nghị trưởng phòng thương mại Lâm Chi Khởi đến đảm nhiệm vị trí phó bí thư đảng ủy khối, phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch. Vương Tử Quân không quá quen thuộc trưởng phòng Lâm Chi Khởi, thế nhưng hắn lại hiểu rõ về tư chất lý lịch của người này. Năm xưa khi Đồng Quốc Khánh làm chủ tịch thành phố Đông Bộ thì Lâm Chi Khởi được trọng dụng đề bạt, có thể nói đây là một vị cán bộ cấp chính cục cực kỳ có tư cách trong thành phố Đông Bộ. Dù thời đại Tiết Diệu Tiến người này bị treo lên cao, thế nhưng vì lý lịch quá sâu nên làm cho người ta cực kỳ đau đầu. Còn có một việc khá phức tạp, đó chính là năm xưa Trương Đảo Long chưa được đề bạt thì đã từng là cộng sự của Lâm Chi Khởi, thế nhưng khi đó Trương Đảo Long là cấp phó mà Lâm Chi Khởi lại là lãnh đạo đứng đầu. Bây giờ một Lâm Chi Khởi được đưa vào làm chân rết của khu quy hoạch kỹ thuật cao, hơn nữa lại là phó bí thư đảng ủy khối, phó chủ nhiệm hiệp hội quản lý khu quy hoạch. Tuy hai vị trí đều là cấp phó, thế nhưng hai vị trí này đều cực kỳ mẫn cảm, điều này có ý nghĩa là Lâm Chi Khởi căn bản có thể chìa tay vào bất kỳ phương diện nào trong khu quy hoạch kỹ thuật cao. Hơn nữa với tư chất lý lịch của Lâm Chi Khởi, đây chẳng khác nào một cây xương trong cổ Trương Đảo Long. Vương Tử Quân biết rõ chuyện này, hắn vẫn cười nói. Tưởng Tuệ Minh có sắp xếp rất tốt. Đúng vậy, sau khi mở hội nghị liên tịch thì Trương Đảo Long chạy đến chỗ tôi kêu khổ. Anh ấy vốn muốn đến tìm anh, lại sợ anh mất hứng. Thế cho nên cũng không dám gọi điện thoại, nhưng tâm ý lại thật sự rất bức bối. Lữ Hạ Cường nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn tiếp tục lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng thản nhiên nói. Chủ tịch Hạ Cường, anh quay về nói cho Trương Đảo Long biết, nói rằng tôi đã biết chuyện này. Tôi hiểu tâm tính của anh ấy, thế nhưng tâm tình và công tác là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. Nếu như anh ấy để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công tác, như vậy tôi sẽ không tha cho anh ấy. Lữ Hạ Cường nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng thầm suy đoán ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng ngoài miệng lại vội vàng đồng ý.
chủ đề kế tiếp của Lữ Hạ Cường có liên quan đến những điều chỉnh trong thành phố Đông Bộ. Sau thời gian nửa tháng Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ, Đồng Quốc Khánh có động tác không nhỏ, liên tục điều chỉnh 7-8 nhân sự. Dù những vị trí này không liên quan đến cấp chính cục, thế nhưng những ban ngành được điều động có vị trí cực kỳ quan trọng, vì vậy mà địa vị của Trúc Phu Bình lúc này ở thành phố Đông Bộ rất đáng xấu hổ. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói ngày mốt Bí thư Hào Nhất Phong sẽ đến thành phố Đông Bộ nghiên cứu thị sát. Lữ Hạ Cường nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó thở dốc nói. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, đi xuống thành phố nghiên cứu thị sát không là vấn đề gì quan trọng, thế nhưng vấn đề là lúc này Vương Tử Quân không có mặt ở thành phố Đông Bộ, Hào Nhất Phong đến có ý gì thì dù là ai cũng hiểu rõ ràng. Có một Hào Nhất Phong đến nghiên cứu thị sát, như vậy gió ở thành phố Đông Bộ sẽ đổi hướng, hơn nữa tốc độ gió sẽ càng mạnh, đám người vốn đang đứng vào vị trí trung lập sẽ cho ra quyết đoán của mình vào đúng thời điểm này, trong số đó có cả các vị thường ủy thị ủy. Nhóm người Lữ Hạ Cường, Tôn Quốc Lĩnh có quan hệ thật sự quá thân mật với Vương Tử Quân, bọn họ không thể nào thay đổi vị trí, thế nhưng những người khác như Bành Quang Binh thì lại khác. Những người này trước kia có quan hệ hợp tác rất tốt với Vương Tử Quân, nhưng bây giờ gió đã đổi hướng, bọn họ nào còn tâm tình đồng tâm hiệp lực với Vương Tử Quân. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân đã rời khỏi cương vị để tham gia học tập, căn bản không thể nào làm gì được nữa. Bây giờ công tác kêu gọi đầu tư ở thành phố Đông Bộ chúng ta như thế nào rồi? Vương Tử Quân tiếp tục châm nước vào ấm, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Lữ Hạ Cường cũng không ngờ vào lúc này mà Vương Tử Quân vẫn còn quan tâm đến phương diện kêu gọi đầu tư, thế là hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Một tháng qua ngài rời khỏi thành phố Đông Bộ, thật sự không biết vì chuyện gì xảy ra mà công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ giảm xuống đến mức kỷ lục. Gần đây Cục Thống kê của tỉnh Đắk cho ra con số kêu gọi đầu tư của các thành phố trong tỉnh vào quý 1. Thành phố Đông Bộ chúng ta từ vị trí thứ 3 rơi xuống thứ 6. Từ vị trí thứ 3 rơi xuống thứ 6, xem ra rất hạng khá mạnh, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười nhạt, nhưng ngay sau đó tất cả đã nhanh chóng biến mất. Hội nghị tổng kết công tác kêu gọi đầu tư lần này do Chủ tịch Thạch tự mình chủ trì, khi đó Chủ tịch Thạch đã mở miệng phê bình 3 thành phố xếp cuối cùng, nhưng lại không phê bình thành phố Đông Bộ chúng ta. Chủ tịch chỉ nói có vài thành phố không nên ngủ ngon trên thành tích có sẵn. Càng không vì có một vài đồng chí rời khỏi chức vụ mà dừng bước không tiến lên, sau đó rơi xuống hố sâu ngàn trượng. Lữ Hạ Cường nghĩ rằng Vương Tử Quân rất thích nghe những lời như vậy, thế là hắn học theo giọng điệu của Thạch Kiên Quân nói. Chủ tịch Hạ Cường, những lời này hai ta nói với nhau thì được, cũng không nên nói ra bên ngoài. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lữ Hạ Cường, tỏ ý để đối phương không nên tiếp tục ở chủ đề này. Lữ Hạ Cường cũng không rõ tâm tư của Vương Tử Quân vào lúc này. Hắn thấy Chủ tịch Vương không có hứng thú, thế là đành phải đi sang chuyện khác. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói phía thị ủy đang tiếp xúc với một hạng mục đầu tư lớn, nghe nói chỉ riêng hạng mục này đã lên đến con số hơn chục tỷ. Hơn chục tỷ, Vương Tử Quân nhai nuốt những chữ này mà trong lòng thầm nghĩ Triệu Lộc Xuyên căn bản không làm cho mình thất vọng. Người này đi đường của mình không được, bây giờ trực tiếp tìm đường khác. Hắn thầm hiểu Triệu Lộc Xuyên muốn làm gì, thế nhưng hắn lại cố ý hỏi. Biết rõ sản xuất cái gì không? Nghe nói là XP gì đó, cụ thể thì còn phải thăm dò mới biết được. Chủ tịch Vương, nếu không sau này có tư liệu tôi sẽ gửi fax cho ngài. Lữ Hạ Cường cũng không nghĩ sang phương diện nào khác, hắn còn tưởng rằng Vương Tử Quân cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp vì tình huống Đồng Quốc Khánh tìm được hạng mục đầu tư quá lớn. Không cần, tôi bây giờ không còn trên cương vị, thế cho nên cũng không cần quá chú ý đến vấn đề này. Khi hai người Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, một nhân viên phục vụ đi đến đặt 4 món ăn tinh xảo xuống trước mặt Vương Tử Quân và Lữ Hạ Cường. Chủ tịch Hạ Cường, chúng ta cũng đừng nói đến những chuyện mất hứng nữa. Bây giờ chúng ta uống vài ly, coi như tôi tận tình chủ nhà mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh. Vương Tử Quân tiếp nhận chai rượu của nhân viên phục vụ, sau đó hắn cười nói với Lữ Hạ Cường. Lữ Hạ Cường thấy Vương Tử Quân rót rượu cho mình, thế là vội vàng nâng ly lên. Hai người uống cạn vài ly thì Lữ Hạ Cường đã nói. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến thủ đô chủ yếu để gặp anh, thứ hai là chạy hạng mục sân bay. Chẳng qua là có người thấy tôi ở lại vướng víu tay chân, thế nên đẩy tôi rời khỏi thành phố Đông Bộ. Thành phố Đông Bộ không có sân bay, hạng mục sân bay năm xưa cũng được Tiết Diệu Tiến đề nghị một lần, trên cơ bản là không có hy vọng gì nhiều. Bây giờ Lữ Hạ Cường đến thủ đô chạy hạng mục sân bay, thật sự có ý đồ xung quân biên cương.
Ngày hôm qua bí thư Đổng đã gọi tôi đến, nói đến tầm quan trọng của sân bay, cũng nói anh ấy nhận được tin tức tuyến trên sắp mở sân bay cho hai thành phố cấp tỉnh, vì vậy phái tôi đến tranh thủ cơ hội. Lữ Hạ Cường nâng ly rượu trong tay lên rồi khẽ mắng. Tranh thủ cái quái gì chứ? Chương 609, một phải giải phóng tư tưởng, bước chân phải lớn hơn một chút. Phòng làm việc của Đổng Quốc Khánh lúc này giống như mở tiệc, bí thư Đổng đang ngồi sau bàn làm việc thật sự rất hăng hái. Hắn nhìn nhóm người trưởng phòng Tưởng Tuệ Minh và thư ký trưởng Đảng Hằng đang ngồi trên ghế salon, thế là không khỏi trầm giọng nói. Lần này bí thư Nhất Phong đến thành phố Đông Bộ chúng ta nghiên cứu thị sát, là một lời khẳng định cho công tác của thành phố Đông Bộ, chúng ta cần phải biểu hiện tất cả lòng nhiệt tình, đề cao tinh thần, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo. Thư ký trưởng Đảng, sau hội nghị thì cậu dùng danh nghĩa văn phòng thị ủy thông báo cho tất cả các vị lãnh đạo ban ngành và đơn vị trong thành phố, để bọn họ đặt mình vào độ cao chính trị mới, nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, đừng trách tôi gỡ mũ quan của người tương quan. Đảng Hằng đồng ý một tiếng, bút trong tay nhanh chóng ghi chép vào sổ. Tưởng Tuệ Minh đưa mắt nhìn Đảng Hằng, sau đó cười nói. Bí thư Đổng, lần này bí thư Nhất Phong xuống nghiên cứu thị sát, tôi cảm thấy chúng ta nên cho ra chút đặc sắc thì hay hơn. Trưởng phòng Tuệ Minh nói rất đúng, nếu như thành phố Đông Bộ chúng ta không khác gì các thành phố khác, như vậy sẽ không để lại ấn tượng khắc sâu cho bí thư Nhất Phong được. Nếu như vậy thì lực giúp đỡ của tỉnh đối với thành phố Đông Bộ chúng ta cũng không thể nào được đẩy mạnh. Vì thế chúng ta cần phải phát huy ưu thế tự thân của thành phố Đông Bộ, biểu hiện tất cả các phương diện tốt nhất của chúng ta cho lãnh đạo nhìn thấy rõ ràng. Đổng Quốc Khánh đưa mắt nhìn Đảng Hằng, sau đó nói tiếp. Thư ký trưởng Đảng, anh tổ chức cho các đồng chí phòng nghiên cứu chính sách của thị ủy xem xét để phơi bày ưu thế của thành phố Đông Bộ chúng ta cho lãnh đạo. Mọi người trao đổi hơn nửa giờ, sau đó nhóm người Đảng Hằng rời khỏi phòng làm việc của Đổng Quốc Khánh. Khi Tưởng Tuệ Minh chuẩn bị bỏ đi, Đổng Quốc Khánh chợt khoát tay nói. Trưởng phòng Tuệ Minh, anh chờ chút, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng thì Đổng Quốc Khánh mới ngồi xuống nói với Tưởng Tuệ Minh. Trưởng phòng Tuệ Minh, phương án thay đổi cán bộ lãnh đạo các quận huyện đã xong chưa? Bí thư Đổng, đã có bản sơ thảo. Còn phải chờ ngài vung tay xử lý mới được. Tưởng Tuệ Minh nói rồi lấy từ trong cặp ra một bản thảo khẽ đưa đến trước mặt Đổng Quốc Khánh. Đổng Quốc Khánh nhìn những cái tên trên bản thảo, thế là hắn khẽ gõ ngón tay xuống bàn. Tưởng Tuệ Minh chỉ có thể lẳng lặng uống nước, chỉ sợ quấy nhiễu ý nghĩ của Đổng Quốc Khánh. Phương án này của anh có phải là quá nhẹ tay rồi không? Vài phút sau Đổng Quốc Khánh đặt bản thảo xuống bàn rồi khẽ hỏi. Cái gì là quá nhẹ tay? Tưởng Tuệ Minh nghe thấy Đổng Quốc Khánh nói như vậy mà thật sự muốn gầm lên một tiếng. Hắn là người thiết kế phương án này, hắn biết rõ phương án này rốt cuộc là gì. Nếu như điều chỉnh dựa theo phương án hắn đưa ra, chỉ sợ trong thành phố sẽ không còn quận huyện nào còn người thân cận với Vương Tử Quân, hầu như các chức danh bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện thân thiết với Vương Tử Quân đều bị quét sạch, như vậy mà quá nhẹ tay. Đây rõ ràng là một cơn động đất cực mạnh trong quan trường thành phố Đông Bộ rồi mới đúng. Bí thư Đổng, nếu không thì chúng tôi sẽ về châm trước lại, anh thấy thế nào? Tưởng Tuệ Minh nhìn gương mặt cực kỳ bình tĩnh của Đổng Quốc Khánh, hắn khẽ lên tiếng dò hỏi. Ừ, anh xem xét lại cũng tốt, đúng rồi, sắp xếp với đồng chí Lý Cẩm Hồ như vậy là chưa được. Đổng Quốc Khánh đứng lên khỏi ghế salon rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Sắp xếp như vậy với Lý Cẩm Hồ là không được sao? Vì phương diện sắp xếp cho Lý Cẩm Hồ mà Tưởng Tuệ Minh đã phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Lý Cẩm Hồ là người Vương Tử Quân đưa đến thành phố Đông Bộ, bây giờ làm chủ tịch huyện chưa quá lâu, nếu như sắp xếp cho một chức vị không ra gì sẽ có nhiều lời ong tiếng ve. Vì căn cứ vào cảm xúc của người khác, Tưởng Tuệ Minh mới sắp xếp cho Lý Cẩm Hồ làm cục trưởng cục quy hoạch, nhìn qua thì có vẻ không tệ, thế nhưng căn bản chẳng có thực quyền gì cả. Không ngờ bí thư Đổng vừa xem qua đã trực tiếp bác bỏ, nếu bí thư đã không hài lòng thì bắt buộc phải sửa lại. Tưởng Tuệ Minh cảm thấy đưa người ta từ vị trí chủ tịch huyện đến chức cục trưởng đã là quá đáng rồi, nếu tiếp tục giảm cấp bậc thì thật sự khó thể nào chịu nổi. Nhưng quan trường nào phải là nơi nói chuyện đạo lý? Cái gì gọi là đạo lý? Lãnh đạo mới chính là chân lý. Dù nghĩ thông suốt cũng phải chấp hành, không thông suốt cũng phải chấp hành, vì phục tùng lãnh đạo chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ. Tưởng Tuệ Minh cảm thấy nếu như chính mình đã được cột chặt vào chiếc xe chiến đấu của Đổng Quốc Khánh, như vậy mình sẽ không nên chần chừ do dự, phải nhanh chóng chứng thực ý chỉ của Bí thư Đổng. Bí thư Đổng, anh xem chức vụ chủ nhiệm phòng vệ sinh môi trường có được không?
Tưởng Tuệ Minh có chút do dự, cuối cùng cũng nói ra một vị trí cho Lý Cẩm Hồ. Chủ nhiệm phòng vệ sinh môi trường căn bản là một chức vụ không có quyền hạn gì, nếu như sau này Lý Cẩm Hồ ngồi trên vị trí như vậy, chỉ sợ công tác sẽ chỉ là kiểm tra vệ sinh trong thành phố mà thôi. Đồng Quốc Khánh nhìn thoáng qua Tưởng Tuệ Minh, hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ cầm lấy thùng tưới nước cho chậu hoa trong phòng. Lý Cẩm Hồ mới hơn 40 thôi có phải không? Mới hơn 40. Tưởng Tuệ Minh thật sự cảm thấy khó thể hiểu Đồng Quốc Khánh đang nghĩ những gì, vì vậy trả lời cực kỳ cẩn thận. Đối với một đồng chí trẻ tuổi như vậy, tôi sao có thể cho anh ấy đi quản lý công tác dành cho các đồng chí sắp về hưu cho được? Đồng Quốc Khánh dùng giọng lạnh nhạt nói. Chức vụ chủ nhiệm phòng vệ sinh môi trường không xong, như vậy còn chức vụ nào phù hợp nữa đây? Tưởng Tuệ Minh cố gắng suy xét, nhưng hắn căn bản cảm thấy không còn chức vụ nào kém hơn chủ nhiệm phòng vệ sinh môi trường nữa cả. Ngài thấy vị trí chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình thế nào? Sau khi châm trước mãi, Tưởng Tuệ Minh cuối cùng cũng nói ra một ý kiến khác của mình. Hắn là trưởng phòng tổ chức thị ủy, có đôi khi suy đoán ý đồ của lãnh đạo rất dễ dàng, thế nhưng có những lúc lại cực kỳ đau đầu. Trưởng phòng Tuệ Minh, tư tưởng của anh thật sự có vấn đề, đối với đồng chí trẻ tuổi thì chúng ta nên ủy thác trách nhiệm, cần phải tăng cường trọng trách, những phương án che chở của anh sao có thể tạo ra cơ hội cho cán bộ trẻ tuổi được rèn luyện đây? Đồng Quốc Khánh khoát tay chặn lời Tưởng Tuệ Minh, thật sự không thèm che giấu sự bất mãn của mình. Chương 609-2, phải giải phóng tư tưởng, bước chân phải lớn hơn một chút. Tưởng Tuệ Minh thật sự cảm thấy muốn hôn mê, hắn thầm nghĩ, bí thư Đồng nói thì dễ dàng linh hoạt, thế nhưng người nào không biết anh đang lật bài tẩy với thế lực của Chủ tịch Vương. Lý Cẩm Hồ là người thuộc dòng chính của Vương Tử Quân, sắp xếp người này thế nào? Tôi chẳng phải đang làm việc theo ý của anh sao? Anh không nói rõ ý nghĩ của mình, không phải cố ý ép tôi phải suy đoán sao? Tôi nghe nói Lý Cẩm Hồ này làm chủ tịch huyện cũng không tệ có phải không? Đồng Quốc Khánh buông thùng nước xuống rồi cười ha hả hỏi. Tưởng Tuệ Minh sao không hiểu ý của Đồng Quốc Khánh, thế nhưng hắn lại có thói quen hùa theo ý của bí thư Đồng. Đúng vậy, nghe nói là thành tích rất tốt. Một cán bộ đầy hứa hẹn như vậy có thể cho lên vị trí bí thư huyện ủy được không? Đồng Quốc Khánh xoa xoa tay rồi dùng giọng dứt khoát nói. Đề bạt Lý Cẩm Hồ, mình không nghe lầm đấy chứ. Tưởng Tuệ Minh chợt sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó hắn chợt hiểu ra vấn đề. Bây giờ Đồng Quốc Khánh chủ yếu khai đao với đám người của Vương Tử Quân, nếu những người kia đều bị triệt hạ khỏi vị trí bí thư và chủ tịch huyện, chỉ có duy nhất Lý Cẩm Hồ được đề bạt, như vậy vấn đề bên trong là rất lớn. Thứ nhất là có thể dùng chiêu này để chặn họng người ta, nếu có người nói Đồng Quốc Khánh lợi dụng phương diện điều chỉnh nhân sự để đả kích người của Vương Tử Quân, như vậy Đồng Quốc Khánh hoàn toàn có thể dùng sự việc của Lý Cẩm Hồ để đánh ngược trở lại. Lý Cẩm Hồ là người được Vương Tử Quân đưa đến thành phố Đông Bộ từ huyện Lô Bắc thành phố An Dịch, bây giờ Đồng Quốc Khánh đề bạt Lý Cẩm Hồ làm bí thư huyện ủy, như vậy sao anh lại nói tôi đã kích người của Vương Tử Quân? Thứ hai là có thể châm ngòi mối bất hòa trong đám người có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, bọn họ cũng là người đi theo Vương Tử Quân, bây giờ mình bị rời khỏi chức vụ, thế nhưng Lý Cẩm Hồ lại được đề bạt. Sự việc này bùng phát càng làm cho người ta nghĩ rằng mình bị chủ vứt bỏ. Như vậy sẽ càng có nhiều thông tin không hay về Vương Tử Quân xuất hiện. Thứ ba chính là Vương Tử Quân không phải là tự mình ra tay, Lý Cẩm Hồ thăng quan, thế cho nên không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra ý nghĩ khác lạ. Bí thư Đồng, tôi hiểu rõ rồi, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo sắp xếp của ngài, sẽ đẩy đồng chí Lý Cẩm Hồ lên vị trí thích hợp, sẽ cho anh ấy đủ sân khấu để biểu hiện tài hoa. Tưởng Tuệ Minh cảm khái kế sách một đá ném trúng ba chim của Đồng Quốc Khánh. Thật sự phục sát đất với trò cao tay của lãnh đạo. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu, hắn không tiếp tục chủ đề này mà cười nói. Tối nay Tuệ Minh anh có bận rộn gì không? Nếu không thì đến dùng cơm với tôi. Thật ra tối nay Tưởng Tuệ Minh cũng có sắp xếp của mình, thế nhưng hắn nghe lời kêu gọi của Đồng Quốc Khánh thì trực tiếp bỏ qua những sắp xếp trước đó. Dù sao thì quan hệ với bí thư Đồng mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn. Hôm nay giám đốc Triệu của tập đoàn Trấn Phi đến thành phố Đông Bộ. Tôi tổ chức tiệc đón gió tẩy trần ở khách sạn Đông Bộ. Trưởng phòng Tuệ Minh, tôi nghe nói sức chiến đấu của anh rất mạnh, hôm nay cũng không thể để cho người ta coi thường được. Đồng Quốc Khánh dùng giọng bình tĩnh nói, thế nhưng Tưởng Tuệ Minh nhìn vẻ mặt của Đồng Quốc Khánh lại sinh ra ý nghĩ kích động. Vương Tử Quân mới đi một tháng thế nhưng công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ đã bị lãnh đạo tỉnh phê bình. Tuy Thạch Kiên Quân không chỉ mặt gọi tên thế nhưng ai cũng hiểu rõ ràng ý nghĩ của Chủ tịch tỉnh.
Đồng Quốc Khánh đối mặt với tình huống này và tỏ ra cực kỳ căm tức, thế nhưng hắn cũng không dám nói lời nào. Dù sao thì Thạch Kiên Quân cũng là chủ tịch tỉnh, hơn nữa Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ một tháng, thành tích kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ đã nhanh chóng từ vị trí vượt mặt thành phố Sơn Viên rơi xuống thứ 6 trong tỉnh Sơn Nam. Tuy Đồng Quốc Khánh không nói nhưng Tưởng Tuệ Minh vẫn biết rõ bí thư Đồng đang cảm thấy rất uất nghẹn. Đồng Quốc Khánh muốn tạo ra thành tích, muốn chứng minh cho đám lãnh đạo tỉnh ủy biết Đồng Quốc Khánh cũng là một người có năng lực trong công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tưởng Tuệ Minh cũng nghe và hiểu được vài chuyện liên quan đến tập đoàn Trấn Phi, hắn biết lần này tập đoàn Trấn Phi đầu tư rất lớn. Nếu như có thể thu vào trong tay thì công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ trong năm nay sẽ dẫn đầu toàn tỉnh, tất cả những âm thanh nghi vấn với năng lực phát triển kinh tế của Đồng Quốc Khánh sẽ tan biến. Nếu anh muốn trở thành tâm phúc của lãnh đạo, cũng không phải anh có bàn chân trơn trượt và miệng lưỡi tốt là được, ít nhất anh phải hầu hạ lãnh đạo còn hơn cả bố mình, phải làm cho lãnh đạo vui sướng mới được. Một tâm phúc thật sự phải nghĩ thay cho lãnh đạo, phải gấp cho lãnh đạo, phải giải nạn, dùng trăm phương ngàn kế để chứng thực ý chỉ của lãnh đạo. Tưởng Tuệ Minh hắn có dã tâm, hắn không phải chỉ nghĩ về vị trí của Trúc Phu Bình ngày một ngày hai, đáng lý ra vị trí đó phải thuộc về hắn mới đúng, thế nhưng Vương Tử Quân lại vung đao chặt đứt bàn tay của Tưởng Tuệ Minh, ném vị trí phó bí thư cho Trúc Phu Bình. Dù Tưởng Tuệ Minh thật sự rất căm ghét Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại như mặt trời giữa ban trưa, hắn không dám để lộ ý nghĩ căm hận của mình ra bên ngoài. Lúc này Đồng Quốc Khánh được sự giúp đỡ của Hào Nhất Phong mà dần lấy lại đại cục ở thành phố Đông Bộ, việc cần làm của Tưởng Tuệ Minh vào lúc này chính là theo sát tiến độ của Đồng Quốc Khánh. Hắn tin chắc chính mình sẽ đạt được như ước nguyện, sẽ ngồi lên vị trí thứ 3 trong thành phố Đông Bộ. Bí thư Đồng cứ yên tâm, lần này dù tôi có uống đến mức nằm sấp xuống cũng sẽ làm cho giám đốc Triệu được vui vẻ thoải mái nhất. Tưởng Tuệ Minh nói làm cho Đồng Quốc Khánh cảm thấy rất vui vẻ, hắn lấy một gói thuốc rồi ném cho Tưởng Tuệ Minh một điếu, chính mình cũng đốt một điếu, ngay sau đó trong phòng đầy khói thuốc lá. Tuệ Minh, nghe nói con trai của Chủ tịch Kinh có biểu hiện rất tốt trong phòng tổ chức thì phải. Đồng Quốc Khánh giống như chợt nghĩ đến vấn đề gì đó, hắn chợt lên tiếng. Tưởng Tuệ Minh là người nghe nhạc biết lời, hắn dùng sức gật đầu nói. Con trai của Chủ tịch Kinh là một nhân tài. Vừa tốt nghiệp được 3 năm đã tiến vào công tác rất nhanh. Người nà rất nhiệt tình, có ý nghĩ tốt, là một mầm mống phù hợp, tôi đang nghĩ giao trọng trách cho cậu ấy, để cậu ấy có thể học hỏi kinh nghiệm. Đồng Quốc Khánh khẽ cười, hắn rất thỏa mãn với tình huống Tưởng Tuệ Minh nhanh chóng hiểu được tâm tư của mình như vậy, rõ ràng là năng lực lĩnh ngộ ý chỉ của lãnh đạo là rất cao. Anh nghĩ mà xem, có vị lãnh đạo nào muốn nói thẳng ý nghĩ của mình. Đồng Quốc Khánh cũng là như vậy. Hắn hy vọng mình chỉ cần nói một câu có ý nghĩa ẩn giấu thì cấp dưới có thể ngầm hiểu ra vấn đề, sau đó thực hiện thật sự mỹ mãn. Chương 609-3 phải giải phóng tư tưởng, bước chân phải lớn hơn một chút. Anh Kinh thật sự là rất tốt, tuy đã chuyển sang công tác ở Hội đồng Nhân dân thành phố, thế nhưng vẫn rất quan tâm đến phương diện phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh đang nói đến Kinh Ngũ Mẫn thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn nói một câu mời vào. Đúng lúc thư ký đẩy cửa đi vào nói. Bí thư Đồng, Chủ tịch Tôn đến. Mời Chủ tịch Tôn vào. Đồng Quốc Khánh đứng lên khỏi bàn làm việc, hắn trầm giọng nói với thư ký của mình. Tưởng Tuệ Minh nghe thấy Đồng Quốc Khánh muốn gặp Tôn Quốc Lĩnh, thế là hắn muốn cáo từ, đột nhiên Đồng Quốc Khánh vung tay cản lại. Trưởng phòng Tuệ Minh cũng không cần đi, tôi và Chủ tịch Tôn nói về chuyện của tập đoàn Trấn Phi, anh cũng nên ở lại nghe một chút. Khi hai người Đồng Quốc Khánh và Tưởng Tuệ Minh nói chuyện với nhau thì Tôn Quốc Lĩnh đi vào phòng. Tuy hắn cố gắng giữ vững tinh thần, thế nhưng trên mặt vẫn khó thể che giấu vẻ mệt mỏi. Chủ tịch Tôn đến rồi đấy à, mời anh ngồi. Đồng Quốc Khánh lúc này cũng không còn ngồi trên ghế làm việc, hắn nhanh chóng đi ra ngồi trên ghế salon, bộ dạng cực kỳ bình dị gần gũi. Tôn Quốc Lĩnh chợt cười nói với Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng, ngài tìm tôi có việc gì sao? Thật sự có một việc. Đồng Quốc Khánh khoát tay áo, hắn chờ Tôn Quốc Lĩnh ngồi xuống ghế rồi mới nói. Chủ tịch Quốc Lĩnh, vài ngày trước tỉnh Sơn Nam mở hội nghị kinh tế, thành phố Đông Bộ rơi vào thế bị động. Tuy Chủ tịch Thạch không điểm danh phê bình thành phố chúng ta, thế nhưng địa vị của chúng ta trong suy nghĩ của lãnh đạo đang dần giảm xuống. Tôn Quốc Lĩnh có thể nói gì được, nếu như hắn là Chủ tịch thành phố thì có thể mở miệng cãi cọ vài câu. Thế nhưng hắn chỉ là phó chủ tịch thường vụ chủ trì công tác khối chính quyền thành phố mà thôi, chỉ có thể cúi đầu trước mặt Đồng Quốc Khánh. Lúc này hắn thấy Đồng Quốc Khánh đẩy trách nhiệm về phát triển kinh tế lên đầu mình, thế là càng cảm thấy khó chịu. Bí thư Đồng,
gần đây công tác kêu gọi đầu tư. Tôn Quốc Lĩnh có chút trầm ngâm, hắn định mở miệng giải thích, thế nhưng lại bị Đồng Quốc Khánh vung tay cản lại. Đồng Quốc Khánh cười cười nói với Tôn Quốc Lĩnh. Chủ tịch Quốc Lĩnh, tôi biết rõ có nhiều nguyên nhân ở nhiều phương diện làm cho công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ chúng ta tụt dốc trong quý I, thế nhưng đứng trước mặt lãnh đạo nói đến nguyên nhân khách quan cũng phải nói đến nguyên nhân chủ quan. Tôi biết rõ anh cũng là người chịu uất ức, nhưng công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ rơi xuống vị trí thấp kém, đây là một sự thật không thể bào chữa. Lãnh đạo thượng cấp không phải không thấy rõ khó khăn của chúng ta, thế nhưng có thành phố nào mà không có khó khăn. Vì vậy chúng ta bây giờ không nên có ý nghĩ dựa dẫm, không nói đến vấn đề điều kiện, chỉ phải cố gắng thúc đẩy công tác kêu gọi đầu tư mà thôi. Đồng Quốc Khánh nói làm cho Tôn Quốc Lĩnh căn bản không biết nói gì hơn, hắn biết rõ lần này Đồng Quốc Khánh gọi mình đến tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản cho ra vài câu phê bình như vậy. Vì thế hắn có chút trầm ngâm rồi không nói gì thêm, chờ Đồng Quốc Khánh nói tiếp. Chủ tịch Quốc Lĩnh, trước nay ban ngành thành phố Đông Bộ chúng ta luôn đoàn kết và có lực chiến đấu mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta đối mặt với công tác kêu gọi đầu tư, càng phải vùng dậy phát triển vượt qua nghịch cảnh, như vậy mới xứng đáng với thành tích của thành phố Đông Bộ chúng ta được. Đồng Quốc Khánh nhìn thấy Tôn Quốc Lĩnh cúi đầu không nói gì, thế là cũng không tiếp tục đi sâu vào phương diện phê bình mà nhanh chóng thay đổi chủ đề, nói đến những công tác gần đây. Tôn Quốc Lĩnh suy đoán về ý nghĩ của Đồng Quốc Khánh, trong miệng lại không phát ra lời nào. Hắn không chủ trì công tác thì không biết nhiều thứ. Bây giờ Vương Tử Quân rời khỏi cương vị thì hắn mới biết khối chính quyền thành phố quanh quấn như thế nào, không dễ dàng đến mức nào. Trước kia Vương Tử Quân tọa trấn ở thành phố Đông Bộ thì hắn cảm thấy công tác của khối chính quyền cực kỳ thoải mái, bây giờ hắn ngồi trên vị trí chủ trì công tác mới hiểu được Vương Tử Quân cũng không dễ dàng gì. Lúc này hắn càng hoài niệm về Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ nếu có Vương Tử Quân ở đây che mưa che nắng, như vậy chính mình cũng không cần phải khổ cực như vậy. Chủ tịch Quốc Lĩnh, lát nữa anh thu thập một chút, cùng tôi đi đến khách sạn Đông Bộ tiếp đón Giám đốc Triệu của tập đoàn Trấn Phi. Giám đốc Triệu muốn đầu tư một hạng mục trên chục tỷ ở tỉnh Sơn Nam chúng ta, lúc này nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là kéo hạng mục ở lại thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh phê bình một lúc, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Giám đốc Triệu của tập đoàn Trấn Phi, đầu óc Tôn Quốc Lĩnh chợt nổ ầm một tiếng, hắn là phó chủ tịch thường vụ chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố. Hắn cũng không xa lạ gì tập đoàn Trấn Phi này. Hơn nữa lời nhắc của Chủ tịch Vương Tử Quân trước khi rời khỏi thành phố Đông Bộ luôn nằm sâu trong lòng Tôn Quốc Lĩnh, hắn còn chú trọng vào công tác tìm hiểu hạng mục của tập đoàn này. Sau khi biết đây là một hạng mục nguy hại, hắn càng đặt lời nhắc nhở của Vương Tử Quân lên vị trí hạng nhất. Lúc này hắn nghe thấy Đồng Quốc Khánh đưa ra yêu cầu kéo hạng mục của tập đoàn Trấn Phi ở lại thành phố Đông Bộ, hắn trầm giọng hỏi. Bí thư Đồng, có phải tập đoàn Trấn Phi muốn đầu tư hạng mục XP với số tiền lên đến cả chục tỷ không? Vẻ mặt Đồng Quốc Khánh chợt có chút chấn động, hắn lập tức trầm giọng nói. Đúng vậy, chính là hạng mục này, xem ra Chủ tịch Tôn đã sớm có chuẩn bị, như vậy cũng tốt, đỡ mất công tôi phải chú tâm giải thích. Bí thư Đồng, hạng mục này có tính ô nhiễm rất lớn, nếu như cho vào khu quy hoạch kỹ thuật cao, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn với thành phố Đông Bộ. Vì thế tôi đề nghị chúng ta không nên nắm bắt hạng mục này. Tôn Quốc Lĩnh có chút do dự, cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Vẻ mặt Đồng Quốc Khánh chợt trở nên rất nghiêm khắc, hắn không ngờ Tôn Quốc Lĩnh lại kiên quyết chối bỏ ý kiến của mình như vậy. Thế là hắn chợt mất vui, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Đồng chí Tôn Quốc Lĩnh, anh không phải là người thường, anh nói chuyện phải có trách nhiệm. Hạng mục của tập đoàn Trấn Phi có vấn đề hay không thì chúng ta không thể nói cho rõ được. Phải chờ chuyên gia vào cuộc mới xong. Anh là phó chủ tịch thường vụ chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố, anh không những phụ trách với chính mình, còn phải phụ trách về phương diện thúc đẩy phát triển kinh tế của cả thành phố. Hạng mục XP kia có lợi cho quá trình phát triển lâu dài của thành phố Đông Bộ chúng ta, sao anh lại có suy nghĩ bảo thủ như vậy được? Chân phải bước xa hơn, mắt phải nhìn xa hơn một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.